Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 146. Oanh một tiếng nổ vang, thần chu ầm vang nổ tung lên, to lớn mây hình nấm phóng lên tận trời, phương viên hơn 10 dặm phạm vi toàn bộ hóa thành kiếp cho. Thần chu phía trên, không ít cơ gia tu sĩ, tất cả đều bỏ mình, không ai sống sót. Những cái kia vây quanh Tiêu Phàm cơ gia tu sĩ, cũng bị Tiêu Phàm chia ra vô số cỗ linh hồn phân thân chém giết. Nếu như cũng đã xuất thủ, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Đắc tội một cái bác thần gia tộc đã đủ phiền toái, mặc dù nhiều một cái cơ gia cũng không để ý, nhưng có thể thiếu một chút phiền toái, Tiêu Phàm vẫn là hết sức vui lòng. Liếc nhìn chung quanh, Tiêu Phàm thân thể đột nhiên một trận biến hóa, mấy tức về sau biến thành bác thần tinh hồn bộ dáng, khóe miệng dương lên, liền một đầu chồng vào phía dưới tinh thần thế giới bên trong. Tinh thần thế giới một đầu minh mông sơn mạch bên trong, tọa lạc một cái mờ mịt lượn quanh sơn cốc, từng sợi sương mù bốc hơi lên, ở sơn cốc trên không, ngưng tụ thành một mảnh màu sắc rực rỡ mây mù. Mây mù tản ra vạn trượng hào quang, đem toàn bộ sơn cốc đều chiếu thông minh đến cực điểm. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, trong sơn cốc, ngẫu nhiên có bóng người lấp lóe, hơn nữa thỉnh thoảng bộc phát ra từng đạo năng lượng bàng bạc chấn động. Hẳn là chỗ này. Tiêu Phàm lặng yên xuất hiện ở chung quanh sơn cốc, ngắm nhìn trong sơn cốc, không khỏi nheo lại hai mắt. Lúc này, trong cơ thể hắn bạch sắc thạch đầu trán phóng hào quang sáng chói, so ánh sáng của mặt trời huy còn muốn sán lạn. Tiêu Phàm sở dĩ quyết đoán xuất thủ diệt sát người cơ gia, chính là bởi vì bạch sắc thạch đầu mang tới dị động, hắn biết rõ, trong này nhất định là có thứ không tầm thường. Bằng không mà nói, cơ gia không có khả năng nhiều người như vậy xuất hiện ở đây. Thở sâu, Tiêu Phàm lắng lại nội tâm kích động, giống như khinh yến một dạng lẻn vào sơn cốc bên trong, ngay sau đó, một cỗ bàng bạc linh khí đập vào mặt. Đây là, Tiêu Phàm trợn to hai mắt, chỉ cảm thấy tự thân lỗ chân lông toàn bộ thư giãn ra, cùng lúc đó, vô tấn chiến điển vậy mà tự hành vận chuyển lại. Từng tia thần lực tràn vào hai mắt, chỉ một thoáng, Tiêu Phàm thế giới trước mắt lập tức phát sinh biến hóa. Ở trong mắt của hắn bên trong, từng đạo đủ mọi màu sắc tơ nhện phiêu đáng tại hư không, càng đi sâu trong thung lũng, tơ nhện càng nhiều. Không thể nào, đây chẳng lẽ là vô chủ khí số. Lấy Tiêu Phàm tâm tính, cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Khí số A, đại đế cảnh cường giả tha thiết ước mơ đồ vật, bình thường cô đọng một sợi đều hết sức gian nan. Nhưng nơi này, lại khắp nơi đều là, nếu như không phải tận mắt thấy, Tiêu Phàm còn cho rằng mình đang nằm mơ. Hắn khoanh chân ngồi ở tại chỗ, vận chuyển vô tấn chiến điển, mặc cho cái kia tơ nhện rót vào trong cơ thể của mình, cô đọng nhục thân của mình. Tiêu Phàm đột phá đại đế cảnh tiền kỳ, nhục thân đều dung luyện 12 nguyên khí số, muốn đột phá đại đế cảnh trung kỳ, yêu cầu khí số là một cái đáng sợ số lượng. Bây giờ nhìn thấy nhiều như vậy vô chủ khí số, Tiêu Phàm như thế nào lại bỏ lỡ đây? Một bên kia giống như có sóng linh khí, cũng đúng lúc này. Cách đó không xa truyền đến một thanh âm, ngay sau đó hai bóng người hướng về Tiêu Phàm vị trí bay vụt mà tới. Tiêu Phàm sầm mặt lại, hắn không nghĩ tới đây vẫn còn có người tuần tra, không cần nghĩ cũng biết là người cơ gia. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm vội vàng bóp tay đánh ra từng đạo thủ ấn, lập tức hư không xuất hiện từng đạo hư không thần văn, đem hắn bao phủ ở bên trong. Mấy tức về sau, hai bóng người xuất hiện ở Tiêu Phàm cách đó không xa. Hai người cẩn thận quan sát bốn phía, lại là không có bất kỳ phát hiện nào. Người cũng quá lo lắng, nhị thiếu tự mình tọa trấn nơi nào còn có đạo trích chạy tới nơi này làm ầm ĩ. Trong đó một cái gầy gò nam tử cười nói. Cẩn thận một chút bao giờ cũng là chuyện tốt, thật vất vả bắt được chiến hoàng thiên, kích hoạt tiên thiên nguyên khí trì, nhất định không thể bị người phát hiện. Một cái khác nam tử khôi ngô trầm giọng nói. Không sai. Một lần này nhà họ cơ chúng ta ít nhất có thể đủ tạo nên 3.000 đại đế, đợi một thời gian, cỗ lực lượng này chắc chắn trở thành nhà họ cơ chúng ta át chủ bài. Gầy gò nam tử gật gật đầu. Tốt rồi, việc này ở trong này nói một chút là được rồi. Nam tử khôi ngô vội vàng hét lại. Hai người thanh âm càng ngày càng xa, nhưng Tiêu Phàm nhưng trong lòng thì cực kỳ không bình tĩnh, thậm chí nhấc lên sóng to gió lớn. Chiến Hoàng Thiên bị bọn họ bắt được. Tiêu Phàm sầm mặt lại, hắn ngửi được âm mưu vị đạo, có vẻ như nơi này vô chủ khí số, cùng Chiến Hoàng Thiên có quan hệ.
Nghĩ vậy, Tiêu Phàm nơi nào còn có tâm tư tu luyện, chiến hoàng thiên người này, dù sao cũng là tu la điện nhân viên ngoài biên chế a, Tiêu Phàm sao có thể thấy chết không cứu. Tiêu Phàm đứng dậy, lặng lẽ đi theo hai người kia đi tới, có hư không thần văn che lấp khí tức, trừ phi đối với thần văn cực kỳ mẫn cảm, cùng linh hồn xa so với Tiêu Phàm cường đại người, nếu không căn bản liền không khả năng phát hiện hắn. Vì lý do an toàn, Tiêu Phàm vẫn là quyết định trước biết rõ ràng cơ gia âm mưu, trước bắt một người hỏi một chút. Hai cái kia tuần tra người mặc dù cũng là đại đế cảnh hậu kỳ, vốn lấy Tiêu Phàm thực lực, chế phục hai người cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Khi tới gần hai người thời khắc, Tiêu Phàm trong phạm vi nhỏ triệu hồi ra sát lục luyện ngục, trực tiếp đem hai người ném vào sát lục luyện ngục bên trong, hai người trong nháy mắt bị áp chế ở thần vương cảnh đỉnh phong. Hai người còn chưa lấy lại tinh thần, chờ đợi bọn họ lại là gần 100 cỗ khí thế nghiền ép, cơ hồ chỉ còn lại có một hơi. Dừng tay, Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, nếu là đem hai người này giết chết, hắn có thể coi như mất toi công. Bái kiến điện chủ, hơn 100 người cung kính gật đầu, bái nói. Nếu như bách sát các người nhìn thấy sát lục luyện ngục bên trong những người này, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Những người này không phải lại thiên tài tư cách chiến phía trên bị Tiêu Phàm giết sao, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhưng mà, sự thật chính là như thế, ngày đó, Tiêu Phàm cũng không có khoảnh khắc một số người, mà là đem bọn hắn ném vào bên trong nội thiên địa, về sau chuyển tới sát lục luyện ngục. Quỷ dị nhất chính là, 100 người này nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lại là tràn đầy vẻ kính sợ, cùng lúc trước hoàn toàn tưởng như hai người. Nói. Người cơ gia ở trong này làm cái gì? Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem hai người kia nói. Giết chúng ta a! À, cơ gia hai đại cường giả cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, khinh thường nói. Các ngươi không nói, ta cũng một dạng có phương pháp lấy được thứ ta muốn. Tiêu Phàm không sợ nhất chính là mạnh miệng, có loại ma chi thuật ở, vô luận người có muốn hay không nói, hắn đều có thể được tin tức mình muốn. Bất quá vì đề phòng vạn nhất. Tiêu Phàm tiếp tục tàn phá hai người một phen, cho linh hồn hai người cũng tạo thành trọng thương, lúc này mới yên tâm thi triển chủng ma chi thuật. Đọc lấy hai người ký ức về sau, Tiêu Phàm cũng rốt cuộc minh bạch cơ ra âm mưu. Hảo một cái tiên thiên nguyên khí trì, đây chính là so nguyên tinh đều muốn vật chân quý vô cùng a, khó trách nơi này vô chủ khí số đậm đà như vậy, đáng tiếc, hiện tại là của ta. Tiêu Phàm đột nhiên khóe miệng dương lên nói. Điện chủ! Chúng ta lúc nào có thể rời đi nơi này? Trong đó một cái bách sát các tu sĩ lấy dũng khí nói, bọn họ đợi ở chỗ này, căn bản liền không khả năng đột phá đại đế cảnh. Rất nhanh, hơn nữa, có một cái cơ duyên to lớn đang chờ các ngươi. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói, tựa như âm mưu được như ý một dạng. Sâu trong thung lũng, có một tòa thất thải vụ trì bên trong chảy xuôi theo đậm đặc chất lỏng màu trắng, giống như quỳnh tương ngọc dịch. Những cái này chất lỏng màu trắng hết sức kỳ lạ, mặc dù có thể tận mắt thấy, nhưng căn bản chạm không tới sự tồn tại của bọn họ, tựa như căn bản không thuộc về mảnh không gian này một dạng. Ở thất thải vụ trì trung ương, tọa lạc một cái bảy màu ngọc đài, trên đài ngọc, khoanh chân ngồi một bóng người, đó là một cái anh tuấn phi phàm là nam tử. Nam tử một bộ chiến bào màu vàng óng, tóc đen choàng tại sau vai, lờ mờ bị nhuộm thành màu vàng kim nhàn nhạt, tản ra hơi yếu quang trạch. Nam tử không phải người khác, chính là Chiến Hoàng Thiên. Chiến Hoàng Thiên sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, nhưng hai con ngươi vẫn như cũ giống như hai thanh tuyệt thế thần kiếm đồng dạng, lộ ra một loại vô địch sắc bén. Ở hắn quanh thân, chảy xuôi theo từng tia chất lỏng màu vàng, đó lại là từ Chiến Hoàng Thiên thể nội chảy ra, không cần nghĩ cũng biết chính là Chiến Hoàng Thiên máu tươi. Làm máu tươi của hắn dung nhập phía dưới chất lỏng màu trắng thời khắc. Chất lỏng màu trắng vậy mà chậm rãi phát huy, hóa thành từng sợi thất thải sương mù, hướng về bốn phương tám hướng du đãng đi. Ở thất thải vụ trì chung quanh, ngồi xếp bằng lấy hàng trăm tu sĩ, bọn họ chính đang điên cuồng thôn phệ những cái kia thất thải sương mù, nếu như tử tế quan sát, sẽ phát hiện bọn họ đều chỉ là thần vương cảnh tu vi mà thôi. Bất quá, lại thôn phệ luyện hóa những cái kia thất thải sương mù về sau, không ít người thành công tấn cấp đại đế cảnh. Một khi tấn cấp đại đế cảnh, liền sẽ rời đi thất thải vụ trì chung quanh, bị một cái khác thần vương cảnh chống đi tới. Nếu như việc này khiến người khác biết rõ, đoán chừng sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Đây quả thực là nhân tạo đại đế a.
dù là cổ cương các đại gia tộc, cũng không khả năng có loại năng lực này, nhưng là giờ phút này, lại là chân thật phát sinh. Chiến Hoàng Thiên, đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, ở sứ mệnh của ngươi hoàn thành trước đó, ta đều sẽ không giết ngươi. Vụ chỉ bên ngoài một cái trên đài ngọc, trưng bày một tấm ghế bành, một cái chiến bào màu trắng nam tử lười biếng ngồi ở bên trên, ngoạn vị nhìn xem Chiến Hoàng Thiên. Hắn mi thanh mục tú, da thịt trắng nõn, mặt trái xoan, có một tấm nhường nữ nhân đều hâm mộ xinh đẹp khuôn mặt, nhưng mà, hắn lại là một cái nam nhân. Cơ Vô Nhạn, người một cái tử nhân yêu, số nương môn, chết đi cho ta. Chiến Hoàng Thiên nổi giận mắng, trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên. Cơ Vô Nhạn nhìn bề ngoài đi lên mặc dù bất động hợp tác, nhưng thân thể của hắn lại đang khẽ run lấy, nếu như không phải Chiến Hoàng Thiên còn có chút giá trị lợi dụng, hắn tuyệt đối sẽ không chịu được dạng này nhục mạ. Nếu là trước kia, phàm là dám như thế nhục mạ người của hắn, tất cả đều sớm đã chết không thể chết lại. Nương nương khang, tốt nam nhân tốt không làm, muốn làm nữ nhân, có bản lĩnh giết ta à? Mẹ ngươi đem ngươi sinh ra tới, nhường ngươi nối dõi tông đường, nhưng ngươi muốn làm nữ nhân, ngươi cái này dở dở ương ương, không đứng đắn ngu dốt. Nhìn thấy Cơ Vô Nhạn trầm mặc không nói, Chiến Hoàng Thiên lại là càng mắng càng ác, càng mắng càng ác độc, hắn gân xanh trên trán đều bộc phát lên, có thể nghĩ hắn thời khắc này phẫn nộ. Hắn bị Cơ gia đánh lén. Dùng máu của hắn đến kích hoạt tiên thiên nguyên khí chỉ, đương nhiên sẽ không để người Cơ gia tùy tiện đạt được. Hắn cũng biết, Cơ Vô Nhạn trong thời gian ngắn là không thể nào giết hắn, một khi hắn chết, máu của hắn cũng sẽ không có tác dụng, tiên thiên nguyên khí chỉ liền sẽ biến mất. Kể từ đó, Cơ gia muốn đã sớm đại lượng đại đế cảnh tu sĩ nguyện vọng sẽ phải rơi vào khoảng không. Câm miệng cho ta, Cơ Vô Nhạn hai mắt đỏ bừng, giận mắng một tiếng. Bất quá thanh âm nhưng có chút bén nhọn. Rất nhiều Cơ gia tu sĩ nghe vậy, đều kém chút bật cười, nhưng quả thực là không dám cười, bọn họ rất rõ ràng nhục nhã Cơ Vô Nhạn hiệu quả. Bất quá Chiến Hoàng Thiên lại không để trong lòng, dù sao rơi vào Cơ gia trong tay là trốn không thoát đâu, còn không bằng chửi cho sướng miệng, Cơ Vô Nhạn nếu là dám giết hắn, cũng coi là chết thống khoái. Có gan giết ta à, Cơ Không Chim, Chiến Hoàng Thiên khiêu khích nói. Nghe được Cơ Không Chim ba chữ này, Cơ Vô Nhạn thiếu chút nữa thì tức giận thổ huyết, trên người tách ra một đạo băng lãnh khí tức. Chiến huynh, người thực lực bây giờ không gặp làm sao tăng trưởng, mắng người công phu ngược lại là vô địch. Đột nhiên, một đạo trêu ghẹo thanh âm đang vang lên. Ai, Cơ Vô Nhạn bén nhọn quát lạnh một tiếng, con người băng lãnh quét mắt tứ phương. Đồng thời, Cơ gia tu sĩ cũng trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Tất cả đều xuất hiện ở thất thải vụ trì chung quanh, đề phòng tới cực điểm. Ân, Chiến Hoàng Thiên trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ kinh dị, hắn không nghĩ tới, vậy mà còn có người có thể đến nơi này. Oanh, cũng đúng lúc này, hư không truyền đến một trận ầm ầm thanh âm, từng đạo huyết sắc quang mang tại hư không nở rộ, Cơ gia tu sĩ cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Lui, Cơ Vô Nhạn phản ứng đầu tiên tới, nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Mặt khác Cơ gia tu sĩ nơi nào còn dám do dự. Bất quá, cũng có một số người không kịp phản ứng lúc, thân thể nhao nhao nổ tung, hóa thành một trận huyết vụ tràn ngập tại hư không. Hư không bên trong tràn ngập một cỗ khí tức túc sát, làm cho lòng người gan phát lạnh. A, một đạo hơi hơi thanh âm kinh ngạc vang lên, ngay sau đó, thất thải vụ trì trên không, vậy mà nhiều hơn một bóng người. Người tới tự nhiên là biến thành Bắc Thần tinh hồn tướng mạo Tiêu Phàm, hắn kinh ngạc nhìn phía dưới thất thải vụ trì, một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy, hắn vừa mới triệu hồi ra sát lục luyện ngục, vậy mà không thể đem cái này thất thải vụ trì nuốt vào trong đó, cái này còn là lần đầu tiên gặp gỡ loại chuyện này. Bắc Thần tinh hồn, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, lại là Cơ Vô Nhạn đứng ở trên không, lạnh lùng quan sát Tiêu Phàm. Sát ý lạnh như băng tại hư không nở rộ. Tiểu muội muội, đã lâu không gặp, Tiêu Phàm dứt khoát thu hồi sát lục luyện ngục, nhàn nhạt nhìn xem trời cao Cơ Vô Nhạn nói. Tiểu muội muội, đám người nghe vậy, khóe miệng một trận cuồng rút, Cơ Vô Nhạn là nam tốt a, làm sao cũng không khả năng là tiểu muội muội a. Chiến Hoàng Thiên càng là nhìn không được cười ha hả, tựa như quên trên người đau đớn một dạng. Không là tiểu muội muội. Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, cổ quái nói, ngươi không phải là cái nam a.
Tiêu Phàm đọc lấy Cơ Gia hai người kia ký ức, tự nhiên biết rõ Cơ Vô Nhạn là cái nam, hắn làm như vậy cái dạng này, chỉ là cố ý chọc giận Cơ Vô Nhạn mà thôi. Bắc thần tinh hồn, đi chết đi. Cơ Vô Nhạn gần như cuồng loạn gầm hét lên, chiến hoàng thiên hắn không thể giết, nhưng cũng không đại biểu Bắc thần tinh hồn hắn không dám giết. Hừ, chỉ bằng các ngươi những người này sao, vừa vặn vừa mới không có giết thống khoái, hiện tại tiếp tục. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, vọt thẳng vào trong đám người, bắt đầu đại khai sát giới. Những người này đại đa số chỉ là thần vương cảnh, một số ít là đại đế cảnh tiền kỳ, đại đế cảnh cao giai lại là 10 điểm thưa thớt, Tiêu Phàm như lang nhập bầy dê, đại sát tứ phương. Cơ Vô Nhạn nghe vậy, sắc mặt biến hóa, từ làm sao không minh bạch Tiêu Phàm lời nói bên trong ý nghĩa, sợ là tinh thần bên ngoài Cơ Gia người, đã toàn bộ chết ở trong tay Tiêu Phàm. Nghĩ vậy, Cơ Vô Nhạn sát tâm càng hơn vừa rồi, trong mắt hắn, Tiêu Phàm đã là một người chết. Nhưng hắn lại không biết, ở trong mắt Tiêu Phàm, nơi này Cơ Gia tất cả mọi người, cũng đã là một đám người chết. Trong sơn cốc, Tiêu Phàm tay cầm Tu La kiếm đại sát tứ phương, những năm gần đây, hắn đã thật lâu không có như vậy đại khai sát giới. Chốc lát thời gian, Tiêu Phàm đã không biết giết bao nhiêu, thất thải vụ trì chung quanh, khắp nơi đều là máu tươi cùng cụt tay cụt chân, trong không khí tràn ngập xương máu dày đặc. Quỷ dị chính là, thất thải vụ trì phía trên, lại là một mảnh tường hòa, những cái kia huyết vụ căn bản không đến gần được thất thải xương mù. Chiến Hoàng Thiên nhìn thấy người Cơ Gia bị giết, một mực đều ở liều lĩnh cười lớn, tựa như giết chết người Cơ Gia là chính hắn một dạng. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm lúc, Chiến Hoàng Thiên tiếng cười két két mà tới, sắc mặt trở nên 10 điểm đặc sắc. Tiêu Phàm mặc dù biến đổi dung mạo, nhưng là trong tay hắn Tu La kiếm, Chiến Hoàng Thiên lại là liếc mắt liền nhận ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiêu Phàm hồn nhiên không biết mình đã bị khám phá thân phận, hắn vẫn như cũ đang điên cuồng giết chóc lấy, mặc dù hắn cũng bị thương không nhẹ, nhưng hắn vốn không có để ý. Cơ Gia 300 người, trong đó hơn 200 thần vương cảnh toàn bộ bị hắn chém giết hầu như không còn, bây giờ chỉ còn lại có 5-60 cái đại đế cảnh tu sĩ. Nguyên bản Tiêu Phàm còn tưởng rằng Cơ Gia có 3.000 người ở đây, đang đọc lấy Cơ Gia hai người kia ký ức về sau, Tiêu Phàm mới biết được. Nguyên lai Cơ Gia an bài 10 tốp người theo thứ tự tiến vào nơi đây. Đáng tiếc, nhóm người thứ hai còn chưa tới đến, lại bị Tiêu Phàm ngoài ý muốn phát hiện. Đây cũng là Cơ Gia suối quẩy, nếu như là gặp gỡ những người khác, đoán chừng cũng không phát hiện được bí mật của bọn hắn, thậm chí cũng không dám tới gần bọn họ. Nhưng Tiêu Phàm, nhưng bởi vì đá màu trắng tồn tại, khơi dậy lòng hiếu kỳ của hắn. Bây giờ nhìn thấy tiên thiên nguyên khí chỉ bậc này quý hiếm, Tiêu Phàm lại làm sao có thể bỏ qua đây? Coi như không thể mang cho Tu La Điện các vị huynh đệ, vậy cũng hẳn là dồi dào lợi dụng, cho dù cho Bách Sát các 100 người kia hấp thu cũng tốt. Dù sao, tiên thiên nguyên khí chỉ thế nhưng là di động, không hội trưởng thời gian tồn tại cùng một nơi. Sở dĩ bị cố định ở chỗ này, cũng là bởi vì Chiến Hoàng Thiên nguyên nhân, Chiến Hoàng Thiên chính là thiên hữu người, máu của hắn có thể làm cho tiên thiên nguyên khí chỉ hiển hóa ra ngoài. Đây cũng là Cơ Gia bắt hắn lại Chiến Hoàng Thiên lấy máu nguyên nhân. Phốc, một đạo kiếm quang xẹt qua hư không, xuyên thủng Tiêu Phàm đầu vai, máu tươi vẩy ra mà ra, Tiêu Phàm thân thể một cái lảo đảo, trong nháy mắt lùi lại mấy chục trượng. Đại đế đỉnh phong, Tiêu Phàm sầm mặt lại, hắn biết rõ người Cơ Gia bên trong ẩn giấu đi đại đế cảnh cường giả tối đỉnh, nhưng hắn không nghĩ tới, đường đường đại đế cảnh cường giả tối đỉnh, vậy mà lại đánh lén hắn. Không thể không nói, người nơi này nhiều lắm, mặc dù thực lực tổng hợp không bằng trước đó gặp Bắc thần gia tộc, nhưng bậc này loạn chiến, có đôi khi mới là chí mạng nhất, rất dễ dàng bị địch nhân chui khe hở. Tiêu Phàm nhanh chóng lùi về phía sau, trong đầu hắn hiện lên nguyên một đám suy nghĩ, phất tay, từng đạo thần văn gào thét mà ra, chặn lại mấy người công kích. Được rồi, không cùng các ngươi chơi. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, một người đối chiến nhiều như vậy đại đế cảnh. Hắn vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Nói xong, trong tay của hắn lập tức xuất hiện một cái hồ lô màu đen, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, cuồn cuộn ngọn lửa màu đỏ ngòm từ hồ lô liệt phùng bên trong tiêu tán mà ra, trong nháy mắt bao phủ cả tòa sơn cốc. Đây là lửa gì? Cơ Vô Nhạn giật mình kêu lên, sắc mặt một trận trắng bạch.
Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, một bóng người mang theo hắn cực tốc hướng về sơn cốc bên ngoài lao đi, hiển nhiên là âm thầm đại đế cảnh đỉnh phong xuất thủ. Bọn họ tự biết không phải diệt thần thánh viêm tàn diễm đối thủ, chỉ có thể không cam lòng rời đi sơn cốc. Bất quá, mặt khác cơ gia tu sĩ nhưng là không có vận tốt như vậy, ở diệt thần thánh viêm tàn diễm thiêu đốt phía dưới, mấy hơi thở thời gian, liền toàn bộ đều hóa thành kiếp cho. Chỉ có mấy cái đại đế cảnh hậu kỳ cùng đại đế cảnh đỉnh phong mang theo Cơ Vô Nhạn chạy ra ngoài. Sơn cốc trên không, Cơ Vô Nhạn thân hình chật vật hướng về phía dưới sơn cốc, hai mắt đỏ như máu, tràn đầy vô tận không cam lòng. Hắn nhưng là đại đế cảnh trung kỳ cường giả, còn chưa cùng Tiêu Phàm giao thủ, liền đã bại lui, một hơi này, nhường hắn làm sao nuốt vào. Bắc thần tinh hồn, ta Cơ Vô Nhạn cùng ngươi không chết không thôi. Cơ Vô Nhạn tức giận gầm thét lên, chỉ là thanh âm vẫn như cũ 10 điểm bén nhọn. Nhị thiếu, tiên thiên nguyên khí chỉ không còn gì để mất, Bắc thần tinh hồn cái kia pháp bảo quá mức lợi hại, phún ra hỏa diễm liền đỉnh giai đế binh đều có thể luyện hóa, chúng ta phải nghĩ biện pháp mới được. Một cái hắc bào nam tử sắc mặt khó coi nói. Hắn vừa mới vì cứu Cơ Vô Nhạn, sử dụng một kiện đế giai pháp bảo, có thể vẻn vẹn chống đỡ hai cái thời gian hô hấp, liền bị ngọn lửa kia cho hòa tan. Hối hận sau khi, lại để cho hắn vô cùng kinh hãi. Cái kia màu đen phun lửa hồ lô, nhất định là một kiện thánh binh, tăng thêm Bắc thần tinh hồn thực lực, trừ phi ta cũng cầm một kiện thánh binh cùng hắn chiến đấu, nếu không cơ bản không có khả năng thắng. Cơ Vô Nhạn tỉnh táo lại, đối với thực lực của mình ngược lại là có một cái rõ ràng nhận biết. Thánh binh, đại thiếu trong tay không phải có một cái sao? Hắc bào nam tử ánh mắt sáng lên nói. Hắn đoán chừng đã sớm tiến vào thánh linh táng thổ, chờ hắn trở về, món ăn cũng đã lạnh. Cơ Vô Nhạn lạnh rên một tiếng. Trong lúc nhất thời, đám người không biết làm sao, chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem tiên thiên nguyên khí chỉ cứ như vậy rơi vào tay người khác sao? Cơ Diệp, nhà họ Cơ chúng ta nhóm người thứ hai cũng sắp đến, người đi tiếp bọn họ một cái, thuận tiện mang nhiều mấy cái đại đế cảnh đỉnh phong tới. Cơ Vô Nhạn hai mắt quét ngang, một bộ không chết không thôi bộ dáng. Tốt, hắc bào nam tử Cơ Diệp trầm ngâm lúc này, cuối cùng gật gật đầu, lách mình tại chỗ biến mất. Cho ta nhìn xem bọn hắn, đừng để bọn họ trốn thoát. Cơ Vô Nhạn đằng đằng sát khí hướng về phía dưới sơn cốc, có đề phòng mà nói, hắn cũng không sợ Tiêu Phàm trong tay hắc hỏa hồ lô. Nhưng mà một khắc sau, từng đạo hào quang đột nhiên từ sơn cốc bốn phía phóng lên tận trời, giống như pháo hoa nở rộ đồng dạng, trong nháy mắt bao phủ cả tòa sơn cốc. Trận pháp, Cơ Vô Nhạn nhìn thấy một màn này, hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn lúc này mới nhớ lại, Bắc thần gia tộc thế nhưng là phong thiên nhất tộc A, có trận pháp này ở, hắn đã đứng ở thế bất bại. Trong sơn cốc, Tiêu Phàm nhìn xem trời cao màn sáng, trên mặt lúc này mới lộ xuất ra mãn ý tiếu dung, phủi tay, lúc này mới nhìn về phía vụ chỉ phía trên Chiến Hoàng Thiên nói, Chiến Hoàng Thiên, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ A. Chiến Hoàng Thiên sắc mặt cứng đờ, đắng chát cười nói, điện chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ta còn tưởng rằng lần sau gặp được ngươi sẽ mang đến cho ta một điểm kinh hỉ đây, không nghĩ tới mang đến cho ta chính là sợ hãi. Tiêu Phàm không nghĩ tới Chiến Hoàng Thiên vậy mà sớm đã nhận ra bản thân, không khỏi trêu ghẹo nói. Chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người, bất quá, nói không chừng thật là kinh hỉ đây. Chiến Hoàng Thiên cũng không có gì không có ý tứ. Bất kể là kinh hỉ vẫn là sợ hãi, ta trước cứu ngươi đi ra. Tiêu Phàm vẻ mặt im lặng nói, lách mình xuất hiện ở bên người Chiến Hoàng Thiên, chuẩn bị thay hắn giải trừ trên người phong ấn. Đừng động, Chiến Hoàng Thiên vội vàng gọi lại Tiêu Phàm, nói, máu của ta hiện tại liên tiếp tiên thiên nguyên khí chỉ, một khi giải trừ phong ấn, tiên thiên nguyên khí chỉ liền sẽ biến mất. Vậy ngươi cũng không thể một mực đổ máu a. Nếu là đường đường đại đế cảnh Chiến Hoàng Thiên đổ máu mà chết, vậy liền khôi hài. Tiêu Phàm bĩu môi nói, yên tâm, ta không chết được. Chiến Hoàng Thiên lắc đầu, trầm giọng nói tiên thiên nguyên khí chỉ biến mất, Cơ gia khẳng định còn có biện pháp tìm tới, thà rằng như vậy, còn không bằng ngươi tới hấp thu, ta muốn Cơ gia, làm áo cưới. Ta tới hấp thu, Tiêu Phàm chỉ mình, hơi kinh ngạc nhìn xem Chiến Hoàng Thiên nói. Hắn không nghĩ tới Chiến Hoàng Thiên vậy mà như thế khẳng khái. Về phần cái này tiên thiên nguyên khí chỉ, Tiêu Phàm cũng không dự định bỏ lỡ, hắn xác thực cần đại lượng vô chủ khí số.
Trước mắt tiên thiên nguyên khí chỉ, liền có thể nhường hắn ngưng luyện ra hài lòng khí số, thậm chí đột phá đại đế cảnh trung kỳ cũng khó nói. Không sai, ta muốn Cơ gia không thu hoạch được gì. Chiến Hoàng Thiên trầm giọng nói, chỉ là một mình ngươi, đoán chừng cũng căn bản không hấp thu được bao nhiêu. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói ta có thể không là một người a. Chiến Hoàng Thiên nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm, ngay sau đó, chỉ thấy Tiêu Phàm lấy tay vung lên, từng đạo bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở bốn phía, nhiều đến hơn 100 người. 100 người này, dĩ nhiên chính là Bách Sát Các bị Tiêu Phàm giết chết 100 người kia. Nhìn thấy nhiều người như vậy, hơn nữa còn là thần vương cảnh, Chiến Hoàng Thiên hơi sững sờ, nhìn không được trợn to hai mắt. Bái kiến điện chủ, đám người khom người bái nói. Tiêu Phàm khoát khoát tay, lờ đễnh nói các ngươi không phải muốn đột phá đại đế cảnh sao, nơi này có một cái tiên thiên nguyên khí trì, tận tình hấp thu luyện hóa a. Là, điện chủ, đám người sớm liền thấy tiên thiên nguyên khí trì, chỉ là Tiêu Phàm không có mở miệng, bọn họ cũng không dám sở trường về động. Bây giờ Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, bọn họ chỗ nào còn sẽ do dự, tất cả đều ùa lên, ngồi ở thất thải vụ trì chung quanh, bắt đầu cắn nuốt. Điện chủ, người tại sao có thể mang nhiều người như vậy tiến đến? Chiến Hoàng Thiên kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, truyền âm nói. Làm sao, chẳng lẽ người khác không được sao? Tiêu Phàm hơi sững sờ. Chiến Hoàng Thiên lắc đầu, đắng chát cười nói, không phải là không thể được. Chỉ là lúc này nếu là bị đế cung cùng Bách Sát Các biết, ngươi sẽ gặp nạn. Tiêu Phàm nhíu mày, suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Có thể tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ người, nhất định phải gia nhập đế cung, lấy được đế cung tán thành, bởi vì bình thường chỉ có đại đế, mới có thể tiến nhập nơi đây. Nhưng Tiêu Phàm không phải đế cung người, lại mang theo nhiều như vậy thần vương cảnh tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ, nếu như bị đế cung biết rõ, không thể thiếu một phen phiền phức. Cơ gia không phải cũng mang nhiều người như vậy đi vào sao? Tiêu Phàm ra vẻ không biết, cười cười nói. Chiến Hoàng Thiên không khỏi trợn trắng mắt, nói, ngươi có thể cùng Cơ gia so sao? Tiêu Phàm kinh ngạc, trực tiếp không biết nói gì, Cơ gia thân làm năm đại cổ cương số 1 số 2 gia tộc, tự nhiên không phải hắn Tiêu Phàm có thể so với. Thậm chí, hắn hiện tại liền vạn la đế vực hướng ra đều không so được. Cũng chính là bởi vì như vậy, Tiêu Phàm mới không muốn bỏ qua cơ hội như vậy, nếu là 100 người này đều có thể thành công đột phá đại đế cảnh, vậy sửa đi La Điện thực lực, tuyệt đối có thể cùng vạn La đế vực chống lại. Điện chủ, nhanh lên hấp thu a, ta nhiều nhất còn có thể kiên trì 1 tháng. Chiến Hoàng Thiên nhìn thấy Tiêu Phàm thất thần, vội vàng nói tránh đi. Tốt, Tiêu Phàm gật đầu, tìm một vị trí ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển vô tận chiến điển. Chỉ một thoáng, cuồn cuộn sương mù liền hướng lấy Tiêu Phàm vị trí gào thét mà đến, hắn thôn phệ luyện hóa nguyên khí tốc độ, hoàn toàn không phải những người kia có thể so sánh. Thậm chí, 100 người này cộng lại, cũng chưa chắc có một mình hắn nhanh. Bởi vì không chỉ Tiêu Phàm một người thôn phệ, còn có trong cơ thể hắn bạch sắc thạch đầu cũng đang điên cuồng hấp thu, tốc độ liền Tiêu Phàm đều theo không kịp. Cảm nhận được tiên thiên nguyên khí chỉ chất lỏng màu trắng nhanh chóng biến mất. Chiến Hoàng Thiên khóe miệng có chút co lại, thầm nghĩ trong lòng Cơ gia một lần này thực bạch bận rộn. Lấy Tiêu Phàm bọn họ thôn phệ tốc độ, cái này nguyên bản có thể tạo nên 3.000 cái đại đế tiên thiên nguyên khí trì, vẻn vẹn nửa tháng cũng chỉ còn lại có 1/3. Sau đó có không ít người thành công đột phá đại đế cảnh, mở ra thế giới, theo bọn họ đột phá, đám người luyện hóa tiên thiên nguyên khí trì tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Lại qua 7 ngày. Tiên thiên nguyên khí chỉ cũng chỉ còn lại có 1/3 không đến, lúc này, đã có hơn phân nửa thần vương cảnh đột phá đến đại đế cảnh. Cứ tiếp như thế, thật sự có khả năng tạo nên 100 đại đế cảnh cường giả. Đương nhiên, cho dù bọn họ bây giờ đột phá đến đại đế cảnh tu vi, nhưng là nhất định phải quá trình đại đế kiếp tẩy lễ, mới có thể xem như một cái chân chính đại đế cảnh cường giả. Liền tựa như vừa mới Tiêu Phàm chém giết những cái kia Cơ gia đại đế cảnh tu sĩ. Bọn họ căn bản không thể vượt qua đại đế kiếp, Tiêu Phàm giết bọn hắn tự nhiên không khó. Mà giống Tiêu Phàm loại này liền đại đế kiếp đều không độ, thực lực lại so tầm thường đại đế cảnh hậu kỳ còn mạnh hơn biến thái, lại là cực kỳ thưa thớt. Bằng không mà nói, hắn cũng không xứng xưng là thiên đố chi nhân. Sau 5 ngày, tiên thiên nguyên khí chỉ rốt cục thấy đáy,
cuối cùng một sợi nguyên khí cũng bị Tiêu Phàm luyện hóa, trên mặt lộ xuất ra mãn ý tiếu dung. Khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Bách Sát các cái kia 100 tu sĩ thời khắc, hài lòng gật đầu một cái, 100 người này, tất cả đều thành công đột phá đến đại đế cảnh, cũng coi là không nhường hắn thất vọng. Đồng thời, chính hắn cũng luyện hóa 60 nguyên khí số nhập thể, bất quá khoảng cách đại đế cảnh trung kỳ, nhưng như cũ đường phải đi còn rất dài. Điểm này Tiêu Phàm sớm liền nghĩ đến, phỏng đoán cẩn thận, hắn nghĩ đột phá đại đế cảnh trung kỳ, chí ít cũng phải luyện hóa 100 đồng khí số. Chiến huynh, một lần này đa tạ. Tiêu Phàm xuất hiện ở bên người Chiến Hoàng Thiên, cởi ra hắn phong ấn. Không cần, cũng coi là ta thay Tu La Điện làm một chút việc. Chiến Hoàng Thiên cười cười nói, sắc mặt hơi trắng bệch. Chảy hơn một tháng máu tươi, nếu là những người khác, đoán chừng đã sớm chết. Theo Chiến Hoàng Thiên trên người phong ấn tiếp xúc, phía dưới thất thải vụ trì cũng biến thành mờ đi, tùy thời đều có thể biến mất. Nhìn xem thất thải vụ trì, Chiến Hoàng Thiên cười thần bí nói, hơn nữa, ta cũng không tính là không thu hoạch được gì, chí ít còn có cái này không tiên thiên nguyên khí trì. Ngươi sẽ không muốn luyện hóa cái này tiên thiên nguyên khí trì rồi a hát. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Chiến Hoàng Thiên nói. Tiên thiên nguyên khí trì thế nhưng là tiên thiên linh vật, bình thường đều sẽ không cố định ở một chỗ, lại làm sao có thể bị luyện hóa đây. Ngươi đừng quên, ta là người như thế nào. Chiến Hoàng Thiên kiêu ngạo cười nói. Tiêu Phàm vỗ trán một cái, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Chiến Hoàng Thiên thế nhưng là thiên hữu người, luyện hóa cái tiên thiên nguyên khí chỉ đây tính toán là cái gì. Coi như trước cửa nhà té một cái, khả năng đều có thể lấy được đại đế truyền thừa. Cũng chính bởi vì hắn là thiên hữu người thân phận, cho nên dùng máu tươi của hắn, mới có thể khóa chặt tiên thiên nguyên khí chỉ. Nếu là đổi lại những người khác, tiên thiên nguyên khí chỉ đoán chừng đã sớm bỏ chạy. Tiêu Phàm trong lòng thở dài, thật đúng là người so với người làm tức chết người, mình là thiên đố chi nhân, coi như độ cái thần lôi kiếp, nếu so với người khác đáng sợ rất nhiều lần. Mà Chiến Hoàng Thiên, cái gì thần lôi kiếp, đó hoàn toàn là không tồn tại. Điện chủ, sau này chuẩn bị đi đâu? Chiến Hoàng Thiên nhìn thấy Tiêu Phàm trầm mặc, cũng không tiện tiếp tục đả kích Tiêu Phàm. Nhân tộc cổ lộ quá mênh mông, ta cũng không biết đi đâu. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, một lần này nếu như không là vận khí tốt, mình cũng sẽ không phát hiện viên tinh thần này. Đương nhiên, cũng có khả năng là Chiến Hoàng Thiên là thiên hữu người, cho nên ra lệnh cho không có đến tuyệt lộ, chính mình là tới cứu hắn. Điện chủ, nếu không cùng một chỗ tiến về Thánh Linh Táng Thổ A. Chiến Hoàng Thiên nghĩ nghĩ, hết sức trịnh trọng nói ra. Thánh Linh Táng Thổ, Tiêu Phàm nhíu mày. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái này danh tự, bất quá cũng cảm giác nơi này không đơn giản, bằng không mà nói, Chiến Hoàng Thiên sẽ không ngưng trọng như thế. Không sai, Thánh Linh Táng Thổ, chính là một chỗ cổ thế giới, nghe đồn hoang cổ thời kỳ liền có thể tồn tại. Chiến Hoàng Thiên trong mắt lấp lóe lấy tinh quang. Ngay sau đó cùng Tiêu Phàm nói một chút liên quan tới Thánh Linh Táng Thổ sự tình, Tiêu Phàm lập tức cũng hứng thú. Thánh Linh Táng Thổ. Nghe đồn truyền thừa từ hoang cổ thời kỳ, chính là một cái nào đó tuyệt thế đại năng thế giới biến thành, chỗ nào cực kỳ cuồn cuộn, tương đương với mấy chục cái bình thường vực lớn nhỏ. Bên trong tràn đầy đủ loại nguy hiểm, nhưng tương tự, cũng có đủ loại cơ duyên. Có ít người từng tại bên trong từng chiếm được hoàn chỉnh cổ pháp cùng cổ thuật, uy lực tuyệt luân, quét ngang vạn địch, không có đối thủ. Cũng có người ở bên trong từng chiếm được cổ lão thần thi, luyện chế thành khôi lỗi. Thực lực ngập trời, chưa có người địch. Thậm chí, có người còn ở trong đó chiếm được một chút tuyệt thế quý hiếm, có thể làm cho tu sĩ tu vi đột nhiên tăng mạnh, một ngày số cảnh cũng không nói chơi. Bởi vậy, phàm là tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ người, đều sẽ không kịp chờ đợi tiến vào nơi đây. Tiêu Phàm nghe vậy, trong mắt đã chán phóng ánh sáng nóng rực, hận không thể lập tức đến Thánh Linh Táng Thổ. Ta chiến ra thì có một vị tiên tổ. Đã từng tiến vào Thánh Linh Táng Thổ chỗ sâu, từng chiếm được một bộ tàn phá cổ thuật, cùng giai chưa có địch thủ. Chiến Hoàng Thiên lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm mặc dù không hâm mộ, nhưng là cũng có chút kỳ lạ. Đột phá đại đế cảnh, trừ bỏ một chút đặc thù thần thông, một dạng công pháp chiêu thức cơ hồ không có quá nhiều tác dụng. Bởi vì từng cái đại đế cảnh, đều dắt mang theo một cái thế giới, hơn nữa lại có mệnh thạch tồn tại, bình thường đều là không giết chết.
chỉ cần khí số chưa hết, liền có cơ hội sống lại. Tiêu Phàm sở dĩ có thể giết đại đế cảnh giống như giết gà tử đồng dạng, thứ nhất là hắn có được thần thông chọc, có thể ma diệt địch nhân khí số, thứ hai thì là hắn có được bạch sắc thạch đầu, có thể trực tiếp thôn phệ luyện hóa người khác khí số. Nếu là đổi lại những người khác, coi như giết chết đại đế cảnh đối thủ, muốn dung luyện đối thủ mệnh thạch bên trong khí số, cũng cần tiêu phí thời gian rất dài. Trước hết để cho nó biến thành vô chủ khí số, lúc này mới có thể thôn phệ, liền tựa như diệt thần thánh viêm tàn diễm trước đó cho Tiêu Phàm 12 nguyên vô chủ khí số một dạng. Nhưng là Tiêu Phàm lại có thể giảm bớt cái này trình tự, trực tiếp thôn phệ, cho nên mới có thể tùy tiện chém giết đại đế cảnh tu sĩ. Trừ cái đó ra, chỉ có những cái kia ẩn chứa thế giới chi lực cổ pháp cùng cổ thuật, mới có thể hữu hiệu oanh sát địch nhân. Đáng tiếc, thượng cổ một trận chiến, rất nhiều cổ thuật cùng cổ pháp biến mất ở dòng sông lịch sử bên trong, bây giờ có thể nắm vững cổ thuật cùng cổ pháp, cơ hồ chỉ có những đại gia tộc kia. Hơn nữa không phải gia tộc đệ tử đích truyền, cũng sẽ không dễ dàng truyền cổ pháp cùng cổ thuật. Liền tựa như Tiêu Phàm tu luyện Tu La Cửu Biến, kỳ thật chính là một loại luyện thể cổ thuật, uy lực kinh người, có thể làm cho thân thể đạt tới mức cực hạn, vọt giai chiến đấu không nói chơi. Biết rõ cổ pháp cùng cổ thuật cường đại Tiêu Phàm, tự nhiên không muốn bỏ qua thánh linh táng thổ tốt như vậy địa phương. Làm sao đi thánh linh táng thổ? Tiêu Phàm hỏi. Ngươi chẳng lẽ liền tinh đồ đều không có? Chiến Hoàng Thiên cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm nói. Cái gì tinh đồ? Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc. Điện chủ, tinh đồ là nhân tộc thí luyện cổ lộ địa đồ, ta chỗ này vừa lúc có một phần, năm đó hoa ta trăm vạn cực phẩm thần thạch mới mua được. Một cái bách sát các tu sĩ lấy ra một khỏa tử sắc thủy tinh, cười nói. Ta cảm thấy ngươi có chế nhạo bổn điện chủ ý nghĩa, cái này tử sắc thủy tinh, ta tịch thu. Tiêu Phàm đương nhiên tiếp nhận tử sắc thủy tinh. Linh hồn chi lực rót vào trong đó, lập tức một bộ hình nổi án kiện xuất hiện ở Tiêu Phàm trong đầu, đó là một đầu chiếu lấp lánh tinh hà, ở tinh hà chung quanh, tụ tập vô số sáng lên tinh thần. Đây chính là nhân tộc thí luyện cổ lộ. Tiêu Phàm hơi hơi sợ hãi than nói, đầu này cổ lộ trên, giống như vậy tinh thần, chí ít cũng có hơn vạn cái rồi a hát. Nhân tộc thí luyện cổ lộ, chính là vô số tinh thần thế giới tạo thành tinh hà, càng đi chỗ sâu, tinh thần thế giới càng lớn, nguy hiểm cũng càng nhiều. Chiến Hoàng Thiên giải thích nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn cũng bị minh mông tinh đồ cho kinh thán đáo, mặc dù hắn đột phá đến đại đế cảnh, nhưng vẫn như cũ cảm thấy mình 10 điểm nhỏ bé. So với những cái kia ngưng luyện ra nhân tộc thí luyện cổ lộ đại năng, Tiêu Phàm có chút tự ti mặc cảm. Thở sâu, Tiêu Phàm bình tĩnh trở lại, xuyên thấu qua cái kia tinh đồ, Tiêu Phàm thấy được mấy viên ngôi sao to lớn thế giới, lấp lóe lấy hừng hực quang mang, cực kỳ sáng chói. Đây là đế hỏa tinh thần thế giới. Tiêu Phàm hồn lực rất nhanh dừng lại ở một khỏa đỏ điểm sáng màu đỏ bên trên. Không sai, nơi này là của chúng ta điểm xuất phát. Viên thứ nhất tương đối sáng đế hỏa tinh thần thế giới, cái này viên thứ hai so sánh sáng lên đúng là thánh linh táng thổ, chúng ta vị trí là ở nơi này. Chiến Hoàng Thiên gật gật đầu, cho Tiêu Phàm giải thích nói. Tiêu Phàm nhìn lướt qua, lại là phát hiện, từ bọn họ vị trí viên tinh thần này thế giới, muốn đến thánh linh táng thổ, đoán chừng chí ít cũng cần một năm thế giới. Chiến Hoàng Thiên tựa như cũng nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, nói, nhân tộc thí luyện cổ lộ rất lớn. Muốn đem tất cả thế giới tất cả đều đi dạo hết, đoán chừng không có mấy trăm hơn ngàn năm là không thể nào làm được. Hơn nữa, càng đi chỗ sâu, nguy hiểm càng lớn, có rất ít người có thể thành công đến nhân tộc thí luyện cuối con đường cổ, có người từng nói, trừ phi đột phá thánh đế cảnh, nếu không là không thể nào đến. Tiêu Phàm bất đắc dĩ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, nhân tộc thí luyện cổ lộ còn như vậy, cái kia vạn tộc thí luyện cổ lộ, chẳng phải là càng mênh mông hơn, cũng càng nguy hiểm. Đúng rồi, cửu u cốc tại đây, Tiêu Phàm đột nhiên nói ra. Nhân tộc thí luyện cổ lộ tinh thần thế giới nhiều lắm, Tiêu Phàm muốn bằng vào bản thân tìm kiếm, không biết tìm tới năm nào tháng nào đi. Một viên này ngôi sao màu đen, chính là 10 đại hiểm địa bên trong xếp hạng thứ 2 cửu u tinh thần, người sẽ không muốn đi cửu u cốc a. Chiến Hoàng Thiên giải thích một câu, sau đó kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, hắn nhìn lướt qua. Lại là phát hiện, cửu u cốc cách bọn họ hiện tại vị trí, thực sự quá xa. Dù là hắn toàn lực chạy tới nơi đó,
đoán chừng đều muốn thời gian 2-3 năm. Tiêu Phàm trong lòng có loại cảm giác, mình bị Lãng Thiên đùa bỡn, nguyên bản hắn còn tưởng rằng đột phá đại đế cảnh liền có thể rời đi nhân tộc thí luyện cổ lộ đây, có thể hiện tại xem ra, trong thời gian ngắn đoán chừng là không thể nào. Lần sau rời đi, đoán chừng hài tử đều mười mấy tuổi. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, thầm nói, hy vọng Hỏa Ngân Nhi cũng không sự tình. Đột nhiên, Tiêu Phàm nhớ ra cái gì đó, hỏi, đúng rồi, nhân tộc thí luyện cổ lộ không phải một năm mở ra một lần truyền tống sao, ta nếu là nghĩ rời đi, hẳn là từ nơi nào đi. Cái thứ nhất điểm truyền tống chính là điểm xuất phát vị trí tinh thần, cái thứ hai điểm truyền tống ở trên thánh linh táng thổ, về sau còn có một cái điểm truyền tống, tổng cộng 3 cái. Chiến Hoàng Thiên giải thích nói. Nói cách khác, vẫn phải là đi thánh linh táng thổ rồi. Tiêu Phàm không còn gì để nói, lấy tay vung lên, trực tiếp đem bách sát các 100 người ném vào bên trong nội thiên địa. Sau đó quanh thân bốc cháy lên cuồn cuộn hỏa diễm, không nói hai lời, liền bao vây lấy mình và Chiến Hoàng Thiên, liền hướng lấy chân trời lao đi. Thời gian trở lại mười mấy tức trước đó, sơn cốc bên ngoài, Cơ Không Nhạn đám người chờ gần một tháng. Có thể phía dưới sơn cốc bên trong căn bản không có bất cứ động tĩnh gì, Cơ Không Nhạn sớm đã lòng nóng như lửa đốt. Đáng tiếc, hắn lại không thể làm gì, lấy thực lực của bọn hắn, căn bản không thể nào là Tiêu Phàm đối thủ. Hơn nữa, có cái kia trận pháp ngăn cản, bọn họ cho dù muốn nhìn rõ ràng phía dưới xảy ra chuyện gì, cũng làm không được. Cơ Diệp bọn họ còn chưa tới sao? Cơ Không Nhạn 10 điểm không kiên nhẫn nói, chờ một tháng. Sự kiên nhẫn của hắn đã gần như đã tiêu hao hết. Một đám cấp dưới cúi đầu, không dám nhìn thẳng Cơ Không Nhạn, bọn họ rất rõ ràng Cơ Không Nhạn đáng sợ. Nếu là không cẩn thận đắc tội hắn, chết đều không địa phương chôn. Nhị thiếu, chúng ta đã đến. Cơ gia đám người khẩn trương thời khắc, đột nhiên, một thanh âm từ đằng xa truyền đến, sau đó một chiếc to lớn thần chu tiến nhập mọi người tầm mắt. Thần chu phía trên, chở hơn ngàn tu sĩ. Trong đó đại bộ phận đều là thần vương cảnh tu sĩ, nhưng đại đế cảnh tu sĩ cũng nhiều đạt hơn 100 người. Vì tranh đoạt tiên thiên nguyên khí chỉ bên trong nguyên khí, Cơ gia cũng coi là bỏ ra đủ vốn liếng. Tới thật đúng lúc, cho Tạo Anh mở trận pháp này, ta muốn bắt sống Bắc Thần tinh hồn, nhưng hắn sống không bằng chết. Cơ Không Nhạn bỗng nhiên đứng dậy, cả người lộ ra tinh thần hăng hái. Một tháng này đến nay, hắn biệt khuất tới cực điểm. Chính là vì chờ người Cơ gia đến. Bây giờ đến gần 100 đại đế cường giả, Cơ Không Nhạn lòng tin tăng nhiều, dù là Tiêu Phàm có được thánh bảo, hắn cũng không sợ hãi. Giết, Cơ Diệp quát lạnh một tiếng, lấy tay vung lên, dẫn đầu hướng về sơn cốc bên trong phóng đi. Hồng hộc, cũng đúng lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to, đám người thân hình ngưng một cái, ngay sau đó, ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Một đạo hỏa quang gào thét mà qua, bay thẳng tinh không vực ngoại đi. Cơ hồ trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại có một điểm sáng. Hồn thiên tinh hỏa toa, bọn họ trốn, Cơ Diệp ánh mắt chấn động một cái, sắc mặt trở nên khó nhìn lên. Còn đứng ngây đó làm gì, truy a. Cơ Không Nhạn tức giận quát ầm lên, thanh âm the thé tới cực điểm, nghe người toàn thân hiện nổi da gà lên. Nói xong, Cơ Không Nhạn một kiếm giận phách mà ra. Phía dưới thượng cổ bên trong đại trận trực tiếp phá mở, bên trong mây mù trong nháy mắt tiêu tán không còn một mảnh. Cơ Không Nhạn mặc dù còn ôm một tia hy vọng, nhưng nhường hắn thất vọng là, sơn cốc bên trong đã sớm rỗng tuếch. Hỗn trướng, Cơ Không Nhạn nhe răng trợn mắt, mặt mũi trở nên dữ tợn, hắn Cơ gia mưu đồ thật lâu sự tình, vậy mà thất bại, cái này khiến hắn làm sao không giận. Thời khắc này Cơ Không Nhạn, hận không thể đem Bắc Thần tinh hồn tháo thành 8 khối. Thân hình lóe lên, Cơ Không Nhạn đạp vào một chiếc thần chu, nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm cùng Chiến Hoàng Thiên bọn họ chạy trốn phương hướng đuổi theo. Đáng tiếc, thần chu theo nhanh, nhưng ở trong hư vô vượt qua, lại còn có thể so sánh hồn thiên tinh hỏa toa. Những năm này, vô tận chi hỏa mỗi lần đột phá, Tiêu Phàm liền sẽ tế luyện hồn thiên tinh hỏa toa, bây giờ hồn thiên tinh hỏa toa, tuyệt đối là bên trong đại đế cảnh tốc độ sự tồn tại vô địch. Vẹn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà, Cơ Không Nhạn bọn họ liền đã mất đi Tiêu Phàm cùng Chiến Hoàng Thiên tung tích, khí sắc mặt hắn đều biến đen. Nhị thiếu, bọn họ rời đi phương hướng, hình như là thánh linh táng thổ. Cơ Diệp nhìn xem trong tay tinh đồ, trầm giọng nói.
Thánh linh táng thổ, Cơ Không Nhạn răng mài đến vang lên kèn kẹt, nói, Bắc thần tinh hồn, Thánh linh táng thổ chính là ngươi nơi chôn xương. Ra lệnh một tiếng, Cơ Không Nhạn mang theo người Cơ gia cũng hướng về Thánh linh táng thổ vị trí bay đi. Một năm về sau, một đạo hỏa quang xẹt qua tinh không, trụy lạc tại một mảnh cổ lão đại địa phía trên, phụ cận sơn mạch đều chấn động một cái. Không bao lâu, hai bóng người từ trong bụi bặm đi ra, một cái lắc mình liền xuất hiện ở một tòa sơn mạch đỉnh cao, người tới tự nhiên là Tiêu Phàm cùng Chiến Hoàng Thiên. Đây chính là Thánh linh táng thổ, Tiêu Phàm ngắm nhìn khắp nơi. Lúc này một mảnh bất phàm địa vực, sơn nhạc nguy nga, thung lũng khoáng đạt, sương mù quấn núi, giống như khí thế mạnh mẽ, vào mắt một mảnh tráng lệ, muôn hình vạn trạng. Nếu như không phải biết rõ nơi này là nơi nào, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không đem nơi này cùng táng thổ hai chữ liên hệ với nhau. Nơi này chôn giấu lấy vô số thánh đế cường giả, cho dù là một tia khí thế, cũng đầy đủ để một tòa sơn mạch sinh linh sinh tồn được. Chiến Hoàng Thiên nhìn ra Tiêu Phàm trong lòng nghi ngờ. Tiêu Phàm gật đầu, thánh đế cảnh cường giả sinh cơ cường đại dường nào, dù là chết đi, hắn trong thi thể thần tính tinh hoa, cũng đủ để nuôi sống một phương sinh linh. Bởi vậy, không chỗ nào năm tháng trôi qua, khu cổ địa này ngược lại không giống như là táng địa, ngược lại giống như một phiến tu luyện thánh địa, sinh cơ bừng bừng. Đi thôi, nơi này chỉ là thánh linh táng địa giáp danh, không có khả năng có cái gì hảo đồ vật. Chiến Hoàng Thiên phóng ra bước chân, hướng về chỗ sâu đi đến. Thánh linh táng địa, chính là một chỗ cơ duyên địa phương, tự nhiên không thể thiếu tu sĩ thăm dò, nhiều năm như vậy, bên ngoài mỗi một cái góc đều bị tìm khắp cả, há lại sẽ còn có những vật khác tồn tại. Tiêu Phàm cũng biết đạo lý này, cũng đi theo Chiến Hoàng Thiên, bất quá, trong tay của hắn lại là nhiều hơn một miếng truyền âm ngọc phù. Lão Tam, ta và các ngươi đều chia lìa, bản thân cẩn thận một chút. Lão Tam, ta ở Thánh linh táng địa chờ các ngươi, hy vọng các ngươi sớm chút đạt tới. Đây là Nam Cung Tiêu Tiêu nhắn lại, cũng có lẽ là bởi vì nhân tộc thí luyện cổ lộ 10 điểm cuồn cuộn, hơn nữa không gian cực kỳ đặc thù, cho nên mấy năm trước nhắn lại, đến bây giờ mới thu đến. Bây giờ có thể thu đến Nam Cung Tiêu Tiêu nhắn lại, 89 phần 10 là bởi vì Nam Cung Tiêu Tiêu cũng đến Thánh linh táng địa. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm lại nhận được thí thần nhắn lại. Thí thần hiển nhiên cũng lựa chọn tiến nhập thánh linh táng địa, chỉ là hôm nay là có hay không vẫn còn, cũng không biết được. Xem ra đều đến nơi này, Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, khi hắn nghe được lời kế tiếp lúc, Tiêu Phàm toàn thân run lên, trên người chán phóng đáng sợ sát ý, lấy hắn làm trung tâm, phương viên trong phạm vi mấy chục dặm, toàn bộ đông kết thành băng tinh. Phu quân, thì vũ vô năng, không thể bảo vệ tốt hài tử bị người đoạt. Liền Lãng Thiên đại ca cùng Hứa Vân Minh trưởng lão cũng không là đối thủ. Phu quân, ta cũng muốn mạnh lên, cho nên ta lựa chọn tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ, tương lai, ta nhất định sẽ đem con tìm trở về. Đây là Diệp Thi Vũ thanh âm, nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm tâm tính thiện lương giống bị vô số thanh đao đâm đau đồng dạng, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Từ Diệp Thi Vũ trong giọng nói, Tiêu Phàm nghe được nàng là thống khổ dường nào cùng bất lực. Những cái này nhắn lại cách xa nhau một đoạn thời gian rất dài, nhưng Diệp Thi Vũ bi thương chưa bao giờ biến mất qua. Tiêu Phàm không dám tưởng tượng, thời gian mấy năm này, Diệp Thi Vũ là như thế nào vượt qua. Mà ở hắn bất lực nhất thời điểm, bản thân vậy mà không ở bên người nàng. Chiến huynh, truyền tống trận tại đây, ta muốn rời đi. Thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, con người băng lãnh nhìn về phía Chiến Hoàng Thiên nói. Chiến Hoàng Thiên biết rõ, thời khắc này Tiêu Phàm, đã gần như ở vào bùng nổ giáp danh, không cẩn thận liền sẽ đại khai sát giới. Điện chủ, người trước chớ nóng vội, điện chủ phu nhân cho ngươi truyền âm, hẳn là đã đạt tới sinh linh táng địa, ngươi rời đi cũng vô dụng, chúng ta mau chóng tìm tới nàng mới đúng. Chiến Hoàng Thiên coi như bình tĩnh, thở sâu an ủi. Tốt, Tiêu Phàm khẽ cắn môi, trong lòng lạnh giọng nói, vô luận là biết rõ ai cướp đi con của ta. Ta Tiêu Phàm thề với trời, tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiêu Phàm dùng truyền âm ngọc phù cho Diệp Thi Vũ lưu lại mấy câu, nhưng mà thật lâu chưa từng lấy được nàng hồi phục, trong lòng nhanh như đay rối. Nếu như Diệp Thi Vũ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Tiêu Phàm không biết mình sẽ như thế nào điên cuồng. Điện chủ, đừng lo lắng, thánh linh táng địa có thật nhiều cấm địa, không gian hỗn loạn,
truyền âm ngọc phù không nhất định hữu hiệu. Chiến Hoàng Thiên An Nguy nói. Hắn vô cùng rõ ràng Tiêu Phàm làm người, trọng tình trọng nghĩa, đừng nói là vợ con của hắn xảy ra bất trắc, chính là bằng hữu bình thường cùng huynh đệ xảy ra bất trắc đều sẽ tức giận không thôi. Bây giờ hài tử bị người khác cướp đi, thê tử bặt vô âm tín, hắn có thể bình tĩnh mới là lạ. Nha, cái này vẫn còn có hai cái không sợ chết. Đột nhiên, một đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên, lại là nhìn thấy 6, 7 người từ đằng xa bay vụt mà tới, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm bọn họ vây ở trung ương. Tiểu tử, đem đồ vật giao ra, tha. Một người cầm đầu bạch bào thanh niên cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm hai người nói. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, thanh âm của hắn đột nhiên ngừng lại. Phốc phốc, từng tiếng giòn vang truyền đến, chỉ thấy từng đạo huyết kiếm tại hư không nở rộ. Bạch bào thanh niên sau lưng 6 người, tất cả đều máu me đầm đìa, ngã xuống trong vũng máu, liền kêu thảm cũng không kịp gọi ra, liền chết không thể chết lại. Mỗi cái người thân thể đều bị kiếm quang chém thành thịt nát, tử trạng 10 điểm thê thảm. Tha mạng, tiền bối tha mạng, bạch bào thanh niên phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, không ngừng run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi và bàng hoàng. Vừa đối mặt, bên người hắn 6 tôn đại đế cường giả. Vậy mà tất cả đều bị chém giết, hơn nữa hắn căn bản không thấy rõ ràng đối phương là làm sao xuất thủ. Thực lực như vậy, nhưng hắn nơi nào còn có bất luận cái gì lòng phản kháng. Trong lòng của hắn hối hận hết sức, sớm biết hắn bất kể như thế nào cũng sẽ không chạy ra trang bức. Chiến Hoàng Thiên Thần sắc lạnh lùng, cũng không có bất kỳ cái gì đồng tình ý nghĩa, những người này lúc này nhảy ra uy hiếp Tiêu Phàm, không phải muốn chết thì là cái gì chứ? Tiêu Phàm có thể chính đang lửa giận sông não, đừng nói các ngươi chỉ là một đám đại đế cảnh tiền kỳ tu sĩ, chính là đại đế cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, Tiêu Phàm đều như thế sẽ giết. Có hay không thấy qua nàng, Tiêu Phàm con người băng lãnh, lạnh lẽo thấu xương tập trung vào bạch bào thanh niên. Không, không có, bạch bào thanh niên kịch liệt run rẩy, hết sức sợ hãi nói, tiền bối, ta chính là thiên gia người, còn... Phốc, lại không chờ hắn nói xong. Bạch bào thanh niên mi tâm liền bắn ra một đạo máu tươi, trợn to hai mắt ngã trên mặt đất, hắn đến chết cũng không nghĩ đến, bản thân chỉ bất quá đi ra trang cái bức mà thôi, không nghĩ tới liền hủy tính mạng của mình. Vậy lưu ngươi có ích lợi gì? Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra mấy chữ, tựa như còn không hả giận, một trưởng liền đem bạch bào nam tử thi thể cho nát thành bột mịn, chỉ có mệnh thạch lưu lại. Làm xong tất cả những thứ này. Tiêu Phàm tựa như làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng, tiếp tục hướng Thánh Linh Táng Địa chỗ sâu đi đến. Chiến Hoàng Thiên lẳng lặng đứng ở trước mặt Tiêu Phàm, không nói một lời, thời khắc này Tiêu Phàm thật là đáng sợ, cho dù là hắn cũng không muốn rủi ro. Hai người đi nửa cái tháng sau, chết ở trong tay Tiêu Phàm người không biết có bao nhiêu, Phàm là dám lên trước khiêu khích, Tiêu Phàm đều không buông tha. Mổ giết nửa tháng, Tiêu Phàm tâm tư lúc này mới bình ổn lại. Chỉ ít không còn là loại kia lạnh như băng bộ dáng. Chiến Hoàng Thiên nhìn thấy một màn này, cũng yên tâm không ít, chỉ ít, Tiêu Phàm là không thể nào trầm mê ở giết chóc bên trong không thể tự kiềm chế. Một ngày này, Tiêu Phàm bắt được một cái man hoang cổ cương tu sĩ, từ hắn trong miệng đạt được một tin tức, lại là cung gia người cũng đã tới Thánh Linh Táng Thổ. Tiêu Phàm nghe được cái này tin tức thời khắc, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, sát ý lần nữa tăng vọt. Điện chủ, cái này cung gia cùng ngươi có thù. Chiến Hoàng Thiên khẽ cau mày nói. Không chết không thôi, Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Mới vừa tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ, hắn nhưng là kém điện lấy cung gia nói, nếu như không phải có được thời không thiên châu, hắn cũng sớm đã chết. Thù này, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không buông xuống. Chiến Hoàng Thiên khẽ gật đầu, nói, điện chủ yên tâm, ta cùng với cung gia cũng không quen. Không phải thay hắn môn cầu tình, chỉ là ta đang nghĩ, tất nhiên cung gia cùng ngươi có thù, có phải là bọn hắn hay không đem điện chủ phu nhân bọn họ bắt đi đây? Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, Chiến Hoàng Thiên không nói, hắn còn không có nghĩ vấn đề này, nhưng là bây giờ nghĩ như vậy, thật vẫn có khả năng này. Cung gia người tự cho là giết chết bản thân, cho nên dứt khoát liền cùng hắn Tiêu Phàm có liên quan người đều không buông tha, lấy cung gia làm người, là khả năng làm được ra loại chuyện như vậy. Hơn nữa, cung gia người cũng nhận biết Diệp Thi Vũ cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ. Hảo một cái cung gia, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, thân hình lóe lên,
bỗng tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, lại là bắt được một cái nam tử trung niên bả vai, lại là vừa mới Tiêu Phàm thả đi man hoang cổ cương tu sĩ. Tiêu Phàm, ta, trung niên nam tử biết rõ Tiêu Phàm đáng sợ, thiếu chút nữa thì quỳ xuống. Cung gia người ở đâu? Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, tốt nhất đừng cà lăm, bằng không đầu người rơi xuống đất. Ở đông bắc phương hướng 30 vạn dặm ra ngoài Thánh Long Cốc. Trung niên nam tử nói một hơi đi ra, nơi nào còn dám giấu giếm Tiêu Phàm. Phốc, vừa dứt lời, một cái lỗ máu trong nháy mắt xuyên qua mi tâm của hắn, trung niên nam tử vẻ mặt sợ hãi nhìn xem Chiến Hoàng Thiên, hắn nghĩ không hiểu, mình đã nói thật ra, Chiến Hoàng Thiên vì sao sẽ còn giết hắn. Tất nhiên ngươi biết rõ cung gia người ở đâu, vì sao trước đó không nói. Ngươi là cung gia người a? Chiến Hoàng Thiên cười lạnh một tiếng. Trung niên nam tử nhìn thấy bị nhìn thấu, dữ tợn cười một tiếng, nhìn chăm chú Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, thiếu chủ sẽ không bỏ qua ngươi, không chỉ ngươi muốn chết, ngươi người cũng đều phải chết. A, Tiêu Phàm nghe vậy, ánh mắt chớp lên, hai đạo lục quang phun ra ngoài, vọt thẳng vào nam tử trung niên trong óc. Chỉ chốc lát sau, trung niên nam tử ở tuyệt vọng cùng không cam lòng bên trong chết đi trước một khắc này, hắn kinh ngạc nhìn thấy, Tiêu Phàm vậy mà biến thành của hắn bộ dáng. Điện chủ, thế nào? Chiến Hoàng Thiên tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm năng lực, nghi ngờ hỏi. Ngươi đoán không sai, hắn là cung gia người, cố ý để lộ cho chúng ta tin tức, để cho chúng ta đi chịu chết, cung gia người, cũng không tại Thánh Long Cốc. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Một người tức giận thời điểm rất dễ dàng mất đi sức phán đoán, vừa rồi nếu như không phải Chiến Hoàng Thiên nhắc nhở, hắn có lẽ thật vẫn không hướng cái phương hướng này nghĩ. Hơn nữa, bọn họ đang đuổi giết lão nhị, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một đạo lạnh như băng sát mang. Cung gia hiện tại ở đâu? Chúng ta là trực tiếp giết đi qua, vẫn là. Chiến Hoàng Thiên trầm ngâm nói. Cung gia người cũng không ít, muốn giết sạch bọn họ, bằng vào hai người chúng ta làm không được. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nói yên tâm, ta sẽ cho bọn hắn một món lễ lớn. Đại lễ, Chiến Hoàng Thiên nghi hoặc không hiểu, không biết Tiêu Phàm là ý gì, bất quá nhìn thấy Tiêu Phàm nụ cười, trong lòng của hắn đã thay cung gia mặc niệm. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là không có bất kỳ cái gì hành động, mà là ngồi dưới đất, lấy ra từng cái một mệnh thạch, bắt đầu luyện hóa lên trong đó khí số. Chiến Hoàng Thiên thấy thế, con người hơi hơi co rụt lại. Hắn mơ hồ đoán được Tiêu Phàm muốn làm cái gì. Một chỗ mờ mịt lượn quanh trong sơn cốc, cổ thụ san sát, không biết sinh trưởng mọc thêm tuế nguyệt, phun ra nuốt vào lấy linh khí, màu xanh biếc giạt rào. Lần lượt từng bóng người chính đang trong cổ lâm xuyên toa, tựa như đang tìm cái gì. Tìm kiếm cho ta, đừng để hắn chạy. Gầm lên một tiếng ở trong cổ lâm vang lên, chỉ thấy một cái bạch y nam tử đứng sừng sững ở một gốc cổ thụ đỉnh cao. Lạnh lùng hướng về tứ phương ra lệnh. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra, bạch bào nam tử không phải người khác, chính là cung sở. Lần trước cung gia cửu trưởng lão mang theo cung sở ở bách sát các bên ngoài cho Tiêu Phàm quỳ xuống, lại không có đạt được Tiêu Phàm tha thứ, ngược lại bị Tiêu Phàm chê cười một phen. Từ đó về sau, cung gia liền đem Tiêu Phàm trở thành tử địch. Bọn họ rất rõ ràng, nếu là Tiêu Phàm trưởng thành, sẽ cho bọn họ mang đến như thế nào tai nạn. Hiện tại Tiêu Phàm vẫn chỉ là có được đại đế cảnh chiến lực, lấy cung gia thực lực, muốn giết Tiêu Phàm còn không tính chuyện quá khó khăn. Nhưng cung gia không dám đánh cược, bọn họ nhất định phải đem cái này nguy hiểm ách giết từ trong trứng nước. Ở man hoang cổ thành, có Lãng Thiên bảo vệ Tiêu Phàm, bọn họ không dám đối với Tiêu Phàm xuất thủ, nhưng là ở trong này, bọn họ hoàn toàn có thể không kiêng nể gì cả. Thậm chí bọn họ liền cùng Tiêu Phàm có liên quan người đều không buông tha. Hiện tại, bọn họ ngay tại tìm kiếm Nam Cung Tiêu Tiêu bóng dáng. Cung gia người truy sát Nam Cung Tiêu Tiêu đã có gần một năm thời gian, nửa năm trước, bọn họ đem Nam Cung Tiêu Tiêu đẩy vào Thánh Linh Táng Thổ. Để cung sở tức giận là, Tiêu Phàm cho bọn hắn tạo thành không ít phiền phức thì cũng thôi đi, nhưng bọn hắn liền thần vương cảnh Nam Cung Tiêu Tiêu cũng không giết chết. Hơn nữa, vài ngày trước, Nam Cung Tiêu Tiêu cũng thành công đột phá đến đại đế cảnh, hơn nữa vượt qua đại đế kiếp, cái này khiến cung sở càng ngày càng bất an. Vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân. Có thể trở thành Tiêu Phàm huynh đệ, Nam Cung Tiêu Tiêu hiển nhiên cũng sẽ không quá yếu, nếu để cho hắn trưởng thành,
Nam Cung Tiêu Tiêu cũng tất nhiên sẽ cho Cung gia mang đến phiền toái rất lớn. Lần này, bọn họ biết được Nam Cung Tiêu Tiêu tung tích, sớm đã đem mảnh sơn cốc này vây lại, tiến hành thảm thức lục soát, muốn để Nam Cung Tiêu Tiêu chắp cánh cũng khó trốn. Lúc này, cổ lâm chỗ sâu, một đạo hơi có vẻ mập mạp thân ảnh đang nhanh chóng bay nhanh, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, trừ bỏ Nam Cung Tiêu Tiêu còn có thể là ai. Nha, những cái này thuốc cao da chó, làm sao đều không vung được, chờ tiểu gia đột phá đại đế cảnh đỉnh phong, đồ ngươi nhất tộc. Nam Cung Tiêu Tiêu nổi giận mắng. Trong mắt của hắn thỉnh thoảng đánh giá tứ phương, chẳng biết tại sao, khu cổ địa này cho hắn một loại cực kỳ cảm giác bất an. Từ hắn thu thập được liên quan tới Thánh Linh Táng Thổ tin tức, phiến địa vực này, vô cùng có khả năng còn có những sinh linh khác tồn tại, cho nên Nam Cung Tiêu Tiêu vẫn luôn 10 điểm cẩn thận. Tiến vào mảnh này cổ lâm, Nam Cung Tiêu Tiêu vốn chuẩn bị tu chỉnh một phen, lại không nghĩ rằng cung gia người đến nhanh như vậy. Lệ đột nhiên, một đạo bén nhọn tiếng hét lớn vang lên, Nam Cung Tiêu Tiêu sắc mặt trầm xuống, cầm trong tay chiến thiên kích lạnh lùng hướng về tứ phương. Muốn tìm kiếm chủ nhân của thanh âm kia, nhưng hắn căn bản bắt không đến tung ảnh của đối phương. Hơn nữa, đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên nghe được thanh âm này. Siêu siêu, cũng đúng lúc này, một trận lá cây tiếng ma sát vang lên, một đạo tàn ảnh từ Nam Cung Tiêu Tiêu đôi mắt hiện lên, tốc độ nhanh đến cực hạn. Khi hắn quay đầu nhìn đi thời khắc, cái kia bóng dáng đã biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ là ảo giác? Nam Cung Tiêu Tiêu âm thầm lắc đầu, hẳn không phải là ảo giác, nơi này người đã ở cổ lâm chỗ sâu, nếu như nói có cái gì cổ thú xuất hiện, hắn một chút cũng không hoài nghi. Ở nơi đó, kêu to một tiếng từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó, mấy cỗ khí tức cường đại từ đằng xa mãnh liệt mà tới. Không tốt, bị phát hiện, Nam Cung Tiêu Tiêu sầm mặt lại, trong lòng thầm mắng không thôi. Hắn ẩn tàng khí tức thủ đoạn đã coi như là cực kỳ ghê gớm. Nếu như không phải cái kia thú gầm thanh âm, hắn tự tin sẽ không bị cung gia người phát hiện. Nghĩ vậy, Nam Cung Tiêu Tiêu trong lòng đem cái kia âm thầm mãnh thú ân cần thăm hỏi vô số lần. Thế nhưng là, cho hắn thời gian đã không nhiều lắm, nếu là bị cung gia người bao vây, đến lúc đó muốn trốn có thể gặp phiền toái. Lần trước bị cung gia người bao vây, còn tốt hắn vừa lúc đột phá đến đại đế cảnh. Hơn nữa cung gia người hoàn toàn không đem hắn cái này thần vương cảnh để ở trong lòng, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Hắn thực lực mặc dù không tệ, nhưng xa xa không có Tiêu Phàm biến thái như vậy, đối chiến đại đế cảnh hậu kỳ trước mặt không có vấn đề, nhưng nếu là đối chiến đại đế cảnh đỉnh phong, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi không chạy thoát được đâu, một tiếng cười lạnh vang lên, lại là nhìn thấy sơn lâm phía trước, một đạo tiếng xé gió truyền đến, ngay sau đó. Một đạo lợi mang ở Nam Cung Tiêu Tiêu trong con ngươi nhanh chóng phóng đại. Nam Cung Tiêu Tiêu trợn mắt vừa mở, chiến thiên kích hoành không một trận chiến, một tia chớp lực lượng mãnh liệt cuộn trào ra, cùng lợi mang đụng vào nhau. Cuồng bạo nổ vang quanh quẩn ở trong cổ lâm, bốn phía cổ thụ tất cả đều nổ tung, hóa thành bột mịn phiêu đãng tại hư không. Nam Cung Tiêu Tiêu thân hình bị đẩy lui mấy bước, toàn thân khí huyết sôi trào không thôi. Nắm chiến thiên kích song tay đều đang hơi hơi run rẩy. Đại đế cảnh hậu kỳ, Nam Cung Tiêu Tiêu sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Đồng thời, sáu bóng người xuất hiện ở chung quanh hắn, đem hắn vây ở trung ương, vẻ mặt cười lạnh nhìn xem hắn. Tiểu tử, người tiếp tục chạy a. Một cái hắc bào lão giả cười lạnh nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu, sát khí lộ ra. Mấy người khác cũng lộ ra một vòng cười tà, bọn họ đều là đại đế cảnh trung kỳ tu vi. Tại khí tức trên đều so Nam Cung Tiêu Tiêu hiếu thắng. Chạy, Nam Cung Tiêu Tiêu biết rõ, bản thân một lần này sợ là chạy không thoát, cung gia lần trước ăn thua thiệt, một lần này khẳng định đã chuẩn bị chu toàn. Hơn nữa, chiến đấu âm thanh thanh âm càng lớn, dẫn tới cung gia cường giả càng nhiều. Có thể tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ, đối với mặt khác đế vực cùng bình thường vực mà nói, là một phần to lớn vinh hạnh đặc biệt, cũng không phải là ai cũng có thể có được. Nhưng đối với man hoang cổ cương người mà nói, nhưng chỉ là một chỗ thông thường thí luyện chi địa mà thôi, liền tựa như bản thân hậu hoa viên đồng dạng, muốn vào liền có thể vào. Bởi vậy, ở nhân tộc thí luyện cổ lộ trên, có rất ít bình thường vực tu sĩ nguyện ý đắc tội cổ cương gia tộc người, bởi vì căn bản đắc tội không nổi. Thở sâu, Nam Cung Tiêu Tiêu đã làm xong liều mạng chuẩn bị, chí ít, hắn bây giờ còn có sức đánh một trận.
cho dù chết, cũng phải kéo mấy cái chịu tội thay. Biết rõ chạy không thoát à, vậy liền chịu chết đi. Hắc bào lão giả lộ ra một ngụm vàng ố răng, chuẩn bị động thủ giết Nam Cung Tiêu Tiêu. Lệ, nhưng mà lúc này, bén nhọn kia tiếng hét lớn tiếp tục vang lên, hắc bào lão giả bỗng nhiên ngừng thân hình, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Năm người khác cũng là phòng bị nhìn xem bốn phía, lại là không có cái gì nhìn thấy, bất quá đám người lại cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, thật giống như bị từng đôi mắt tập trung vào một dạng. Lui, đột nhiên, hắc bào lão giả một tiếng quát lớn, lách mình liền chuẩn bị hướng phía sau thối lui. Lời còn chưa dứt, đám người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, rõ ràng là ban ngày, có thể đám người lại cảm nhận được đêm rét lạnh. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, một cái to lớn hắc chảo từ hư không bên trong dò ra, mang theo một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, ầm vang rơi xuống. Nháy mắt trôi qua hơn nửa tháng, Tiêu Phàm đem hơn 20 viên mệnh thạch bên trong khí số luyện hóa sạch sẽ. Lần này, bạch sắc thạch đầu không cùng hắn cướp đoạt, dòng dã chiếm được 20 nguyên khí số, cái này khiến Tiêu Phàm kinh ngạc hết sức. Phải biết, hắn trước kia luyện hóa một mai mệnh thạch, cũng liền lấy được mấy trăm hơn ngàn sợi khí số A, một nguyên khí số có thể thì tương đương với 12.9600 sợi, giữa hai người chênh lệch thực sự quá lớn. Mà bây giờ, có thể nghĩ bạch sắc thạch đầu một mình thôn vệ bao nhiêu khí số? 80 nguyên khí số, không sai biệt lắm. Tiêu Phàm thở sâu đứng dậy, trên người cổ động cường đại khí lãng, tựa như một cỗ năng lượng kinh khủng sắp nổ tung một dạng. Chiến Hoàng Thiên cảm nhận được Tiêu Phàm khí thế trên người, không khỏi nhíu mày, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác thời khắc này cực kỳ đáng sợ. Chiến huynh, cung gia vị trí hỏi thăm rõ ràng sao? Tiêu Phàm nhìn về phía Chiến Hoàng Thiên nói. Cái này hơn nửa tháng thời gian, Tiêu Phàm mặc dù ở luyện hóa khí số, nhưng Chiến Hoàng Thiên nhưng không có nhàn rỗi, một mực ở tìm hiểu Nam Cung Tiêu Tiêu cùng cung gia tin tức. Đoạn thời gian trước, Nam Cung huynh bị cung gia mấy cái đại đế cảnh trung kỳ và hậu kỳ cường giả vây công. Chiến Hoàng Thiên như thực nói ra, Tiêu Phàm sắc mặt cứng lại. Lúc này, Chiến Hoàng Thiên lời nói xoay chuyển, nói, bất quá quỷ dị chính là, cung gia những cái kia đại đế cảnh cường giả đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, mà Nam Cung huynh lại không thấy bóng dáng. Việc này cực kỳ quỷ dị, cung gia người thẹn quá hóa giận, một mực ở tìm kiếm Nam Cung huynh tung tích, nhưng Nam Cung huynh lại tựa như đột nhiên biến mất một dạng. Tiêu Phàm nhíu mày, nghe được Nam Cung Tiêu Tiêu mất tích lúc, ngược lại là thở dài một hơi, chỉ ít Nam Cung Tiêu Tiêu không chết, cái kia còn có hy vọng. Hiện tại, cung gia toàn diện phong tỏa một khu vực, nghe nói tụ tập 70-80 cái đại đế cảnh cường giả, thảm thức lục soát Nam Cung huynh bóng dáng. Chiến Hoàng Thiên lại bổ sung một câu. Mang ta đi, Tiêu Phàm trầm giọng nói, trong con người hiện lên lạnh như băng quang mang. Chiến Hoàng Thiên gật gật đầu, lập tức đạp không mà lên, mang theo Tiêu Phàm cực tốc hướng về chân trời lao đi. Đúng rồi, điện chủ, ta nghe được điện chủ phu nhân một chút tin tức. Chiến Hoàng Thiên đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại nói. Cái gì, Tiêu Phàm hơi kinh hãi, thì vũ tại đây, ta cũng không biết. Chiến Hoàng Thiên lắc đầu, nói, bất quá, ta nghe cung gia người nói, bắt đầu là bọn họ đang đuổi giết điện chủ phu nhân, bất quá về sau, biến thành Bắc Thần gia tộc người. Bắc Thần gia tộc, Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống. Hắn nhưng là rõ ràng, Diệp Thi Vũ có được phong thiên nhất tộc đời thứ ba trở lên huyết mạch, Bắc Thần gia tộc coi trọng nhất huyết mạch chi lực, lại thế nào dám đối với Diệp Thi Vũ động thủ đây. Bất quá trong đầu hắn trong nháy mắt nhớ tới một bóng người. Chính là lúc trước chạy trốn Bắc Thần tinh hồn, cũng chỉ có Bắc Thần tinh hồn, mới dám đối với Diệp Thi Vũ xuất thủ. Bởi vì Bắc Thần tinh hồn một mực nằm mộng cũng muốn lấy được Diệp Thi Vũ trên người phong thiên thạch bi. Trước diệt cung gia người lại nói, Tiêu Phàm lắc đầu, hắn mặc dù lo lắng Diệp Thi Vũ an nguy, nhưng hắn từ Chiến Hoàng Thiên lấy được thông tin bên trong cho ra một cái kết luận. Kia liền là Bắc Thần gia tộc hẳn là còn không có tìm tới Diệp Thi Vũ. Chờ hắn giải quyết cung gia sự tình, lại đi hảo hảo ứng phó Bắc Thần gia tộc. Tốc độ của hai người rất nhanh, nửa ngày, liền hoành khóa mấy chục vạn dặm, xuất hiện ở một mảnh cổ lão man hoang sơn mạch. Phóng tầm mắt nhìn tới, cổ thụ che trời, xanh tươi tốt, dáng mây bạc sán lạn, sương mù bốc hơi, ngẫu nhiên có ngàn trượng thác nước chiếu nghiêng xuống, khí thế rộng rãi. Ngẫu nhiên có cổ thú gào thét thanh âm vang lên, đinh tai nhức óc. Vang vọng thật lâu giữa rừng núi,
bên tai không dứt. Linh khí nồng nặc đập vào mặt, để cho người ta toàn thân lỗ chân lông đều bản thân mở ra, sinh cơ dị thường kinh người. Không thể không nói, cái này thánh linh táng thổ thật đúng là một chỗ tu luyện nơi đến tốt đẹp. Tiêu Phàm cũng không khỏi cảm thán, ngay sau đó con ngươi lạnh lẽo, để cung ra người chôn xương nơi đây, cũng coi là hậu đãi bọn họ. Vẻ sát ý từ Tiêu Phàm trên người nở rộ mà ra, lãnh quang như đao khắc, có thể nghĩ phẫn nộ của hắn. Ta biết người nghĩ đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, có thể cung ra người chưa chắc sẽ đồng thời tới. Chiến Hoàng Thiên nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm, hắn biết rõ Tiêu Phàm kế hoạch, nhưng nếu muốn đem cung ra tất cả mọi người lưu lại, cũng chưa chắc có thể làm đến. Bọn họ sẽ tới, Tiêu Phàm nhe răng cười nói, thời gian kế tiếp, người đem ta ở chỗ này tin tức thả ra, cung ra thế nhưng là so với người tưởng tượng còn muốn ta chết. Chiến Hoàng Thiên không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm, hắn tự nhiên không biết Tiêu Phàm thông qua được bách sát tuyệt trận khảo nghiệm sự tình, bằng không mà nói, hắn liền sẽ không hoài nghi Tiêu Phàm thực lực. Có thể có được tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ tư cách, bình thường đều chỉ có thể giao hảo, cho dù không thể giao hảo cũng sẽ không đắc tội. Mà cung gia, sớm đã cùng Tiêu Phàm không chết không thôi, tự nhiên là không thể nào buông tha bất luận cái gì có thể giết chết Tiêu Phàm cơ hội. Chiến Hoàng Thiên mặc dù nghi hoặc, nhưng là hay là nghe từ Tiêu Phàm mệnh lệnh, biến mất ở nơi đây, đem Tiêu Phàm ở chỗ này tin tức truyền bá ra ngoài. Cung gia, hy vọng ta lễ vật, các ngươi ưa thích. Nhìn phía dưới cổ lâm, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, sau đó một đầu chồng tiến vào. Hiển nhiên, vì ứng phó cung gia, bằng vào một mình hắn một kiếm là không thể nào, nhất định phải kịp chuẩn bị mới được. Cũng coi như Tiêu Phàm lúc đang bận bịu, tin tức của hắn lại là bắt đầu truyền bá ra. Các ngươi nghe nói không, Tiêu Phàm vậy mà không chết, hơn nữa còn giết cung gia 10 cái đại đế cảnh cường giả, xuất hiện ở thánh linh táng thổ. Cung gia người, nhưng ở nơi này khu vực đuổi giết hắn người, hiện tại hắn còn dám hiện thân, nhất định chính là đến tìm cái chết. Hắn xuất hiện tự nhiên không phải tình cờ, Tiêu Phàm đoạn thời gian trước phát hiện một chỗ cường giả động phủ, giết một chút tu sĩ, muốn độc chiếm động phủ, một lần này có trò hay để nhìn, Tiêu Phàm muốn độc chiếm cường giả động phủ, bây giờ cung gia đã biết, khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn, chúng ta đi qua nhìn đùa giỡn, có lẽ có thể được một chút chỗ tốt. Rất nhiều man hoang cổ cương tu sĩ đều đang nghị luận Tiêu Phàm danh tiếng, thật sự là gần nhất Tiêu Phàm thanh danh quá thịnh. Nghe được cái này tin tức, rất nhiều người nhao nhao hướng về Tiêu Phàm vị trí trong cổ lâm chạy tới, muốn xem vừa ra trò hay, thuận tiện nhìn có cơ hội hay không lấy được cường giả trong động phủ đồ vật. Bọn họ không biết là, tất cả những thứ này cũng là Tiêu Phàm kế hoạch mà thôi. Rất nhanh, cung sở chờ cung gia người liền chiếm được tin tức này, cung gia người tốt tựa như so ăn chuột chết một dạng còn khó chịu hơn. Những phế vật kia, 10 cái đại đế cảnh trung kỳ trở lên người. Vậy mà giết không chết một cái thần vương cảnh. Cung sở giận mắng không thôi, nguyên bản hắn cho rằng cung gia người lâu như vậy chưa hồi phục tin tức, Tiêu Phàm hẳn là đã ngỏm củ tỏi. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tiêu Phàm lại còn xuất hiện ở thánh linh táng thổ, kể từ đó, há chẳng phải là nói rõ những người kia khả năng đã chết. Thiếu chủ, cửu trưởng lão nói, bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể để Tiêu Phàm còn sống rời đi nhân tộc thí luyện cổ lộ. Cung sở bên người một cái trung niên nam tử lạnh giọng nói. Cung sở trong con người hiện lên một sợi tinh quang, nói Tiêu Phàm thực lực bất phàm, chúng ta người sợ đã gặp bất chắc, bằng vào chúng ta những người này còn chưa đủ, trừ phi liên hệ mặt khác mấy mạch. Thiếu chủ, Bắc Thần gia tộc người cầu kiến. Đột nhiên, nơi xa một thanh âm vang lên, một người bước nhanh tới. Bắc Thần gia tộc, cung sở nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Cung gia ở man hoang cổ cương chỉ là gia tộc nhị lưu mà thôi, mà Bắc Thần gia tộc, lại là Bắc Thần cổ cương đệ nhất gia tộc, căn bản sẽ không đem hắn để ở trong lòng. Nhưng nghe đối phương ngữ khí, hình như là có chuyện nhờ cùng mình a. Chẳng lẽ cùng Tiêu Phàm có quan hệ, nếu Bắc Thần gia tộc thay Tiêu Phàm cầu tình, bản thân lại nên làm như thế nào? Cung gia giá đỡ càng lúc càng lớn a. Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng vang lên, cung sở một cái giật mình. Lại là nhìn thấy mấy đạo thân ảnh từ đằng xa bay vụt mà tới. Nghe giọng điệu này, ở đâu là muốn cầu cạnh hắn, căn bản chính là một đám đại gia đến a. Cung sở làm sao biết, vừa rồi thuộc hạ của hắn nói Bắc Thần gia tộc người cầu kiến chẳng qua là cho cung gia trên mặt thiếp vàng mà thôi,
đối phương tới nơi này, nói là gọi cung gia quản sự cút ra đây. Cung Sở sắc mặt hơi hơi trầm xuống, nhìn về phía đối phương, lại là nhận ra người cầm đầu, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái nói, Bắc Thần Tinh Hồn. Bất quá, hắn mặt ngoài cũng không dám gọi thẳng Bắc Thần Tinh Hồn danh tự, mà là nói ra, Bắc Thần công tử đến, không có từ xa tiếp đón. Bắc Thần Tinh Hồn vẻ mặt ngạo mạn, nhàn nhạt quét Cung Sở một cái, căn bản không đem Cung Sở để ở trong mắt dáng vẻ. Ngươi chính là chỗ này cung gia quản sự. Bắc Thần Tinh Hồn vinh váo hung hăng, nói, nghe nói ngươi muốn giết một cái gọi Tiêu Phàm. Cung Sở mí mắt hơi hơi nhảy một cái, trong lúc nhất thời suy nghĩ không thấu Bắc Thần Tinh Hồn tâm tư, không thể làm gì khác hơn nói, nếu là Bắc Thần công tử cho hắn cầu tha thứ mà nói, ta cung gia tự nhiên không còn ứng phó hắn. Cùng Bắc Thần gia tộc là địch, Cung Sở là tuyệt đối không dám, trừ phi hắn chán sống rồi, muốn đem cung gia đều bám vào. Không, Bắc Thần Tinh Hồn lắc đầu, ta chỉ là không muốn hắn chết quá dễ dàng mà thôi. À, Cung Sở ánh mắt sáng lên, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Bắc Thần Tinh Hồn vậy mà cũng muốn giết Tiêu Phàm, hơn nữa có vẻ như còn không phải bình thường cừu hận. Thiếu chủ, đột nhiên, hét lớn một tiếng vang lên, lại là một lão già đột ngột xuất hiện ở Cung Sở cách đó không xa, hơi có vẻ kích động nói, khởi bẩm thiếu chủ, ta cung gia đệ tử vừa mới nhìn thấy Tiêu Phàm tung tích. Còn không mau mau dẫn đường, Cung Sở kích động không thôi, liền một bên Bắc Thần Tinh Hồn cũng bị hắn cho không để ý đến, hắn hiện tại chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm. Bắc Thần Tinh Hồn khó được đều không có tức giận, ngược lại lộ ra một nụ cười, lạnh giọng nói, một lần này, nhìn ngươi chạy chỗ nào. Rất nhanh, cung gia người liền xuất hiện ở một chỗ xương trắng mịt mờ chung quanh sơn cốc, đem toàn bộ sơn cốc vây chật như nêm cối. Bọn họ biết rõ Tiêu Phàm thực lực. Dù là đại đế cảnh hậu kỳ cũng không dám tùy tiện xông vào. Tiêu Phàm thực ở chỗ này, Cung Sở nhìn trước mắt rộng lớn sơn cốc, không khỏi nhíu mày. Chính xác 100%, cung gia một cái đệ tử gật gật đầu, đột nhiên cả kinh kêu lên, thiếu chủ ngươi xem. Lời còn chưa dứt, Cung Sở ánh mắt đã rơi vào trong sơn cốc một cái hồ nhỏ bên trên, hồ nhỏ chung quanh nồng vụ chậm rãi tản ra, bộc lộ ra bên trong tất cả. Lại là cái kia thanh tịnh thấy đáy hồ nhỏ phía trên, trưng bày một cái đình nghỉ mát, trong lương đình bên cạnh ngồi một người, chính đang nhàn nhã thưởng thức trà thơm. Tiêu Phàm, Cung Sở cùng Bắc Thần Tinh Thần trực tiếp kêu lên, sát khí lạnh lẽo thả ra. Hai người đồng thời phất tay, lại là cung gia cùng Bắc Thần gia tộc người bỗng đạp không mà lên, hướng về hồ nhỏ vị trí bay đi, vốn cũng không lớn hồ nhỏ một bên, lại bị chừng 100 cái đại đế cảnh cường giả bao vây. Cung gia đại đế cảnh tu sĩ không sai biệt lắm có 60, 70 người, mà Bắc Thần gia tộc cũng có 20, 30, cộng lại gần 100 người, cỗ lực lượng này, có thể tùy tiện hủy diệt một cái đế vực. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là liền cũng không ngẩng đầu, vẫn như cũ thưởng thức bản thân trà thơm, tựa như tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn một dạng. Cái này Tiêu Phàm thật đúng là bình tĩnh, sắp chết đến nơi, chính ở chỗ này uống trà. Khả năng biết rõ phải chết, cho nên dứt khoát không phản kháng a, dạng này có thể chết thống khoái một chút. Muốn chết thống khoái một chút, a, các ngươi cảm thấy cung sở sẽ nguyện ý không, lần trước cung sở thế nhưng là bị buộc ở trước mặt Tiêu Phàm quỳ xuống, hơn nữa còn bị Tiêu Phàm vũ nhục. Đám người nghị luận ầm ĩ, giống như là nhìn người chết nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt bọn hắn, Tiêu Phàm tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao, Tiêu Phàm 3 năm trước đây chỉ là thần vương cảnh tu vi mà thôi, dù là hiện tại đột phá đến đại đế cảnh tiền kỳ, cũng tuyệt đối không phải 100 đại đế cảnh đối thủ. Huống chi, cái này gần 100 cái bên trong đại đế cảnh, đại bộ phận cũng là đại đế cảnh trung kỳ cùng đại đế cảnh hậu kỳ, càng là có mấy cái đại đế cảnh đỉnh phong tọa chấn. Lực lượng như vậy, đã có thể tùy tiện hủy diệt đại bộ phận đế vực, như thế nào Tiêu Phàm người trẻ tuổi này có thể chống cự? Cung Sở, ngươi cứ như vậy nhớ ngươi cung gia người chết sao? Đột nhiên, Tiêu Phàm đặt chén trà xuống, mỉm cười nhìn Cung Sở nói. Nếu là cung gia không có tính toán hắn, nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết, Tiêu Phàm có lẽ thật vẫn sẽ không theo cung gia không ngớt không ngớt. Liền bằng ngươi sao? Cung Sở cười lạnh, khinh thường nói, còn lo lắng cái gì, giết hắn. Giết, Bắc Thần Tinh Hồn cũng là lạnh lùng phun ra một chữ, hắn không muốn cùng Tiêu Phàm nói nhảm. Trong lúc nhất thời,
Bắc Thần gia tộc và Cung gia đại đế cảnh cường giả nhao nhao hướng về Tiêu Phàm vị trí hồ nhỏ đánh giết đi. Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem Bắc Thần tinh hồn nói, xem ra lần trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ. Nói xong, gần 100 đại đế cảnh cường giả đã đi tới phụ cận, nhao nhao thi triển ra thế giới chi lực, hướng về Tiêu Phàm đánh giết đi, căn bản không cho Tiêu Phàm bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Gần 100 cái đại đế cảnh đồng thời xuất thủ, đừng nói Tiêu Phàm chỉ là đại đế cảnh tiền kỳ, liền là chân chính đại đế cảnh đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể chống đối. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang, hủy diệt tính năng lượng ba động quét sạch bốn phương tám hướng, cả tòa sơn cốc trong nháy mắt hóa thành đất bằng. Hai đại gia tộc gần 100 đại đế cảnh tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh, liền thực lực như vậy, còn dám ở chỗ này khí định thần nhàn uống trà. Ngớ ngẩn, có người càng là khinh miệt giận mắng một tiếng. Hô hô, nhưng mà, cũng đúng lúc này, một cỗ sóng nhiệt bỗng từ phía dưới sơn cốc bên trong bay thẳng Cửu Tiêu, uy thế khiếp người, một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm tại mọi người đôi mắt nhảy lên. Lui, Bắc Thần tinh hồn tựa như nghĩ tới điều gì, vội vàng hét lớn, nhắc nhở đám người lui lại. Nhưng ngọn lửa màu đỏ thắm tốc độ càng nhanh, cơ hồ trong chớp mắt, liền đem gần 100 đại đế cảnh cường giả tất cả đều lồng chụp vào trong. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, tuyệt vọng tiếng bên tai không dứt, lờ mờ có thể nhìn thấy từng đạo bóng người ở ngọn lửa màu đỏ thắm bên trong chạy trốn. Nhưng chạy trốn, lại bỗng biến mất không thấy gì nữa, tựa như hư không tiêu thất một dạng. Nhưng Bắc Thần tinh hồn lại là biết rõ, những cái kia biến mất đại đế cảnh, là bị cái này ngọn lửa màu đỏ thắm cho thiêu thành cho tàn. Mấy tức về sau, chỉ có 10 người từ màu đỏ thẫm trong biển lửa vọt ra. Trên người nhiều chỗ bị bỏng, chật vật không chịu nổi, một bộ chết rồi quãng đời còn lại dáng vẻ. Đám người chung quanh nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi hít một hơi lạnh, đây chính là gần 100 đại đế cảnh A, vậy mà gần như đoàn diệt. Nếu như không phải chân thực nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Giờ khắc này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, nhìn chằm chằm phía dưới sơn cốc, sợ bỏ qua cái gì. Ngọn lửa màu đỏ thắm biển thật lâu mới biến mất không thấy gì nữa, chung quanh sơn cốc tu sĩ vẫn như cũ trợn mắt hốc mồm, si ngốc nhìn xem trong sơn cốc, vẻ mặt không thể tin bộ dáng. Bắc Thần tinh hồn cùng Cung Sở hai người càng là khí toàn thân phát run, sắc mặt tái xanh. Nhất là Cung Sở, những cái này đại đế cảnh, nhưng là bọn họ mạch này tất cả át chủ bài A, một lần này vì giết Tiêu Phàm, tất cả đều đi theo hắn tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ. Nhưng kết quả là, Tiêu Phàm không có giết chết, bọn họ mạch này tất cả đại đế cảnh gần như đều đã chết. Không thấy đại đế cảnh tu sĩ, bọn họ mạch này nhất định là muốn cô đơn. Ngược lại là Bắc Thần tinh hồn coi như tốt, hắn ở Bắc Thần gia tộc địa vị vốn cũng không phải là Cung Sở ở Cung gia có thể so sánh, điểm ấy đại đế cảnh với hắn mà nói cũng không tính là gì. Hơn nữa, hắn đã sớm nhắc nhở qua người bên cạnh, Tiêu Phàm trên người khả năng có thánh bảo. Cho nên trốn ra 7-8 người. Chỉ cần Tiêu Phàm chết rồi, hắn Bắc Thần gia tộc chết 10 cái đại đế cảnh cũng là không tính là gì, lấy Tiêu Phàm thiên phú, giá trị 10 cái đại đế cảnh tính mệnh. Hỗn chứng Tiêu Phàm, chết cũng phải lừa ta Cung gia. Cung Sở phẫn nộ gào thét, lấy ra một chuôi bảo kiếm, điên cuồng công kích tới phía dưới sơn cốc, phát tiết lửa giận trong lòng. Dù là Tiêu Phàm chết rồi, hắn cũng sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm thi thể một dạng. Ngươi nghĩ nhiều, đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc từ đằng xa truyền đến, nghe được thanh âm này, đám người không khỏi ngẩng đầu nhìn tới. Sau một khắc, ánh mắt mọi người tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Tiêu Phàm, hắn không chết, làm sao có thể, đám người trợn tròn mắt, đứng ở hắn môn cách đó không xa hắc bào nam tử, không phải Tiêu Phàm là ai đây? Thế nhưng là, Tiêu Phàm rõ ràng đã chết ở trên trăm đại đế cảnh tu sĩ liên hợp công kích phía dưới A. Tất cả mọi người nhìn rõ rõ ràng ràng, tuyệt đối không phải là giả. Nhưng hắn hiện tại vì sao sẽ xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ vừa mới sơn cốc bên trong uống trà cái kia Tiêu Phàm là giả? Tiêu Phàm, ngươi làm sao có thể không chết? Bắc Thần tinh hồn mãnh kinh, phòng bị nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới, mà là nhẹ nhàng lấy tay vung lên, chỉ một thoáng, mấy chục miếng mệnh thạch trống rỗng xuất hiện, bị Tiêu Phàm ném vào trong càn khôn giới. Làm người khác chú ý nhất, lại là một tia ô quang, Tiêu Phàm xòe bàn tay ra, ô quang kia rơi vào lòng bàn tay của hắn,
lại là một cái hổ lô màu đen. Ngươi cứ nói đi, Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng nhàn nhạt cười tà. Bắc thần tinh hồn con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, cả kinh kêu lên, đó là hồn điêu. Xem ra ngươi không tính ngu xuẩn, Tiêu Phàm ngữ khí bình thản, liền tựa như cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm một dạng. Bất quá lời này nghe vào bắc thần tinh hồn trong tai lại là cực kỳ chói tai, tu luyện tới bây giờ, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói hắn ngu xuẩn, Tiêu Phàm là cái thứ nhất. Chỉ là nghĩ đến Tiêu Phàm thực lực, hắn vẫn là nhìn được lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, không đúng, đây không phải là hồn điêu, trên người nó không có thần văn chấn động. Bắc thần tinh hồn vốn chính là thần điêu sư, chuyên môn tu luyện thần văn chi thuật, nếu là liền hồn điêu cũng nhìn không ra. Vậy liền tu luyện uổng phí. Hắn phân tích không sai, vừa rồi bọn họ nhìn thấy Tiêu Phàm cũng không phải là thần điêu, mà là Tiêu Phàm linh hồn phân thân, cùng Tiêu Phàm cơ hồ giống như đúc, hắn tự nhiên là không nhìn ra. Tiêu Phàm, nạp mạng đi. Lúc này, cùng sở tựa như bị hóa điên đồng dạng, điên cuồng hướng về Tiêu Phàm phóng đi. Cung gia chết nhiều như vậy đại đế cảnh tu sĩ, hắn không cách nào hướng cửu trưởng lão bàn giao. Một khi rời đi, chờ đợi hắn vẫn là tử vong. Hiện tại, hắn chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm. Đáng tiếc, hắn đánh giá quá cao thực lực của mình, cung gia đại đế cảnh hậu kỳ tu sĩ đều không phải là Tiêu Phàm đối thủ, chỉ bằng hắn cái này đại đế cảnh trung kỳ. Hắn cung sở có thể cũng không tính là gì thiên tài, cho dù xem như thiên tài, ở trước mặt Tiêu Phàm, cũng vẫn như cũ không đáng chú ý. Chỉ thấy cung sở một kiếm nổi giận chém mà xuống, một kiếm này dốc hết hắn toàn bộ lực lượng, thế giới cuồng bạo lực lượng phá hủy vùng hư không này, muốn tính cả Tiêu Phàm cùng nhau rảo sát. Không biết lượng sức, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, từ vừa mới bắt đầu hắn không có ý định buông tha cung sở, đây cũng là dù là cung sở quỳ xuống, Tiêu Phàm cũng không tha thứ hắn nguyên nhân. Một cái nam nhân, nếu là nữ nhân của mình bị khinh bạc, đều thờ ơ, Tiêu Phàm chính mình cũng sẽ xem thường bản thân. Mắt thấy hủy diệt tính thế giới chi lực vọt tới thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên tại chỗ biến mất, thời không chi lực thi triển, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở cung sở trước người. Tiêu Phàm vận chuyển vô tận chiến huyết, điều động thế giới chi lực, một quyền hung hăng đánh vào cung sở ngực. Phịch một tiếng, cung sở thân thể giống như một đạo chớp lóe nổ bắn mà ra, đập mặc tốt mấy ngọn núi, lúc này mới dừng lại, có thể nghĩ Tiêu Phàm một kích này đáng sợ. Không cần nghĩ cũng biết. Cung sở đoán chừng đã chết không thể chết lại. Tê đám người nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Rất nhiều người trong lòng âm thầm trầm ngâm, nếu là Tiêu Phàm vừa mới một quyền kiêu anh trên người mình, lại có hay không có thể ngăn cản được đây. Tiêu Phàm vỗ vỗ hai tay, khóe miệng lộ ra hí ngược, hắn vốn chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn ứng phó cung ra người, hắc hỏa hồ lô chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, một cái hắc hỏa hồ lô thiếu chút nữa miểu sát cung ra tất cả cường giả. Kể từ đó, hắn chuẩn bị thủ đoạn khác, há không phải không có tác dụng. Bất quá, làm Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào bắc thần tinh hồn trên người lúc, Tiêu Phàm phát hiện, có lẽ bản thân chuẩn bị, cũng không phải là không còn gì khác. Nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt rơi trên người mình, bắc thần tinh hồn không khỏi dùng mình một cái. Lần thứ nhất gặp gỡ Tiêu Phàm, hắn chiếm cứ lấy ưu thế. Nhưng cuối cùng bị Tiêu Phàm diệt gần 100 thần vương cảnh, mình bị Tiêu Phàm đánh chạy. Lần thứ hai gặp gỡ Tiêu Phàm, bên cạnh hắn có mấy cái đại đế cảnh hậu kỳ cùng cường giả tối đỉnh, đồng dạng chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng mà cuối cùng những cái kia đại đế cảnh cường giả thương thì thương, chết thì chết. Mà cái này lần thứ ba, hắn phát hiện mình ở trước mặt Tiêu Phàm, đã không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Hắn phải chết, bắc thần tinh hồn trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói. Tiêu Phàm nếu không chết, hắn đi ngủ đều biết làm ác mộng. Tiêu Phàm lại là không có để ý tới hắn, mà là nhìn về phía cung gia mấy cái kia còn sống đại đế cảnh tu sĩ nói, trở về nói cho cung gia, cung sở ta giết, muốn tìm ta làm phiền, Tiêu Mỗ phụng bồi tới cùng. Cung gia còn sống mấy người tuy là đại đế cảnh hậu kỳ trở lên tu vi, nhưng chẳng biết tại sao, ở trước mặt Tiêu Phàm, bọn họ có một loại cảm giác sợ hãi. Lan, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng. Hai đạo sắc bén quang mang từ trong con người bắn ra. Một màn này, nhưng làm cung gia cái kia mấy đại cường giả dọa cho phát sợ, chẳng qua là khi bọn họ quay người chuẩn bị rời đi thời khắc, lại một thanh âm vang lên.
các hạ khẩu khí không khỏi cũng quá tùy tiện rồi a hát. Thanh âm lạnh lùng quanh quẩn tại hư không, đám người ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy một chiếc thần chu nhanh chóng hướng về bên này bay vụt mà tới. Đám người cũng bỗng nhiên ngẩng đầu, bọn họ không nghĩ tới, ở kiến thức Tiêu Phàm cường đại về sau, vẫn còn có người dám tới tìm Tiêu Phàm phiền phức. Là Cung Tử Long, hắn sao lại tới đây? Trong đám người có người nhìn thấy thần chu phía trên một bóng người lúc, trực tiếp kinh hãi kêu lên. Cung Tử Long, đám người nghe vậy, ánh mắt nhao nhao đầu nhập đi, trên mặt tất cả đều lộ ra đặc sắc, không ít người lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dáng. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy thần chu đằng trước bong thuyền đứng đấy một bóng người, đó là cả người khoác hoàng kim chiến giáp nam tử. Trong tay hắn cầm một cây trường thương, người khoác kim giáp, đem cả mảnh trời khung đều nhuộm thành kim sắc, giống như một tôn kim giáp chiến thần lâm thế. Người này không phải người khác, chính là cung gia đệ nhất thiên tài, Cung Tử Long. Cung Tử Long vậy mà cũng quay về rồi, nghe đồn hắn đã xâm nhập nhân tộc thí luyện cổ lộ sắp một nửa lộ trình, sớm ở mấy năm trước liền đã đột phá đến đại đế cảnh hậu kỳ. Vậy nhưng không, Cung Tử Long dù sao cũng là cung gia đệ nhất thiên tài, phóng nhãn man hoang cổ cương trong thế hệ trẻ, cũng chỉ có Hoang Vô Cương cùng số ít 2-3 người có thể ổn vượt qua hắn. Tiêu Phàm trước mặt mọi người giết cung sở, hơn nữa diệt cung ra hơn mấy chục cái đại đế, Cung Tử Long chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Cung Tử Long sẽ không bỏ qua hắn, chẳng lẽ Bắc Thần Tinh Hồn thì sẽ bỏ qua hắn sao? Đám người thấp giọng nghị luận, phần lớn người nhìn về phía Cung Tử Long tràn đầy vẻ kính sợ, đây là một loại đối với cường giả bản năng kính sợ. Tiêu Phàm chỉ là nhàn nhạt nhíu mày, cái này Cung Tử Long hắn tự nhiên là nghe nói qua, nghe đồn là cung gia đời tiếp theo gia chủ người thừa kế. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Cung Tử Long cùng bọn hắn cũng không phải là một thời đại người, dù sao so với bọn hắn lớn hơn mấy chục tuổi, nếu như tính số tuổi thật sự, đoán chừng cũng có 5-60 tuổi. Chỉ bất quá, đối với đột phá đại đế cảnh tu sĩ mà nói, 5-60 tuổi không đáng kể chút nào, chỉ cần 200 tuổi trong vòng, đều xem như trẻ tuổi. Người bình thường, muốn ở 200 vòng trăm năm đột phá đến đại đế cảnh, đều hết sức gian nan, có thể được xưng là thiên tài. Mà Cung Tử Long có thể ở 5-60 tuổi đạt tới đại đế cảnh hậu kỳ, tuyệt đối coi là thiên tài trong thiên tài. Thần chu bay đến Tiêu Phàm cách đó không xa ngừng lại, Cung Tử Long một đôi lăng lệ con ngươi lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm, lạnh giọng nói, giết ta cung gia người, ngươi có biết tội của ngươi không? Nếu như nói trước đó Cung Tử Long không thấy rõ ràng Tiêu Phàm cảnh giới, nói chuyện còn có chút khách khí. Như vậy hiện tại, ở nhìn thấy Tiêu Phàm chỉ là đại đế cảnh tiền kỳ về sau, Cung Tử Long lập tức lộ ra khinh thường, một bộ ở trên cao nhìn xuống dáng vẻ, quan sát Tiêu Phàm. Lan, trả lời Cung Tử Long, chỉ có một chữ. Tiêu Phàm phát hiện, mình nghĩ nhiều lắm, coi như lấy cung sở tính mệnh đến kết thúc giữa bọn họ ân oán, cũng chưa chắc có người nguyện ý đáp ứng. Chí ít, trước mắt Cung Tử Long sẽ không đáp ứng. Làm càn, Cung Tử Long còn chưa mở miệng, bên người hắn một cái trung niên nam tử liền quát lạnh một tiếng, cầm trong tay một chuôi trường đao hướng về Tiêu Phàm chém giết mà tới. Người chưa đến, đại đế cảnh đỉnh phong khí thế đã cuốn tới, cả vùng không gian đều trở nên ngạt thở lên. Tiêu Phàm không khỏi híp híp hai mắt, cái này Cung Tử Long thực lực quả nhiên bất phàm. Người bên cạnh tùy tiện đi ra một cái cũng là đại đế cảnh đỉnh phong. Không hổ là cung gia tương lai gia chủ người thừa kế, hắn thực lực, sợ còn đang Bắc Thần Tinh Hồn phía trên. Bất quá, Tiêu Phàm ngược lại là không có e ngại, thể nội vô tận chiến huyết vận chuyển mà lên, ngoại thân chán phóng kim quang nhàn nhạt, cỗ kia áp lực bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay, một đạo thần hồng từ hắn vị trí bắn ra. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Tiểu tử này chẳng lẽ ngốc hả, một cái đại đế cảnh tiền kỳ, vậy mà muốn theo đại đế cảnh đỉnh phong chính diện va chạm. Trong đám người có người giễu cợt nói. Cũng khó trách bọn hắn không tin, theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Phàm có thể giết chết đại đế cảnh trung kỳ cung sở, thực lực đã coi như là cực kỳ tốt. Nhưng muốn cùng đại đế cảnh đỉnh phong va chạm, không khác lấy trứng chọi đá. Chết! Trung niên nam tử nhìn thấy Tiêu Phàm lại dám chủ động xông lên, trên mặt lộ ra một tia khinh thường, trường đao đánh đâu thắng đó, hung hăng chém về phía Tiêu Phàm, thậm chí ngay cả thế giới chi lực đều chẳng muốn điều động. Bang, một tiếng kim thạch giao kích thanh âm vang lên,
hư không đốm lửa bắn tứ tung, thế giới cuồng bạo lực lượng hóa thành từng đầu năng lượng chi nhận phá hủy hư không. Bốn phía tu sĩ thấy thế, vừa lui lại lui. Nhưng mà, khi bọn hắn thấy rõ ràng trung ương tất cả lúc, tất cả đều không bình tĩnh. Chỉ thấy Tiêu Phàm hai tay cầm tu la kiếm, cùng cái kia đại đế cảnh đỉnh phong trung niên nam tử rằng co cùng một chỗ, không ai nhường ai. Bất quá nếu là tử tế quan sát, sẽ phát hiện Tiêu Phàm hai tay đang khẽ run lấy, chính diện đối địch, ở không biến thân điều kiện tiên quyết, hắn còn không phải là đối thủ của người nọ. Công tử Long cái này thuộc hạ, rõ ràng so mặt khác đại đế cảnh đỉnh phong phải cường đại hơn rất nhiều. Nếu như mặt khác đại đế cảnh đỉnh phong chỉ là phổ thông người trưởng thành mà nói, vậy trước mắt cái này, xem như luyện qua một điểm kỹ năng người. Mà hắn Tiêu Phàm, cũng thì tương đương với luyện mấy chiêu kỹ năng tiểu hài, có lẽ có thể cùng phổ thông người trưởng thành một trận chiến, nhưng tuyệt đối không phải đồng dạng luyện qua người trưởng thành đối thủ. Hừ, chỉ thấy trung niên nam tử kia lạnh rên một tiếng, khí thế trên người lập tức tăng vọt. Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ lực lượng trùng kích. Toàn bộ thân thể giống như đạn pháo bay ngược mà ra, tại hư không lui về phía sau vài dặm mới đứng vững thân hình. Công tử Long lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như lại nhìn một con giun dế, khinh thường nói, liền thực lực như vậy, cũng dám cùng ta cung gia khiêu chiến. Mặc dù nói như vậy, nhưng công tử Long nhưng trong lòng thì cực kỳ không bình tĩnh, Tiêu Phàm lấy đại đế cảnh tiền kỳ thực lực, có thể tiếp được đại đế cảnh đỉnh phong một chiêu, liền không là người bình thường có thể làm được. Chí ít, hắn công tử Long lúc trước liền làm không đến. Cũng chính là bởi vì như vậy, công tử Long tuyệt đối sẽ không để Tiêu Phàm còn sống rời đi nhân tộc thí luyện cổ lộ, đến lúc đó tuyệt đối là bọn họ cung ra tai nạn. Xiết rồi a hát, công tử Long nhàn nhạt khoát khoát tay, một bộ thượng vị giả bộ dáng. Nói xong, bên cạnh hắn lại phi ra hai bóng người, hai người cũng là đại đế cảnh hậu kỳ tu vi, có sự gia nhập của bọn hắn. Muốn giết chết Tiêu Phàm không phải chuyện quá khó khăn. Tiêu Phàm cả kia đại đế cảnh đỉnh phong cũng đỡ không nổi, bây giờ lại nhiều hai người, chỗ nào vẫn là bọn hắn đối thủ. Công tử Long, những ngươi người cẩn thận trong tay hắn phun lửa pháp bảo. Bắc thần tinh hồn nhíu mày một cái nói, người của hắn thế nhưng là ở trong tay Tiêu Phàm ăn hai lần thua thiệt. Hắn nếu có thể sử dụng, đoán chừng đã sớm sử dụng, há lại sẽ chờ tới bây giờ. Công tử Long khẽ cười nói, một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Nếu như xa xa Tiêu Phàm nghe nói như thế, nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Hắn mặc dù không có luyện hóa hắc hỏa hồ lô, nhưng là hắc hỏa hồ lô thế nhưng là có khí linh, hơn nữa diệt thần thánh viêm hỏa trùng ở trong đó, tùy thời có thể điều khiển hỏa diễm, mấu chốt là chính hắn có muốn hay không mà thôi. Nhìn thấy ba người đánh tới, Tiêu Phàm sắc mặt 10 điểm bình tĩnh. Chuẩn bị lần nữa thôi động trong tay hắc hỏa hồ lô, căn bản không có bất luận cái gì sợ hãi ý nghĩa. Ai dám làm tổn thương ta huynh đệ? Nhưng mà lúc này, gầm lên một tiếng từ phía chân trời truyền đến, ngay sau đó mà đến, là một đạo hắc sắc thần hồng, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, bay thẳng trong đó một cái đại đế cảnh hậu kỳ đi. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm cứng rắn sinh sinh ngừng lại thôi động hắc hỏa hồ lô xúc động, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kỳ dị. Phốc, một đóa hoa máu tại hư không nở rộ, chỉ thấy cái kia màu đen thần hồng trực tiếp xuyên qua cung ra một cái đại đế cảnh hậu kỳ mi tâm, căn bản liền tránh cơ hội đều không có. Đại đế cảnh hậu kỳ tu sĩ trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, bản thân vậy mà lại chết ở chỗ này. Mặt khác hai cái cung ra đại đế cảnh cường giả cũng giống như gặp quỷ sống đồng dạng, quên tiếp tục công kích Tiêu Phàm. Đám người trợn mắt hốc mồm, trong lòng bỗng nhiên rung động. Đây chính là đại đế cảnh hậu kỳ tu sĩ a, lại bị một đòn miểu sát, thực lực như vậy, dù là đại đế cảnh đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể làm đến a. Bắc thần tinh hồn cùng công tử Long sắc mặt hai người âm trầm tới cực điểm, vì vừa rồi mũi tên kia mà cảm thấy kinh hồn táng đảm. Tiêu Phàm nhìn thấy đạo kia thần hồng, lại hồi tưởng lại mới vừa thanh âm, mí mắt hơi hơi nhảy lên mấy lần. Trên mặt lại là nở một nụ cười. Lúc này, đám người tất cả đều kinh hãi hướng về hắc sắc thần hồng nơi phát ra vị trí nhìn tới, bọn họ muốn biết, rốt cuộc là ai một đòn miểu sát cung ra đại đế cảnh hậu kỳ cường giả. Chân trời, một điểm đen nhanh chóng tới gần, rất nhanh biến thành một đạo hắc ảnh, che khuất bầu trời, còn chưa tới đến, liền nhấc lên một cơn lốc. Là nó,
nhìn thấy đạo hắc ảnh kia, cùng sở bọn họ nhất mạch may mắn còn sống sót mấy cái đại đế cảnh cường giả sắc mặt trong nháy mắt trắng bạch, dọa đến kém chút đứng không vững, rơi xuống hư không. Theo bóng đen kia tới gần, đám người cũng rốt cục nhìn rõ ràng bóng đen kia là vật gì. Thiên cổ hoang bằng, cái này là thượng cổ thần thú bảng xếp hạng 92 thiên cổ hoang bằng. Có người lên tiếng kinh hô, trong giọng nói đều là vẻ kinh hãi. Những người khác nghe vậy, trái tim đều thoát lên tới cổ họng, nhìn chằm chằm xa xa bóng đen. Không sai, chính như đám người nhìn thấy, bóng đen chính là một đầu mấy trăm trượng lớn hắc sắc đại bàng, lông chim màu đen còn như là thép nguội, lộ ra kim quang nhàn nhạt, tản ra một cỗ tuyệt thế sắc bén. Một đôi con mắt màu vàng óng, càng là lăng lệ hết sức, giống như hai thanh thần kiếm đồng dạng, để cho người ta làn da đều cảm giác được đau nhói. Nhất là trên người nó tán phát khí tức, ép người ở chỗ này đều có chút không thở nổi. Thiên cổ hoang bằng, truyền thừa cực kỳ lâu đời, thậm chí có nghe đồn, thiên cổ hoang bằng đã sớm vẫn lạc tại thượng cổ đại kiếp bên trong, vĩnh viễn biến mất ở thế giới. Trên trăm vạn năm đến, cơ hồ đều không người nhìn thấy qua thiên cổ hoang bằng tồn tại, đám người không nghĩ tới, lại có thể ở trong này nhìn thấy. Nghe đồn, thiên cổ hoang bằng, có được thế gian cực tốc, giang hai cánh ra 10 vạn dặm, lên như diều gặp gió cửu trọng thiên, cũng không phải là khoa trương, nó thật sự có thực lực này có thể làm đến. Không đúng, thiên cổ hoang bằng không thể nào là Tiêu Phàm huynh đệ. Có người lấy lại tinh thần, ngưng tiếng nói. Nhưng mà một khắc sau, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều rơi vào thiên cổ hoang bằng trên lưng, con người bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy thiên cổ hoang bằng trên lưng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người, đó là một người mặc trường bào màu xanh thanh niên, nhìn qua chỉ có chừng 20 tuổi. Đương nhiên, đạt tới dạng này cảnh giới, bề ngoài sớm đã không có nghĩa là chân thật trẻ tuổi. Nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được, cái này trường bào màu xanh thanh niên cũng không lớn, nhất là trong mắt của hắn bên trong, một mảnh thanh tịnh, không có bất kỳ cái gì tạp niệm. Trong tay hắn nắm lấy một chuôi màu đen đại cung, vẻ mặt cười khẽ nhìn phía dưới. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến vừa mới cái kia màu đen thần hồng giết chết cung ra một cái đại đế cảnh hậu kỳ cường giả, đám người tuyệt đối sẽ cho rằng, đây là một cái cực kỳ chất phác thanh niên. Các hạ là ai, vì sao giết ta cung ra người? Cung tử Long sắc mặt âm trầm hết sức, mặc dù chấn kinh thiên cổ hoang bằng thực lực, nhưng cũng không có e ngại. Bên cạnh hắn thì có mấy cái đại đế cảnh đỉnh phong, nếu là liên thủ, chém giết thiên cổ hoang bằng cũng có thể. Bởi vì ngươi cung ra người nên giết, trường bào màu xanh thanh niên vị trí truyền đến một thanh âm, lại là hắn là sau lưng, đột nhiên lại đi ra một đạo hơi có vẻ mập mạp thân ảnh. Là Nam Cung Tiêu Tiêu, ta nghe nói cung sở một mực đang đuổi giết bọn hắn. Có người nhận ra mập mạp thân ảnh thân phận, chính là trước đó bị cung ra vây giết Nam Cung Tiêu Tiêu. Nhận ra Nam Cung Tiêu Tiêu thân phận, cung tử Long sắc mặt tái xanh, hắn biết rõ, hôm nay muốn giết chết Tiêu Phàm, sợ không phải đơn giản như vậy. Tam ca, đã lâu không gặp, cũng đúng lúc này, cái kia trường bào màu xanh thanh niên lách mình xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, trực tiếp cho Tiêu Phàm tới một gấu ôm. Tiểu ngũ, Tiêu Phàm sang sảng cười một tiếng, những ngày qua, hắn còn là lần đầu tiên gặp gỡ chuyện vui. Có thể làm cho Tiêu Phàm gọi tiểu ngũ người, trừ bỏ quan tiểu thất, không còn gì khác người, ở chúng huynh đệ tỉ muội bên trong xếp hạng đệ ngũ, cho nên gọi hắn tiểu ngũ. Lúc trước đám người vừa mới giáng lâm thái cổ thần giới, Lăng Phong bị huyết phượng đế vực một cái lão đầu mang đi, đám người làm huynh đệ, lại không thể làm gì. Cuối cùng, tiểu kim cùng quan tiểu thất hai người dứt khoát rời đi, ra ngoài sông sáo, chỉ có Nam Cung Tiêu Tiêu lưu ở bên người Tiêu Phàm, trợ giúp Tiêu Phàm quản lý Tu La Điện. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến, mười mấy năm trôi qua, có thể ở nhân tộc thí luyện cổ lộ lại gặp đến huynh đệ của mình quan tiểu thất, hơn nữa, quan tiểu thất so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Nghĩ đến, những năm này quan tiểu thất khẳng định cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, có thể đạt tới hôm nay cảnh giới, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Tiêu Phàm vốn định từ quan tiểu thất trong miệng biết tiểu kim chỗ, bất quá khi hắn dư quang nhìn thấy cung tử Long lúc, lại tạm thời từ bỏ quyết định này, trước giải quyết cái phiền toái này lại nói. Nghe được Tiêu Phàm cùng quan tiểu thất xưng hô, cung tử Long cùng Bắc Thần Tinh Hồn biết rõ, chuyện hôm nay không cách nào lành. Bất quá, bọn họ cũng không dự định thiệt,
Tiêu Phàm biến thái còn chưa tính, huynh đệ của hắn cũng một cái so với một cái biến thái, hôm nay nếu không để lại bọn họ, về sau nhất định là phiền toái cực lớn. Đã các người huynh đệ tề tụ, vậy liền vừa vặn đưa các người cùng lên đường. Cung Tử Long mở miệng, trên người cổ động khí tức cường đại, cầm trong tay trường thương đạp không mà lên. Hiển nhiên, Cung Tử Long chuẩn bị tự mình động thủ. Phía sau hắn cung gia người thấy thế, cũng nhao nhao đi theo Cung Tử Long sau lưng, cung gia người nhiều đến 40, 50 người, từng cái cũng là đại đế cảnh trung kỳ trở lên tu vi. Cung Tử Long từ nhân tộc thí luyện cổ lộ chỗ sâu trở về, vốn là muốn rời đi cổ lộ, tu chỉnh một đoạn thời gian, lại không nghĩ rằng vừa lúc gặp gỡ Tiêu Phàm giết hắn cung gia con em sự tình. Bên cạnh hắn cung gia con em thực lực, có thể xa không phải cung sở người bên cạnh có thể so sánh. Cung Tử Long, người muốn giết hắn, ta cũng giúp người một chút sức lực. Bắc Thần Tinh Hồn tiến lên, cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm ba người. Tiêu Phàm ngược lại là thần sắc bình tĩnh, ngoạn vị nhìn xem bốn phía tu sĩ nói, còn có nghi ai đã giết ta sao, hiện tại đều có thể tiến lên, hôm nay, Tiêu Mỗ đều tiếp nhận. Tiêu Phàm, người đáng chết, ta thay Vạn La Đế Vực muốn mạng của ngươi. Một cái trung niên nam tử đạp không đi, bên người cũng đi theo mấy người còn có ta Thiên Vân Đế Vực, chúng ta muốn thay nhị thiếu chủ báo thù. Coi như ta Thiên Kiếm Đế Vực một cái. Nguyên một đám tu sĩ tiến lên, tất cả đều cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, muốn giết Tiêu Phàm người thực sự nhiều lắm. Chỉ những thứ này sao? Tiêu Phàm thần sắc vẫn như cũ như thường. Chuyện tốt bực này, sao có thể thiếu ta Đại Hoang Đế Vực đây? Lúc này, lại một thanh âm vang lên. Tiêu Phàm theo tiếng kêu nhìn lại, lại là nhìn thấy một cái bạch bào nam tử đạp không mà ra, nam tử tóc trắng lông mi trắng, lại ăn mặc một bộ áo bào tím, 10 điểm đáng chú ý. Thiên Tinh Tử, người còn chưa có chết, Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Hắn biết rõ, lấy Thiên Tinh Tử thiên phú của bọn hắn, khẳng định cũng đã đột phá đến đại đế cảnh, gia nhập đế cung ngược lại cũng không phải nhiều khó khăn sự tình, chỉ là hắn không nghĩ tới Thiên Tinh Tử ở thời điểm này lại còn dám nhảy ra. Bất quá nghĩ đến Thiên Tinh Tử trên người thời không chiến cổ, hắn cũng liền bình thường trở lại. Có được thời không chiến cổ, chỉ cần không thể miểu sát hắn Thiên Tinh Tử, hắn liền không sợ hãi, tùy thời đều có thể mượn nhờ thời không chiến cổ chạy trốn, bản thân bố trí chưa chắc có thể ngăn được hắn. Xem ra, ta còn phải mau chóng luyện hóa thời không Thiên Châu mới được. Tiêu Phàm trong lòng bổ sung một câu, nếu là thời không Thiên Châu có thể áp chế thời không chiến cổ, vậy hắn liền có niềm tin rất lớn giết chết Thiên Tinh Tử. Người đều không chết, ta há lại sẽ chết. Thiên Tinh Tử mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, hắn tựa như âm hồn bất tán, mỗi lần Tiêu Phàm có phiền toái thời điểm đều sẽ xuất hiện. Coi như Tiêu Phàm không có phiền phức, Thiên Tinh Tử cũng sẽ cho Tiêu Phàm chế tạo không ít phiền phức. Không có sao, Tiêu Phàm không để ý đến Thiên Tinh Tử, mà là lần nữa nhìn bốn phía nói. Nơi này phần lớn người cũng là man hoang cổ cương người, Tiêu Phàm kết thù không ít đế vực, bây giờ chính là giết hắn cơ hội tốt, bọn họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này. Sau nửa ngày, trong bóng tối ẩn núp người không có tiếp tục đi ra, bất quá, Tiêu Phàm trước người địch nhân, lần nữa đã tăng tới hơn 100 người. Hơn nữa thực lực của những người này, so trước đó Hắc Hỏa Hồ Lô giết chết những người kia mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần. Tiêu Phàm, nhiều người như vậy muốn ngươi chết. Ngươi cũng cần phải thỏa mãn. Thiên Tinh Tử châm chọc nói. Không nên tìm tồn tại cảm giác, ngươi trong mắt ta, không nhân vật gì cảm giác. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, để Thiên Tinh Tử thần sắc hơi hơi cứng đờ. Ở Thiên Tinh Tử sau lưng, đứng đấy Thiên Bằng đám người, mấy người thần sắc phức tạp, mặc dù bọn họ không nguyện ý, cũng không dám cùng Tiêu Phàm là địch, nhưng vẫn như cũ không được không đứng ra. Bởi vì bọn hắn cũng là Tiêu Phàm đặt ở Thiên Bằng bên người nằm vùng, ở Tiêu Phàm không có thực lực tuyệt đối giải quyết Thiên Tinh Tử trước đó, không muốn cho bọn họ bại lộ thân phận. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, giết hắn lại nói. Bắc Thần Tinh Hồn lạnh rên một tiếng, hắn biết rõ Tiêu Phàm cường đại, không muốn cho Tiêu Phàm kéo dài thời gian cơ hội. Dù sao, Tiêu Phàm trong tay cái kia phun lửa hồ lô thật là đáng sợ. Không sai, giết hắn lại nói. Cung Tử Long cũng gật gật đầu, hắn cũng sợ đêm dài lắm mộng. Một đám đồ chán sống, Nam Cung Tiêu Tiêu hét giận dữ một tiếng, chuẩn bị xuất thủ. Bên cạnh Quan Tiểu Thất cũng dương cung cài tên, làm xong liều đánh một trận tử chiến chuẩn bị.
Lão nhị, Tiểu Ngũ, hai người các ngươi, lược trận cho ta. Tiêu Phàm tiến lên một bước, ngăn lại hai người nói. Lời này vừa nói ra, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất hai người đều trợn tròn mắt, bất quá nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia ánh mắt kiên định lúc, hai người gật đầu một cái, lách mình xuất hiện ở thiên cổ hoang bằng trên lưng, phòng bị hướng về tứ phương. Lược trận, cái kia Tiêu Phàm sẽ không ngốc hả, lúc này, chẳng lẽ hắn còn muốn một thân một mình, khiêu chiến gần 100 đại đế cảnh cường giả. Nếu như hắn còn có thể thôi động cái kia phun lửa hồ lô, có lẽ thật vẫn có thể, bất quá bây giờ, đám người sẽ không ngốc đến cùng một chỗ xông lên, chỉ cần hắn đã mất đi ỷ vào, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Ta một mực nghe nói, Tiêu Phàm rất ngông cuồng, không nghĩ tới như vậy cuồng, ta ngược lại muốn xem, hôm nay hắn chết như thế nào. Đám người phần lớn người cũng không coi trọng Tiêu Phàm, thậm chí lộ ra vẻ trào phúng, tựa như Tiêu Phàm lời nói, theo bọn hắn nghĩ, chẳng qua là một cái chuyện cười lớn mà thôi. Bọn họ không biết là, bọn họ ở trong mắt Tiêu Phàm, lại làm sao không chỉ là một chuyện cười đây. Giết, Cung Tử Long hét lớn một tiếng, cầm trong tay trường thương, giống như một con thần long đồng dạng dẫn đầu giết ra, khí thế như hồng. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, bình tĩnh tự nhủ cũng không xê xích gì nhiều. Vừa dứt lời, chân trời bốn phía, đột nhiên vọt lên từng đạo dáng hồng mang. Hào quang sáng chói đem cả phiến thiên địa chiếu thông minh hết sức. Biến hóa bất thình lình, để đám người hơi hơi cứng lại, không hiểu nhìn xem bốn phía. Mà lúc này, Tiêu Phàm lại là nhìn về phía Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất nói, các ngươi lui ra phía sau điểm, ta đi độ kiếp. Nói xong, Tiêu Phàm quanh thân khí thế đột nhiên tăng vọt, thể nội càng là truyền ra một trận tiếng long ngâm hổ khiếu, khí thế bàng bạc bay thẳng thiên vũ, ngay cả phía chân trời đám mây đều toàn bộ nổ tung. Ầm ầm, cùng lúc đó, từng tiếng kinh thiên tiếng sấm vang lên, nguyên bản vạn dặm không mây thiên khung, trong nháy mắt mây đen dày đặc, thiên địa vô quang. Chuyện gì xảy ra, đám người không hiểu. Không tốt, là đại đế kiếp, Tiêu Phàm là muốn độ đại đế kiếp. Chạy mau, có người lấy lại tinh thần, nhanh chóng hướng về bốn phía chạy trốn đi, nhưng mà, để bọn hắn tuyệt vọng là, chung quanh hào quang nở rộ, trực tiếp đem bọn họ bắn ngược trở về. Căn bản trốn không thoát. Nói đùa cái gì, Tiêu Phàm cùng chiến hoàng thiên thế nhưng là tốn không ít thời gian bố trí đế giai trận pháp, liền đại đế cảnh đỉnh phong cũng không thể tùy tiện phá mở, như thế nào bọn họ dễ dàng như vậy liền có thể chạy trốn. Từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Phàm liền không có nghĩ tới dựa vào hắc hỏa hồ lô giải quyết hết cung gia người, chỉ là chuyện kết quả nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cung sở người ngược lại là rất dễ dàng liền bị giết chết. Nhưng lại toát ra cái cung tử long, còn có bác thần tinh hồn, muốn giết chết bọn họ, dựa vào hắc hỏa hồ lô tự nhiên là không được. Hơn nữa cho dù thi triển tu la cửu biến, sử dụng thời không thiên châu, cũng chưa chắc có thể làm đến. Cho dù có thể giết chết bọn hắn, Tiêu Phàm cũng không dám tùy tiện sử dụng, bốn phía còn có nhiều người như vậy mắt lom lom nữa, sử dụng thời không thiên châu hậu quả hắn nhưng là rất rõ ràng. Tiêu Phàm đứng ở lôi vân phía dưới. Khí thế trên người vẫn như cũ còn đang kéo lên, giờ khắc này, hắn không chút nào giữ lại, triệt để thả ra khí thế của tự thân. Đoạn thời gian trước, hắn mênh mông luyện hóa hơn 20 miếng mệnh thạch, chính là nghĩ để khí thế của mình đạt tới đại đế kiếp linh giới điểm, chỉ có dạng này, mới có thể tùy thời triệu hồi ra đại đế kiếp. Lại là chiêu này, thiên tinh tử nhìn thấy một màn này, có loại hộc máu xúc động. Lần trước, Tiêu Phàm độ thần vương kiếp hắn nhưng là rõ mồn một trước mắt, nếu như không phải là bởi vì tiên thiên thần ấn tồn tại, đoán chừng lúc ấy các đại đế vực thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất đều sẽ chết ở trong tay hắn. Cho dù là hắn, cuối cùng cũng là mượn nhờ thời không chiến cổ đào tẩu. Lúc này, nhìn thấy Tiêu Phàm lần nữa dùng đại đế kiếp chào hỏi bọn họ, thiên tinh tử khí toàn thân đều đang run rẩy. Bất quá một lần này, hắn không dám ôm tâm tư may mắn. Một cái thần vương kiếp cũng là đế vương kiếp người, độ đại đế kiếp, khẳng định càng đáng sợ hơn. Đi, thiên tinh tử khẽ cắn môi, không cam lòng quát khẽ một tiếng, ngay sau đó lấy ra thời không chiến cổ mở ra một đạo không gian liệt phùng, mang theo thiên bằng bọn họ một đầu chồng vào không gian liệt phùng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Bắc thần tinh hồn nhíu mày, hắn không nghĩ tới còn chưa bắt đầu, vậy mà liền có người trốn. Cung tử long, ta xem trọng ngươi. Bắc thần tinh hồn để lại một câu nói, lấy ra một chuôi tiểu đao,
tại hư không nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức xé mở một đạo khe hở, cùng Bắc Thần gia tộc người xông vào trong cái khe. Một đám hạng người ham sống sợ chết, không phải liền là đại đế kiếp sao? Công tử Long khinh thường phun ra một câu, lần nữa lạnh như băng nhìn về phía Tiêu Phàm. Không phải liền là đại đế kiếp sao? Công tử Long nói hùng hồn, nhưng một chút hiểu rõ Tiêu Phàm qua lại người nghe nói như thế, nhưng lại như là cùng nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem công tử Long. Không phải liền là đại đế kiếp, ngươi nha chẳng lẽ không biết, Tiêu Phàm độ thần vương kiếp thời điểm, uy lực liền không kém gì đại đế kiếp sao? Hiện tại độ thế nhưng là đại đế kiếp, ai biết hồi đạt tới như thế nào cấp độ, nếu là không kém gì thánh đế kiếp, vậy những người này 8-9 phần 10 đều phải lưu lại nơi này. Nhìn thấy thiên tinh tử cùng Bắc Thần tinh hồn đám người rời đi, Vạn La đế vực, Thiên Vân đế vực chờ đế vực đại đế cảnh tu sĩ toàn bộ đều trợn tròn mắt. Bọn họ lúc đầu chỉ muốn đi ra nhặt cái tiện nghi mà thôi, đến lúc đó giết Tiêu Phàm, chẳng những nói ra cũng rất có mặt mũi, còn có thể ở hướng vạn đạo trước mặt tranh công. Lại không nghĩ rằng, Tiêu Phàm vậy mà đã sớm chuẩn bị, bọn họ không ít người thế nhưng là được chứng kiến Tiêu Phàm độ thần vương kiếp kinh khủng. Nghĩ vậy, mọi người điên cuồng công kích trận pháp, chỉ muốn ly khai nơi thị phi. Công tử Long khinh bỉ nhìn xem những cái kia đế vực tu sĩ, vẻ trào phúng lộ rõ trên mặt. Trận pháp bên ngoài, còn có một số không có lú đầu tu sĩ, lại là thở dài một hơi, bọn họ âm thầm may mắn bản thân không nghĩ tự mình giết Tiêu Phàm. Bằng không mà nói, hiện tại coi như hối hận không kịp. Cùng ai là địch, cũng tốt nhất đừng cùng Tiêu Phàm là địch. Một ngọn núi phía trên, đứng đấy mấy bóng người, hơi có vẻ phức tạp nhìn xem trong trận pháp, trong đó một cái bọc lấy hắc bào người mở miệng nói. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, tự nhiên có thể nhận ra bọn họ đến, trong đó có hai người chính là Thái Minh đế vực Ân Minh Tử, cùng Cửu Huyền đế vực La Vô Đạo. Hai người ban đầu ở Bách Sát chiến trường lần thứ nhất gặp gỡ Tiêu Phàm lúc, chưa bao giờ đem Tiêu Phàm để ở trong mắt, cũng không cho rằng Tiêu Phàm lại là bọn hắn đối thủ. Nhưng mà ngắn ngủi mấy năm trôi qua, bọn họ phát hiện, cùng Tiêu Phàm ở giữa chênh lệch đã càng lúc càng lớn. Bọn họ bây giờ còn đang cùng các đại đế vực thiên tài giao phong, nhưng tại cổ cương thiên tài trước mặt, bọn họ cũng phải cúi đầu, không dám đắc tội. Nhưng mà Tiêu Phàm, lại là trực tiếp cùng cổ cương gia tộc nhất lưu gia tộc cùng gia tộc nhị lưu cho đỡ lên, còn giết cung gia không ít đại đế cảnh cường giả. Chúng ta cùng Tiêu Phàm ở giữa chênh lệch càng ngày càng xa, ai? La Vô Đạo cũng thở dài, chúng ta mới vừa tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ, nhưng ai biết? Hắn cũng đã có được tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ tư cách. Hiện tại chúng ta còn có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn, có lẽ không bao lâu, chúng ta liền cái bóng của hắn đều không thấy được. Một bên Ân Minh Tử cũng 10 điểm bất đắc dĩ. Lúc này, đại trận bên trong, lôi vân cuồn cuộn, bành trướng không thôi, một bộ tận thế cảnh. Công tử Long lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm, cũng không có ý xuất thủ, tựa như muốn nhìn một chút Tiêu Phàm đại đế kiếp đến cùng khủng bố cỡ nào. Thậm chí ngay cả Bắc Thần tinh hồn đều hù chạy. Thiếu chủ, chúng ta không thể để cho hắn tiếp tục nữa ở, cái này lôi vân đã viễn siêu 10 vạn trượng. Cung ra một cái đại đế cảnh đỉnh phong tu sĩ trầm giọng nói. Nói chung, đại đế kiếp cũng liền 10 vạn trượng lớn nhỏ, có thể Tiêu Phàm bây giờ đại đế kiếp, đã đạt đến hơn 20 vạn trượng, hơn nữa còn không có đỉnh chỉ xu thế. Bản thiếu gia lúc trước độ đại đế kiếp thế nhưng là có 30 vạn trượng to lớn. Cái này cũng chỉ đến như thế. Công tử Long thần sắc lạnh nhạt nói. Cung gia cái kia đại đế cảnh cường giả tối đỉnh còn muốn nói điều gì, có thể lời đến khóe miệng ngữ quả thực là bị nén trở về. Suy nghĩ một chút cũng đúng, cái này lôi vân bây giờ chỉ có hơn 20 vạn trượng mà thôi, coi như tăng tới 30 vạn trượng, thậm chí 40 vạn trượng lại như thế nào, căn bản uy hiếp không được tính mạng của bọn hắn. Công tử Long thanh âm không lớn. Hơn nữa có tiếng sấm che lấp, nhưng bốn phía tu sĩ thời khắc chú ý đến hắn động tĩnh, ngược lại là có không ít nghe được lời của hắn. Công tử Long thật đúng là mù quáng tự tin a, qua dưới có hắn hối hận thời điểm. Cung gia cái này hơn 10 cái đại đế cảnh nếu là chết ở chỗ này, chắc chắn không gượng dậy nổi, trong vòng ngàn năm, đừng nghĩ đạt đến địa vị bây giờ. Vừa rồi hắn nếu là đào tẩu, đoán chừng còn có một tia cơ hội, nhưng là bây giờ, đoán chừng rất khó hiểu. Các ngươi nhìn, lôi vân tăng tốc mở rộng tốc độ. Đám người kinh hãi nhìn xem hư không,
bốn phía tu sĩ vừa lui lại lui, có thể lôi vân mở rộng tốc độ, so với bọn hắn tưởng tượng nhanh hơn. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất sớm đã ở Chiến Hoàng Thiên hướng dẫn dưới rời đi đám lôi vân này, đạt đến bên trên ngoài vạn dặm. Mặc dù hắn cũng không tin Tiêu Phàm lôi kiếp sẽ lan đến gần nơi này, dù sao, dù là thánh đế kiếp, cũng chỉ không hơn vạn bên trong to lớn mà thôi. Nhưng là, Chiến Hoàng Thiên không thể không cẩn thận, bởi vì đây là Tiêu Phàm lúc trước nguyên thoại. Ầm ầm, tiếng sấm rền rĩ, lôi vân khuếch tán tốc độ đột nhiên tăng tốc, từ bắt đầu hơn 20 vạn trượng, trong nháy mắt mở rộng đến 50 vạn trượng. Thiếu chủ, 50 vạn trượng. Cung gia cường giả sắc mặt biến hóa. Cung Tử Long nghe vậy, cũng nhíu mày, lôi vân càng mạnh, cũng liền đại biểu cho tu sĩ thiên phú càng mạnh, Tiêu Phàm lôi vân đạt đến 50 vạn trượng, không phải so với hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Trăm vạn trượng, cung gia cường giả mở miệng lần nữa, thanh âm cũng bắt đầu run rẩy lên. Cái gì, Cung Tử Long sắc mặt cũng rốt cục có biến hóa, trăm vạn trượng, thế nhưng là đạt đến phổ thông đại đế lôi kiếp gấp 10 lần a. Phóng nhãn man hoang cổ cương, cũng chỉ có hoang gia trẻ tuổi một đời đệ nhất thiên tài hoang vô cương mới mà thôi, Tiêu Phàm lôi vân mênh mông như vậy, há chẳng phải là nói rõ thiên phú của hắn đã không kém gì hoang vô cương. 200 vạn trượng, không đợi Cung Tử Long lấy lại tinh thần, cung gia cường giả đã có chút mồm miệng không rõ, hai chân đều đang hư không đứng không vững. Đi mau, Cung Tử Long cũng không còn cách nào bình tĩnh, xoay người chạy. Hiện tại chạy. Không cảm thấy muộn sao, một đạo thanh âm đạm mạc muốn đi, lại là Tiêu Phàm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cung gia đầu người đỉnh. Từng đạo lôi điện ở hắn quanh thân lấp lóe, cả vùng không gian đều phát ra tư tư thanh âm. Mặc dù đại đế cảnh còn chưa chân chính đến, nhưng quanh người hắn lôi điện, liền đã đủ để hủy diệt bình thường đại đế cảnh tu sĩ. Cung Tử Long đám người nhìn thấy Tiêu Phàm đến, sắc mặt một trận tái nhợt, Tiêu Phàm cố ý đem lôi vân dẫn hướng bọn họ. Đây là muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận sao? Lại lớn, Tiêu Phàm nhìn lên bầu trời, lần nữa gầm thét một tiếng. Sau một khắc, lôi vân lần nữa tăng vọt, từ 200 vạn trượng lớn nhỏ, đã tăng tới 400 vạn trượng lớn nhỏ. Nhưng mà, cái này còn không có đình chỉ, vẻn vẹn một cái hô hấp không tới thời gian, lôi vân liền từ 400 vạn trượng, mở rộng đến 800 vạn trượng. Lúc này, lôi vân khuếch tán tốc độ rốt cục chậm lại. Mấy tức về sau, lôi vân đình chỉ khuếch tán, một cổ kinh khủng thiên uy đáp xuống, lôi vân phía dưới toàn bộ sinh linh, trừ bỏ Tiêu Phàm bên ngoài, tất cả đều đứng không vững, hướng xuống đất quỳ sát đi. Vạn dặm lôi vân, đây là thánh đế cướp, Cung Tử Long run rẩy mở miệng, phía trước phong khinh vân đạm, cùng vẻ tự tin đều biến mất hết không gặp, thay vào đó chỉ có vô tận sợ hãi. Hắn rốt cuộc minh bạch. Vì sao thiên tinh tử cùng bắc thần tinh hồn bọn họ sẽ trốn chạy? Thánh đế cướp a, thế này sao lại là ở độ kiếp, căn bản chính là đang muốn mạng của bọn hắn a. Hơn nữa, cái này thánh đế kiếp, bọn họ lờ mờ tựa như ở nơi nào thấy qua, rồi lại làm sao đều không nhớ nổi. Đám người cũng toàn bộ đều trợn tròn mắt, Tiêu Phàm chỉ là độ đại đế kiếp mà thôi, nhưng mà lại nghênh đón thánh đế kiếp, cái này muốn nói ra đi, căn bản không ai tin. Nhưng là giờ phút này, lại là chân chính đã xảy ra. Cung Tử Long sắc mặt tựa như so ăn chuột chết còn khó chịu hơn, hắn nguyên vốn cho là mình độ 30 vạn trượng đại đế kiếp, đã coi như là thiên tài trong thiên tài. Nhưng hiện tại, hắn mới biết được, hắn tên thiên tài này ở trước mặt Tiêu Phàm liền cái rắm cũng không bằng. Gần ngàn vạn trượng lôi kiếp, trọn vẹn là của hắn hơn 30 lần, đâu chỉ vạn dặm, dòng dã hơn 6 vạn dặm lôi vân a. Phải biết, bình thường nhất thánh đế kiếp, cũng chỉ có vạn dặm lôi vân mà thôi. Mà Tiêu Phàm đại đế kiếp, so thông thường thánh đế cướp đều cường đại hơn gấp 6 lần. Đám người không cách nào tưởng tượng, lấy Tiêu Phàm thực lực, như thế nào tại cái này đại đế kiếp phía dưới sống sót. Nếu là cái này lôi kiếp uy lực tương đương với thánh đế cảnh thực lực, Tiêu Phàm tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem trời cao lôi kiếp, Tiêu Phàm trên mặt cũng lộ ra vẻ khổ sở. Hắn cũng không nghĩ đến lôi vân sẽ cường đại như thế, vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá Tiêu Phàm cũng biết, đại đế cảnh lôi kiếp, vô luận hắn lôi vân bao lớn, đều sẽ không vượt qua đại đế cảnh đỉnh phong uy lực. Nếu như uy lực vượt qua một cái đại cảnh giới, hắn nghĩ phải sống sót, cơ hồ là không thể nào. Lúc này,
Lôi vân ngưng tụ khí thế đã đạt đến một cái đỉnh điểm, cái kia hắc sắc lôi vân bên trong, lại là quỷ dị xuất hiện một đạo đạo kim sắc lôi điện. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện, những cái kia lôi điện phảng phất bóng người. Chẳng lẽ lại là đế vương kiếp? Có người âm thầm hoài nghi, lần trước Tiêu Phàm độ lôi kiếp chính là đế vương kiếp, một lần này độ đế vương kiếp cũng không ngoại ý. Không đúng, đế vương kiếp không có mạnh mẽ như vậy, uy thế cỡ này lôi kiếp, chỉ có thái cổ đại kiếp mới có thể. Lại có thế hệ trước tu sĩ mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc hướng về xa xa lôi vân. Bọn họ những người này trốn được tương đối nhanh, cái này mới tránh thoát một kiếp. Ầm ầm, lúc này, lôi vân bạo động, từng đạo tia chớp vàng từ trong lôi vân gào thét mà xuống, ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm những cái kia kim sắc lôi điện. Sau một khắc, bọn họ nhìn rõ ràng cái kia kim sắc lôi điện là vật gì, dĩ nhiên là từng đạo bóng người. Thật chẳng lẽ lại là đế vương kiếp? Đám người âm thầm kinh ngạc. Bất quá rất nhanh bọn họ liền phát hiện không phải, hình người đế vương kiếp ngay từ đầu sẽ không có nhiều người như vậy hình lôi điện, nhiều nhất thời điểm cũng chỉ có 9 đạo mà thôi. Nhưng là bây giờ, những cái này kim sắc lôi điện lại là nhiều đến trên 100 đạo, hơn nữa trên người tán phát khí thế cũng khác nhau. Có đại đế cảnh tiền kỳ, có đại đế cảnh trung kỳ, cũng có đại đế cảnh hậu kỳ, còn có đại đế cảnh đỉnh phong. Ta đã biết, đây không phải đế vương kiếp, mà là hoang cổ diệt thần kiếp. Có người run rẩy hoảng sợ nói. Hoang cổ diệt thần kiếp. Một chút thế hệ trước tu sĩ nghe được mấy chữ này, không khỏi hít một hơi lạnh, vẻ mặt hoảng sợ nhìn phía xa. Tiền bối, cái gì là hoang cổ diệt thần kiếp? Có một ít tu sĩ trẻ tuổi thỉnh giáo. Hoang cổ diệt thần kiếp, còn gọi là trảm ngã kiếp, lôi điện sẽ biến thành độ kiếp giả, mà độ kiếp giả nhất định phải giết chết biến thành lôi điện hắn. Một cái đại thế lực lão giả trịnh trọng giải thích nói. Không phải liền là giết chết biến thành bản thân sao? Cái này cũng không có gì phải sợ. Có người lơ đễnh nói. Các ngươi cũng chớ xem thường hoang cổ diệt thần kiếp. Phải biết, những cái này lôi vân biến thành độ kiếp giả. Thế nhưng là có được độ kiếp giả tất cả năng lực, liền tựa như một chiếc gương. Hiện tại còn chỉ là cái thứ nhất mà thôi. Cuối cùng cùng lúc biến thành 9 cái độ kiếp giả. Các ngươi cảm thấy cái này còn không đáng sợ sao? Lão giả kia lạnh rên một tiếng, vì hậu sinh vô tri không sợ mà cảm thấy phẫn nộ. Tê người chung quanh nghe vậy, tất cả đều hít vào ngụm khí lạnh, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ hoang cổ diệt thần kiếp đáng sợ. Giết chết địch nhân dễ dàng, giết chết mình mới là khó khăn nhất. Huống chi, còn có đồng thời mặt đối với mấy cái bản thân. Nói cách khác, lôi vân phía dưới người đều là độ kiếp giả. Cho nên mới sẽ ngưng tụ trên 100 đạo lôi điện thân ảnh. Có người lấy lại tinh thần, trong nháy mắt minh bạch cái gì. Mà lúc này, cái kia trên 100 đạo lôi điện rốt cục ngưng tụ thành hình, huyễn hóa thành lôi vân phía dưới tất cả mọi người dung mạo. Nhìn thấy những cái kia cùng bản thân cơ hồ giống nhau như đúc nhân hình lôi điện, cung tử long bọn họ mặt đều xanh, thân vì đại gia tộc thiên tài, hắn tự nhiên biết rõ đây là cái gì lôi kiếp. Chính là bởi vì như vậy. Hắn mới biết được cái này lôi kiếp đáng sợ, lấy hắn thực lực, có thể chưa chắc có thể vượt qua. Hơn nữa, coi như người đứng bên cạnh hắn nghĩ bảo hộ hắn đều khó có khả năng, bởi vì bọn hắn cũng phải mặt đối tự thân nhân hình lôi điện. Tiêu Phàm, thả chúng ta rời đi, chuyện lúc trước, ta cung gia chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cung tử Long dùng hết toàn lực gầm thét. Hiện tại đã biết, đáng tiếc đã chậm, Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng. Cung gia giết hắn thì cũng thôi đi, vậy mà còn đang truy sát Diệp Thi Vũ cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ, một hơi này, Tiêu Phàm là tuyệt đối sẽ không nuốt xuống. Bây giờ vừa vặn có cơ hội giết chết Cung Tử Long, Tiêu Phàm lại làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy đây? Tiếp đến, Tiêu Phàm không tiếp tục để ý Cung Tử Long, ngửa mặt lên trời gào thét, bay thẳng biến ảo hắn đạo hình người kia lôi kiếp đi. Theo Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, trời cao hình người lôi kiếp cũng tất cả đều động. Tìm đúng bọn họ chỗ biến ảo người, đằng đằng sát khí nhào tới. Trong lúc nhất thời, năng lượng cuồng bạo đem phiến thiên địa này triệt để yên diệt, lôi vân phía dưới, chỉ có thể nhìn thấy vô số thân ảnh lấp lóe, loạn thành một bầy. Những người này, cũng là tới giết Tiêu Phàm người, nhưng lần này lôi kiếp lại trở thành hắn đồng lõa. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, liền có không ít tu sĩ chết thảm ở lôi kiếp phía dưới. Bất quá Tiêu Phàm cũng không có tâm tư cố kỵ mặt khác,
hắn cùng với biến thành hắn một đạo nhân hình lôi điện giao đánh nhau, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Oanh, một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm cùng hình người lôi kiếp nắm đấm va chạm, tạo thành diện tích lớn hư không sụp đổ, sau đó hai người đồng thời lui lại. Nhìn qua người đối diện hình lôi điện, Tiêu Phàm cau mày, trầm ngâm nói, thật là ta biết, hắn cũng có. Tiêu Phàm có chút không tin, hình người lôi kiếp chỉ là vô ý thức đồ vật mà thôi, lại làm sao có thể biết rõ hắn Tiêu Phàm sở học đồ đâu. Chẳng lẽ là ta vừa rồi thi triển chiêu số, hắn trong nháy mắt liền học được. Tiêu Phàm trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nếu thật là dạng này, vậy cái này nhân hình lôi điện quá đáng sợ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm vẫn là quyết định thử một phen, liền dùng vừa rồi cùng hình người lôi kiếp đối chiến chiêu thức chiến đấu. Quả nhiên như Tiêu Phàm suy nghĩ, cái này nhân hình lôi điện cũng chỉ sẽ hắn vừa rồi sử dụng chiêu thức, chỉ bất quá những chiêu thức kia tốc độ cùng lực lượng, đều đạt đến hoàn mỹ cấp độ. Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng một tiếng. Sớm biết mình liền không nên vừa đi lên liền thi triển sát chiêu, hiện tại cái này nhân hình lôi điện học xong, về sau nhân hình lôi điện khẳng định cũng sẽ. Cho dù hắn hiện tại không thi triển mới chiêu thức, đoán chừng cũng có khả năng chết ở nhân hình lôi điện phía dưới. Không hổ là trảm ngã kiếp, Tiêu Phàm híp hai mắt, trong đầu nhanh chóng rơi vào trầm tư. Cái này hoang cổ diệt thần kiếp, không phải đơn giản như vậy liền có thể vượt qua, nhưng nếu là độ kiếp, Tiêu Phàm tin tưởng. Khẳng định có thể vượt qua phương pháp. Tiêu Phàm thất thần thời khắc, hình người lôi kiếp lần nữa nhào tới, vội vàng thời khắc, Tiêu Phàm một quyền nghênh đón, cả người bị đánh bay vài dặm mới đứng vững thân hình. Sắc mặt hắn hết sức âm trầm, hình người lôi kiếp lực lượng vậy mà so với hắn còn cường đại hơn. Không, chuẩn xác mà nói, là hình người lôi kiếp thi triển chiêu thức của hắn càng thêm hoàn mỹ, lực lượng cũng nắm giữ càng thêm cân đối, cho nên uy lực cũng phải lớn rất nhiều. Tiêu Phàm không khỏi nhìn thoáng qua phía trên lôi vân, hắn tổng cảm giác mình thật giống như bị cặp mắt hướng về, bản thân tất cả cũng không chạy khỏi đối phương bắt. Thiên địa lạc ấn sao? Ta thi triển qua chiêu thức, đều bị thiên địa vô hình lạc ấn, sở dĩ nhân hình lôi điện mới có thể. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tất nhiên bản thân thi triển qua chiêu thức, nhân hình lôi điện đều biết, vậy mình không có thi triển qua chiêu thức đây. Tiêu Phàm lắc đầu. Thần vương cảnh những chiêu thức kia, đoán chừng chưa có thể đánh bại cái này nhân hình lôi điện. Ngược lại là sinh tử đại ma bàn cùng thời không nghịch lưu, có lẽ có thể ứng phó nó. Đúng rồi, thời không nghịch lưu, Tiêu Phàm hai mắt bỗng nhiên chán phóng một tia sáng, lách mình hướng về nhân hình lôi điện phóng đi. Thời không nghịch lưu, trong lòng một tiếng quát nhẹ, ngay sau đó một đạo hào quang bao phủ nhân hình lôi điện. Nhân hình lôi điện đột nhiên khẽ run lên. Hắn khí thế trên người cũng phát sinh biến hóa, không gian chưa từng chuyển đổi, nhưng Tiêu Phàm lại có thể cảm nhận được, cái này nhân hình lôi điện có vẻ như quên đi lúc trước hắn thi triển chiêu thức. Sinh tử đại ma bàn, Tiêu Phàm không cho chấp giật hình người cơ hội thở dốc, một chỉ điểm tại trên người của nó, trắng đen xen kẽ đại ma bàn bỗng nhiên bạo phát ra, đem chấp giật hình người xé mở. Thành, chờ đợi hai hơi thời gian, Tiêu Phàm không nhìn thấy chấp giật hình người xuất hiện. Trong lòng hơi hơi vui vẻ. Vừa mới thi triển thời không nghịch lưu, để chấp giật hình người về tới trước đó không có học tập hắn bất luận cái gì chiêu thức thời gian tiết điểm, sau đó Tiêu Phàm nhanh chóng xuất kích, thành công đánh chết một tôn nhân hình lôi điện. Tất nhiên cái này hữu dụng, vậy mình vượt qua trảm ngã kiếp cơ hội nhưng lớn lắm rất nhiều. Không đợi hắn tới kịp cao hứng, không trung đột nhiên lại bắn xuống đến hai đạo chấp giật hình người, trong nháy mắt xuất hiện ở hắn chung quanh. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, hai vị chấp giật hình người đồng thời thi triển sinh tử đại ma bàn hướng về hắn đánh tới. Trời à, Tiêu Phàm thầm mắng một tiếng, thân hình nhanh chóng thối lui, nhưng vẫn như cũ chậm nửa nhịp, đầu vai bị sinh tử đại ma bàn lực lượng quét trúng, máu tươi bắn tung tóe. Cho tới bây giờ hắn mới biết được, bản thân có vẻ như đánh giá quá thấp cái này hoang cổ diệt thần kiếp, con thứ nhất nhân hình lôi điện mặc dù chết rồi. Nhưng cũng không đại biểu về sau nhân hình lôi điện, sẽ không lúc trước hắn thi triển chiêu thức. Chỉ cần ở lôi kiếp quá trình bên trong, hắn thi triển bất luận cái gì chiêu thức, những này hình người lôi điện cũng sẽ không quên. Nói cách khác, hắn muốn giết chết những này hình người lôi điện, nhất định phải có được 9 lần đánh bất ngờ công kích, hoặc có lẽ là 9 lần át chủ bài. Tiêu Phàm át chủ bài xác thực không ít, nhưng là tuyệt đối không có 9 lần nhiều. Hơi rắc rối rồi.
Tiêu Phàm âm thầm hít sâu một hơi. Mà lúc này, hai đạo kia nhân hình lôi điện lần nữa thi triển thời không nghịch loạn pháp tắc chi lực đánh tới, trực tiếp rơi vào Tiêu Phàm trên người. Bất quá Tiêu Phàm lại là dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, bởi vì hắn vừa mới thi triển thời không nghịch lưu, vẻn vẹn nghịch lưu mấy hơi thở mà thôi, mấy hơi thở phía trước, hắn Tiêu Phàm lại không lĩnh ngộ cái gì mới thủ đoạn, tự nhiên không có việc gì. Tương phản, Tiêu Phàm trên đầu vai thương thế toàn bộ phục hồi như cũ, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tạ, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, thân hình nhanh chóng thối lui, bất quá nhân hình lôi điện tốc độ cũng không chậm, rất nhanh liền đuổi theo. Cái này chảm ngã kiếp, có thể bắt trước ta tất cả thủ đoạn, cái kia ngoại vật là không phải là không thể bắt trước đây. Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Chỉ bất quá, khi hắn dư quang nhìn thấy cùng hình người lôi kiếp chiến đấu cung tử long lúc, Tiêu Phàm liền từ bỏ ý nghĩ này. Lúc này, cung tử long cầm trong tay một cây trường thương cùng đối diện hai vị nhân hình lôi điện kích đánh nhau, nhưng mà, đối diện hai vị nhân hình lôi điện cũng đồng dạng nắm lấy trường thương, chỉ bất quá trường thương này là lôi điện biến thành mà thôi. Nhưng lập tức chính là biến ảo, hắn uy năng lại không giảm mảy may. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm khóe miệng có chút co lại. Lúc trước hắn còn chuẩn bị cuối cùng đem hắc hỏa hồ lô và thời không thiên châu lấy ra, nhưng là bây giờ đã bỏ đi ý nghĩ này. Khi hắn nghĩ đến đối diện 9 vị chấp giật hình người, từng cái cầm trong tay hắc hỏa hồ lô và thời không thiên châu đem hắn vây công một màn, liền không cấm dùng mình một cái. Hình tượng này thực sự quá kinh khủng, không dám tưởng tượng. Thế nhưng là, trừ cái đó ra, còn có thủ đoạn gì nữa có thể độ kiếp? Tiêu Phàm trong lòng biệt khuất tới cực điểm, bình thường độ kiếp, đều sẽ không giữ lại chút nào thi triển thực lực. Nhưng mà đối với cái này hoang cổ diệt thần kiếp, hắn lại chỉ có thể tận lực giữ lại thực lực của mình, chỉ có dạng này, nhân hình lôi điện mới có thể uy hiếp không được hắn sinh mệnh an toàn. Giữ lại thực lực, đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt lóe lên, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui nói, đã như vậy. Vậy ta nếu là cố ý giảm xuống thực lực của mình đây? Không thể không nói, đây là một cái ý nghĩ điên cuồng, nhưng Tiêu Phàm lại tin tưởng vững chắc, cái này có thể là hắn vượt qua kiếp nạn này yếu tố mấu chốt. Ý nghĩ vừa dứt, Tiêu Phàm trong tay đột ngột xuất hiện một cái dao phay, không sai, chính là dao phay, hơn nữa còn là tay trái nắm. Tự động rời đi chiến hồn đại lục về sau, Tiêu Phàm đã rất ít sử dụng đao loại binh khí. Lại càng không cần phải nói sử dụng tay trái, uy lực tự nhiên là giảm bớt đi nhiều. Không đợi Tiêu Phàm kịp phản ứng, lại là hai cái sinh tử đại ma bàn đem hắn đánh bay, trên người dính không ít máu tươi. Con mẹ nó, Tiêu Phàm giận mắng một tiếng, cầm trong tay dao phay không muốn sống một dạng xông tới. Không có bất kỳ cái gì mánh khóe, cũng không có bất kỳ cái gì chiêu thức, chính là đơn giản chém vào, động tác lộ ra 10 điểm ngu dốt. Nơi nào còn có đại đế cảnh cường giả phong phạm. Lại là sinh tử đại ma bàn đem hắn đánh bay, bất quá một lần này Tiêu Phàm sớm đã có chuẩn bị. Ở hắn vừa mới thi triển qua chiêu thức bên trong, sinh tử đại ma bàn uy lực không thể nghi ngờ là lớn nhất, cho nên hai cái này tôn chấp giật hình người một mực ở sử dụng. Lại đến, Tiêu Phàm không tin, hai cái này tôn chấp giật hình người có thể không hạn chế thi triển sinh tử đại ma bàn. Nơi xa, cùng lôi kiếp đại chiến một đám đại đế cảnh, nhìn thấy Tiêu Phàm vậy mà dùng dao phay cùng lôi kiếp chiến đấu, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Hắn đây nha thực sự là ở độ kiếp sao, đừng làm như vậy cười tốt ha. Sau một khắc, để bọn hắn càng thêm mắt trợn tròn sự tình đã xảy ra, Tiêu Phàm cầm trong tay dao phay nhún người nhảy lên, trực tiếp từ một đạo chớp giật hình người trên người xuyên qua. Cái kia chớp giật hình người bỗng nhiên nổ tung lên, hóa thành vô số lôi điện biến mất. Thành công, đám người ngạc nhiên hết sức, không ít người trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Chẳng lẽ hoang cổ diệt thần kiếp sợ dao phay? Nghĩ vậy, không ít tu sĩ cũng nhao nhao lấy ra một chuôi dao phay, hướng về đối diện nhân hình lôi điện chém giết đi. Nhưng mà, chỉ chốc lát sau, liền có 20-30 người bị người đối diện hình lôi điện oanh sát, thời điểm chết trợn to hai mắt, tràn đầy không thể tin. Vì sao Tiêu Phàm cầm trong tay dao phay có thể giết chết nhân hình lôi điện, mà ta liền không được? Rất nhiều người mang theo nghi hoặc cùng không cam lòng, bị nhân hình lôi điện chém giết. Một đám ngu dốt, Tiêu Phàm cười lạnh nhìn những người kia một cái, lắc lắc đầu nói.
Tiêu Phàm thật sự có thể cầm trong tay dao phay chém giết lôi kiếp sao? Tự nhiên không phải đám người nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy, hắn xác thực dùng dao phay chém giết hình người lôi kiếp, có thể đó cũng không phải chỗ có người có thể làm được. Cùng nhân hình lôi điện kịch chiến một phen, Tiêu Phàm đại khái hiểu nhân hình lôi điện thủ đoạn. Bọn họ tối đa chỉ có thể phục chế bản thân gần nhất thi triển 20 chiêu chiêu thức, hơn nữa chỉ có thể tuyển trong đó công kích mạnh nhất. Nhưng làm Tiêu Phàm thi triển chiêu thức vượt qua 20 chiêu về sau, nhân hình lôi điện trước đó học biết chiêu thức, liền sẽ tự hành biến mất. Như vậy cũng tốt so một con số kho, chỉ có thể gánh chịu nhất định số liệu, làm mới số liệu nhét vào thời điểm, phía trước số liệu cũng sẽ bị tự động thanh trừ hết. Đây đối với Tiêu Phàm mà nói, tuyệt đối là một cái phát hiện trọng đại, mặc dù cũng là hắn dùng trọng thương đổi lấy, nhưng tuyệt đối đáng giá. Ở hắn cầm trong tay dao phay thi triển mấy chục chiêu về sau, những này hình người thiểm điện liền quên đi sinh tử đại ma bàn, cũng đồng dạng cầm trong tay dao phay cùng Tiêu Phàm đối nghịch. Tiêu Phàm cái khác có lẽ không được, nhưng trong chiến đấu tăng thực lực lên tốc độ, lại là cực kỳ khủng bố, chí ít không phải những cái này không có ý thức tự chủ nhân hình lôi điện có thể so sánh. Chém giết hai vị nhân hình lôi điện, Tiêu Phàm đã tiến nhập vòng thứ ba. Mà những cái kia muốn giết hắn đại đế cảnh tu sĩ, đã còn thừa không có mấy, mặc dù trốn được một chút, nhưng vẫn như cũ còn có 70, 80 người. Hai vòng xuống tới, đã chỉ còn lại có 10, 20 người, hơn nữa mỗi cái đều bản thân bị trọng thương. Không thể không nói, có thể sống đến vòng thứ hai người, thực lực quả thật không tệ, chí ít cũng có thể coi là thiên tài. Tiêu Phàm, ta cùng ra cùng ngươi không chết không thôi. Công tử Long thành công chém giết vòng thứ hai hai vị nhân hình lôi điện, tức giận gầm thét. Hắn cùng với Tiêu Phàm khác biệt, chính là dùng lá bài tẩy của mình giết chết đối diện hai vị chấp giật hình người. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là vòng thứ hai mà thôi, kế tiếp còn có vòng thứ ba, vòng thứ tư, chính hắn lại có bao nhiêu át chủ bài có thể thi triển đây. Không chết không thôi. Ngươi cùng ra cùng ta cũng sớm đã là không chết không thôi. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng. Nếu là có thể diệt đi cùng ra, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ, chỗ nào còn sẽ cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy. Nói xong, vòng thứ ba lôi kiếp cũng rơi xuống, không ngạc nhiên chút nào, một lần này đối chiến Tiêu Phàm chính là ba tôn nhân hình lôi điện. Bất quá cổ quái là, ba cái này tôn nhân hình lôi điện, cũng là cầm trong tay lôi điện chi lực biến thành dao phay. Nhìn qua 10 điểm quỷ dị. Tới thật đúng lúc, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, chẳng những không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn cũng đồng dạng cầm trong tay dao phay nghênh đón, ở hắn phát hiện nhân hình lôi điện bí mật về sau, nhân hình lôi điện đối với hắn đã không có bao nhiêu tính chất uy hiếp, tối đa cũng chỉ là bị chút vết thương nhẹ mà thôi. Hiện tại, hắn ngược lại đem nhân hình lôi điện trở thành trợ giúp tự mình tu luyện tăng lên đối thủ tốt nhất. Không thể không nói, Tiêu Phàm thiên phú 10 điểm biến thái, đang cùng nhân hình lôi điện quá trình chiến đấu bên trong, hắn tăng lên đạt đến một cái kinh khủng cấp độ. Đương nhiên, cho dù dạng này, muốn giết chết nhân hình lôi điện tự nhiên là không thể nào, bởi vì nhân hình lôi điện cũng đang lấy giống nhau tốc độ mạnh lên. Một lúc lâu sau, Tiêu Phàm tăng lên tốc độ rốt cục đạt đến một cái cực hạn, lúc này, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, tùy tiện thi triển 20 chiêu. Thay thế chấp giật hình người chiêu thức. Sau một khắc, ba bộ nhân hình lôi điện thực lực quả nhiên giảm bớt đi nhiều, Tiêu Phàm trong nháy mắt bộc phát, một cái dao phay trực tiếp chém giết ba tôn nhân hình lôi điện. Mà lúc này, còn đang kiên trì người, cũng chỉ có 4 người, trong 4 người này lại là bao gồm Cung Tử Long. Có ý tứ, lại còn kiên trì được, cái này Cung Tử Long át chủ bài ngược lại là không ít. Tiêu Phàm mỉm cười. Liền hắn đều không thể không thừa nhận Cung Tử Long thực lực, nếu như chính diện giao chiến, Tiêu Phàm thật đúng là không nhất định là đối thủ của hắn, dù sao, Cung Tử Long dù sao cũng là đại đế cảnh hậu kỳ. Bất quá, ở nơi này hoang cổ diệt thần kiếp phía dưới, cũng không phải là thực lực càng mạnh càng tốt, bởi vì thực lực càng mạnh, nhân hình lôi điện cũng sẽ càng mạnh. Hiện tại còn sống trong 4 người, chỉ có Cung Tử Long cái này đại đế cảnh hậu kỳ, mặt khác cũng là đại đế cảnh tiền kỳ. Hơn nữa Tiêu Phàm đối với ba người bọn hắn còn có chút ấn tượng, hình như là lúc trước hắn độ thần vương kiếp thời điểm, cũng là mấy người kia muốn giết mình. Lần trước bọn họ có tiên thiên thần ấn phù hộ, Tiêu Phàm không thể giết chết bọn hắn, nhưng là một lần này,
trừ bọn họ bản thân, không ai có thể cứu được bọn họ. Vòng thứ tư, tiếp tục, Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu. Lúc này, tứ tôn chấp giật hình người mang theo Tiêu Phàm vừa mới chém giết ba tôn nhân hình lôi điện khí thế đáp xuống, bay thẳng hắn mà đến. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, lần nữa nghênh đón. Mặc dù nguy hiểm tăng lên không ít, nhưng Tiêu Phàm thực lực cũng ở không ngừng tăng lên, tu vi cũng rốt cục củng cố ở đại đế cảnh tiền kỳ. Chỉ cần vượt qua lần này đại đế kiếp, hắn liền là chân chính đại đế cảnh cường giả. Rất nhanh, vòng thứ tư lôi kiếp đi qua, chỉ còn lại có Cung Tử Long một người còn sống, ba người khác cũng chết ở nhân hình lôi điện phía dưới. Bất quá, Cung Tử Long cũng chẳng tốt đẹp gì, máu me khắp người, chiến bào màu vàng óng rách nát không chịu nổi, thân thể đứng thẳng đều có chút gian nan. Hắn trợn to con ngươi, đỏ thắm hai mắt lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm, tựa như muốn đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi đồng dạng, run giọng nói, Tiêu Phàm, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Phốc, đột nhiên, một tiếng vang giòn, Cung Tử Long đầu ném đi mà lên, ngay sau đó một cột máu bắn về phía hư không, hết sức đỏ tươi. Bộp một tiếng, Tiêu Phàm một tay nắm lấy Cung Tử Long đầu, khinh thường nói, người người sống ta đều không sợ, làm quỷ ta lại có sợ gì. Ngươi, Cung Tử Long trợn to hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Yên tâm, ta hiện tại sẽ không giết ngươi, chỉ là trước phế bỏ tu vi của ngươi mà thôi. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt một điểm, trực tiếp hủy diệt Cung Tử Long thần lực hải, đồng thời đả thương nặng hắn linh hồn. Cũng không quản Cung Tử Long cái kia tức giận bộ dáng, Tiêu Phàm đem đầu cùng thân thể hợp lại cùng nhau, trực tiếp ném vào sát lục luyện ngục. Tất nhiên cùng Cung gia là địch, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không giết chết Cung Tử Long, lúc trước nếu như không là sống bắt Lục Vô Song cùng Lục Vô Trần, hắn khả năng sớm đã chết ở Thiên Võ cổ vực. Cung Tử Long dù sao cũng là Cung gia đệ nhất thiên tài, tương lai gia chủ người thừa kế, hắn còn sống giá trị, có thể so sánh hắn chết giá trị phải lớn rất nhiều. Rốt cục có thể an tâm độ kiếp rồi. Tiêu Phàm nhìn xem bốn phía đen nhánh, híp híp hai mắt nói. Lấy tay vung lên, từng khỏa mệnh thạch gào thét mà tới, tất cả đều bị hắn thu vào. Tất cả những thứ này, đều chỉ đang hô hấp ở giữa hoàn thành, động tác còn như nước chảy mây trôi, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Cho đến bây giờ, những cái kia muốn giết hắn 70-80 cái đại đế cảnh tu sĩ, toàn bộ ngã xuống, chỉ có Cung Tử Long còn sống, nhưng là bị hắn bắt sống. Nhìn xem không trung bành trướng mãnh liệt lôi vân, năm tôn nhân hình lôi điện đáp xuống, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Không biết, một lần này vượt qua hoang cổ diệt thần kiếp, sẽ có ban thưởng gì đây? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, nghĩ đến lần trước vượt qua đế vương kiếp lấy được ngọc cốt đế vương dịch, Tiêu Phàm trên mặt liền lộ ra nồng nặc chờ mong. Nhìn thấy muốn giết mình người tất cả đều tử vong, Tiêu Phàm lúc này mới toàn thân tâm đầu nhập hoang cổ diệt thần kiếp. Một lúc lâu sau, vòng thứ 5 nhân hình lôi điện hủy diệt. Sau 4 canh giờ, vòng thứ 6 hình người lôi kiếp bị Tiêu Phàm chém giết. Một ngày sau đó, vòng thứ 8 nhân hình lôi điện toàn bộ ngã xuống ở trong tay Tiêu Phàm. Bất quá, hắn cũng toàn thân là tổn thương, máu me đầm đìa, mặc dù hắn nhìn ra hoang cổ diệt thần kiếp sơ hở, nhưng cái này lôi kiếp vẫn như cũ không phải tốt như vậy độ. Dù sao, những này hình người lôi kiếp, thế nhưng là thực sự đại đế cảnh, vô luận nhục thân, lực lượng hay là tốc độ, cũng là cùng hắn một cái khuôn đúc đi ra. Tiêu Phàm lấy ra một bình ngọc cốt đế vương dịch, giống như uống nước một dạng nuốt vào trong bụng, đồng thời vận chuyển sinh tử pháp tắc, khôi phục nhanh chóng lấy nhục thân. Tiêu Phàm, hôm nay vô luận ngươi là có hay không vượt qua kiếp nạn này, ngươi đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi xa, Bắc Thần Tinh Hồn nhìn thấy Tiêu Phàm chật vật không chịu nổi dáng vẻ, lập tức tùy tiện cười ha hả. Tiêu Phàm thực lực, đã để hắn cảm nhận được nguy hiểm, hôm nay, hắn là không thể nào để Tiêu Phàm còn sống rời đi. Đám người chung quanh cũng là lắc đầu, Tiêu Phàm mặc dù đã xông qua 8 bánh lôi kiếp, nhưng bây giờ cũng kém không nhiều đến cực hạn, muốn vượt qua cửu luân lôi kiếp, quá khó khăn. Hơn nữa, coi như hắn có thể vượt qua hoang cổ diệt thần kiếp, nơi xa nhưng còn có Bắc Thần gia tộc người nhìn chằm chằm, Bắc Thần gia tộc hiển nhiên là không thể nào cho Tiêu Phàm bất luận cái gì cơ hội thở dốc. A Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, đột nhiên ngoạn vị nhìn Bắc Thần Tinh Hồn một cái. Sau một khắc, Tiêu Phàm đột nhiên thân hình lóe lên,
bỗng nhiên hướng về Bắc Thần Tinh Hồn vị trí bay đi. Bắc Thần Tinh Hồn thấy thế, kém chút không dọa đến tè ra quần, quay người liền hướng nơi xa bỏ chạy, trong miệng không khỏi nổi giận mắng, Tiêu Phàm, người muốn chết. Hắn chạy trối chết tốc độ rất nhanh, nhưng Tiêu Phàm tốc độ cũng không chậm, Bắc Thần Tinh Hồn đã xuất hiện ở lôi vân phía dưới. Cùng lúc đó, không trung sấm sét vang dội, mấy chục đạo nhân hình lôi điện đáp xuống. Hỗn trướng, Bắc Thần Tinh Hồn nhìn thấy một màn này, mặt đều dọa xanh lét. Hắn nhưng là tận mắt thấy Cung Tử Long là chết như thế nào. Nếu là rơi ở trong tay Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Mau dẫn thiếu chủ đi. Lúc này, Bắc Thần gia tộc một lão già hét lớn một tiếng, đồng thời, hai bóng người hướng về Tiêu Phàm phóng đi, bọn họ muốn ngăn cản Tiêu Phàm đến ngăn cản Kiếp Vân. Bản tính này xác thực đánh không sai, nhưng bọn hắn quá coi thường Hoang Cổ Diệt Thần Kiếp, không cần Tiêu Phàm động thủ. Liền đã có 18 tôn nhân hình lôi điện phóng tới bọn họ. Hai người vừa lên đến liền là có tính chất hủy diệt công kích, Tiêu Phàm thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, tựa như nhìn người chết một dạng nhìn xem mấy người kia. Nếu là bọn họ thờ ơ, có lẽ còn có cơ hội sống sót, có thể vừa lên đến liền toàn lực ứng phó, cái này 9 đạo nhân hình lôi điện cũng đồng dạng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Quả nhiên, vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, Cung gia hai người liền thân tử đạo tiêu. Bắc Thần gia tộc người cuối cùng lấy vẫn lạc hai cái đại đế cảnh đỉnh phong làm đại giá, lúc này mới bảo trụ Bắc Thần Tinh Hồn một mạng. Bắc Thần Tinh Hồn mặc dù đối với Tiêu Phàm hận thấu xương, có thể cũng không dám lại mở miệng khiêu khích. Tiêu Phàm cũng không có thời gian đi tiếp tục đuổi Bắc Thần Tinh Hồn, 9 đạo nhân hình lôi điện liền đã nhường hắn đủ khó chịu. Bắc Thần Tinh Hồn, nạp mạng đi, nhưng mà, cũng đúng lúc này. Chân trời gầm lên một tiếng truyền đến, Tiêu Phàm dư quang vội vàng nhìn lướt qua, trên mặt lại là lộ ra nụ cười. Người vừa tới không phải là người khác, chính là truy sát Tiêu Phàm mà đến Cơ Vô Nhạn. Ở Cơ Vô Nhạn nhìn thấy Tiêu Phàm truy sát Bắc Thần Tinh Hồn lúc, hắn còn đối với lôi kiếp có chút chờ mong, nhưng hắn nhìn thấy Bắc Thần Tinh Hồn vậy mà trốn qua một kiếp, lập tức không bình tĩnh. Cơ Vô Nhạn nghĩ đến gia tộc mình được không dễ được tiên thiên nguyên khí chỉ bị Bắc Thần Tinh Hồn hủy. Chỗ nào có thể nhịn xuống cơn tức giận này? Tất nhiên người Bắc Thần Tinh Hồn bất nhân, vậy cũng đừng trách ta Cơ Vô Nhạn bất nghĩa. Biến hóa bất thình lình, để Bắc Thần Tinh Hồn một trận phiền muộn, nhất là nhìn thấy Cơ Vô Nhạn dẫn người đánh tới thời khắc, Bắc Thần Tinh Hồn mặt đều xanh, Cơ Vô Nhạn, ngươi làm gì? Làm gì, ngươi tự mình biết bản thân đã làm gì? Cơ Vô Nhạn cười lạnh, lười nhác cùng Bắc Thần Tinh Hồn giải thích, lạnh giọng quát, giết hắn, chết ta phụ trách. Cảm nhận được Cơ Vô Nhạn sát khí trên người, Bắc Thần Tinh Hồn dùng mình một cái. Nếu là bình thường, hắn cùng Cơ Vô Nhạn cũng là 8 lạng nửa cân, hai người ai cũng không cần sợ ai. Nhưng hiện tại, bên cạnh hắn chỉ còn lại có 6 cái đại đế cảnh tu sĩ, mà Cơ Vô Nhạn bên người, thế nhưng là mấy chục cái, lập tức phân cao thấp, bọn họ không thể nào là Cơ Vô Nhạn đối thủ. Hơn nữa, Cơ Vô Nhạn sát khí không vì giả, hắn là thực muốn giết bản thân. Thiếu chủ, người chạy mau. Bắc Thần gia tộc một cái đại đế cảnh cường giả tối đỉnh hét lớn một tiếng, dẫn đầu cản ở trước mặt Bắc Thần Tinh Hồn. Bắc Thần Tinh Hồn buồn bực thổ huyết, hắn rất muốn biết rõ ràng đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn căn bản không dám ở nơi này dừng lại, quay người liền hướng nơi xa bỏ chạy. Một lần này trốn, ở Cơ Vô Nhạn xem ra, kia liền là chạy án, đương nhiên sẽ không buông tha Bắc Thần Tinh Hồn. Giết! Một tên cũng không để lại, Cơ Vô Nhạn càng thêm phẫn nộ, dẫn đầu đuổi theo, căn bản cũng không có buông tha Bắc Thần Tinh Hồn dự định. Tiêu Phàm trong lòng sớm đã đầy bụng nở hoa, trong bóng tối bội phục mình lúc trước biến thành Bắc Thần Tinh Hồn bộ dáng, bằng không, qua phía dưới bản thân độ kiếp sau, còn phải mặt đối với người Cơ gia. Chiến Hoàng Thiên nhìn thấy một màn này, cũng là khóe miệng giật một cái, thầm nghĩ trong lòng, Bắc Thần Tinh Hồn cũng quá xui xẻo. Đoán chừng khó có thể còn sống rời đi nhân tộc thí luyện cổ lộ. Bắc Thần Tinh Hồn đầu tiên là bị Tiêu Phàm hắc hỏa hồ lô tiêu diệt hơn 10 cái thuộc hạ, sau đó lại bị lôi điện làm chết mất 2 cái, hiện tại lại bị Cơ Vô Nhạn truy sát, xác thực không có so với hắn xui xẻo hơn. Lúc này, Chiến Hoàng Thiên trong lòng lại bổ sung một câu, tuyệt đối đừng cùng điện chủ là địch a, cùng điện chủ so sánh, ta cảm giác hắn mới là thiên hữu chi nhân. Tiêu Phàm tự nhiên là không biết Chiến Hoàng Thiên ý nghĩ, Cơ Vô Nhạn xuất hiện, đối với hắn mà nói,
chỉ là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Hắn hiện tại một lòng đắm chìm trong một vòng cuối cùng nhân hình lôi điện rảo sát bên trong, căn bản không có tâm tư cố kỵ sự tình khác. Một trận chiến này, 10 điểm gian khổ, dòng dã hoa thời gian một ngày, Tiêu Phàm lúc này mới đem 9 vị nhân hình lôi điện chém giết. Mà chính hắn, cũng có chút đứng không vững, thân thể lung la lung lay, tựa như tùy thời có thể ngã xuống. Ầm ầm, hư không lôi vân run rẩy kịch liệt lên, chậm rãi hướng về bốn phía tràn ngập đi, cửu luân lôi kiếp biến mất, Tiêu Phàm cũng coi là thành công vượt qua. Hắn thành công, đám người nhìn thấy chậm rãi tiêu tán lôi vân, hơi hơi cứng lại, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Đây chính là hoang cổ diệt thần kiếp A, hơn nữa còn là mấy vạn dặm lớn thánh đế kiếp, Tiêu Phàm vậy mà thực vượt qua. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng mà, Tiêu Phàm cũng không có tâm tư để ý tới đám người khiếp sợ trong lòng, hắn lần nữa lấy ra một bình ngọc cốt đế vương dịch chút vào trong miệng, sau đó bay thẳng lôi vân đi. Nhanh, ngăn lại Tiêu Phàm. Trong đám người có người lấy lại tinh thần, cũng đồng thời đạp không mà lên, bay thẳng Tiêu Phàm vị trí đi. Nhìn thấy Tiêu Phàm xông vào trong lôi vân, rất nhiều người trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, bất quá khi nhìn thấy càng ngày càng nhiều người xông đi lên lúc, đám người trong nháy mắt minh bạch cái gì. Trời ban chí bảo, như vậy đại kiếp, khẳng định có trời ban chí bảo, nhanh, không nên để cho Tiêu Phàm lấy được. Đại đế kiếp lôi vân vậy mà đạt đến 5-6 vạn dặm phương viên, cái này vật trời ban khẳng định bất phàm, nếu là có thể lấy được, khẳng định có thể để cho ta chờ nâng cao một bước. Đám người kinh hô lên, chỗ nào còn nhớ rõ Tiêu Phàm quyết đoán cùng tàn nhẫn, tất cả đều không muốn sống một dạng hướng về không trung phóng đi. Ở bảo vật trước mặt, rất nhiều người liền sinh tử cũng không để ý. Huống chi, Tiêu Phàm vừa mới xuyên qua hoang cổ diệt thần kiếp, khẳng định hết sức yếu ớt, không phải là bọn hắn đối thủ. Người đâu, mấy tức về sau, chân trời lôi vân triệt để tán đi, nhưng mà để đám người kinh ngạc là, thiên khung một mảnh thanh minh, không có cái gì, thậm chí, liền Tiêu Phàm đều không thấy. Nhất định là thứ không tầm thường, Tiêu Phàm mang theo hắn chạy. Có người lấy lại tinh thần. Hắn khẳng định chạy không nhanh, liền ở phụ cận đây, nhất định phải tìm tới hắn. Có người lửa giận ngút trời, mắt thấy là phải tới tay bảo bối, vậy mà nhường hắn chạy mất, cái này khiến bọn họ làm sao cam tâm. Rất nhiều người tìm kiếm khắp nơi Tiêu Phàm bóng dáng, có thể Tiêu Phàm nơi nào còn có nửa điểm hình bóng. Thậm chí, ngay cả Nam Cung Tiêu Tiêu, Chiến Hoàng Thiên cùng Quan Tiểu Thất ba người, cùng cái kia thiên cổ hoang bằng, cũng đều biến mất hết, tựa như cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện. Bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, một tòa mờ mịt lượn lờ, chim hót hoa nở trong sơn cốc, Tiêu Phàm sắc mặt trắng bệch, há mồm thở dốc, ở trước mặt hắn, lơ lửng một cái hơn một trượng phương viên bạch ngọc ao. Bạch ngọc trong ao, bốc hơi lên hào quang, rực rỡ ngời ngời. Dĩ nhiên là tiên quỳnh ngọc lộ tương, cái này có thể so sánh tiên thiên nguyên khí chỉ đều chân quý hơn một chút. Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi tỏa sáng. Hắn há miệng hút vào, một đạo bạch sắc quang mang rơi vào trong miệng hắn, vào miệng tan đi, trong chớp mắt, Tiêu Phàm sắc mặt khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Ngay sau đó, Tiêu Phàm trên người lóe lên, mấy chục đạo linh hồn phân thân xuất hiện, trong tay xuất hiện nguyên một đám bình ngọc. Đây là Tiêu Phàm đã sớm chuẩn bị xong dùng để thỉnh trang trời ban chi bảo đồ vật, mỗi lần độ kiếp đều sẽ gặp gỡ những cái này quý hiếm. Tiêu Phàm tự nhiên sớm có chuẩn bị. Một trượng 3,3 mét vuông tiên quỳnh ngọc lộ tương, đây là để các đại gia tộc cùng thế lực biết rõ, đoán chừng đều sẽ ép buộc đầu, máu chảy thành sông. Làm một cái luyện dược sư, Tiêu Phàm rất rõ ràng tiên quỳnh ngọc lộ tương tác dụng, hắn không chỉ là thánh dược chữa thương, có thể làm cho người chết sinh bạch cốt. Hơn nữa, nó còn có thể chữa trị người linh hồn, luyện chế thánh giai thần đan, ẩn chứa trong đó nồng nặc vô chủ khí số. Xa so với tiên thiên nguyên khí chỉ còn muốn nồng đậm. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm lúc này mới đem tiên quỳnh ngọc lộ tương triệt để phong ấn hoàn tất, không lâu sau đó, cái kia thịnh trang tiên quỳnh ngọc lộ tương lôi chỉ cũng chậm chậm tiêu tán ra. Lão nhị tam ca, mấy đạo thanh âm từ nơi không xa vang lên. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất, Chiến Hoàng Thiên nhao nhao bay tới. Cái kia thiên cổ hoang bằng cũng thay đổi thành một trượng 3,3 mét lớn nhỏ. Các ngươi tới không tính chậm, Tiêu Phàm mỉm cười, nuốt không ít tiên quỳnh ngọc lộ tương,
thương thế của hắn cũng khôi phục thất thất bát bát. Bất quá, muốn triệt để luyện hóa tiên khung ngọc lộ tương bên trong năng lượng, còn cần một đoạn thời gian. Nói xong, Tiêu Phàm lấy ra hơn 10 cái bình ngọc, 10 cái làm một tổ, rơi vào ba người một thú trước người. Đây là độ kiếp trời ban chi bảo. Nam Cung Tiêu Tiêu nghi ngờ nói, mở ra một cái bình nhét, lập tức một cỗ mùi thơm nồng nặc đập vào mặt. Hút một trong cửa, mọi người nhất thời cảm giác toàn thân lỗ chân lông tất cả đều thư giãn ra. Điện chủ, đây chẳng lẽ là tiên quỳnh ngọc lộ tương? Chiến Hoàng Thiên trực tiếp kinh hãi kêu lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm. Nhãn lực cũng không sai. Tiêu Phàm mỉm cười. Không, thứ này quá quý trọng. Chiến Hoàng Thiên lắc đầu, vội vàng đem chứa tiên quỳnh ngọc lộ tương bình ngọc đẩy trở về. Chiến Hoàng Thiên, ngươi dù sao cũng là ta Tu La Điện người, chẳng lẽ dám ngỗ nghịch ta người điện chủ này mệnh lệnh sao? Tiêu Phàm sầm mặt lại, nói ta nhường ngươi thu, ngươi liền thu. Chiến Hoàng Thiên đắng chát cười một tiếng, cuối cùng gật đầu một cái. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất hai người đương nhiên sẽ không khách khí, ngược lại là cái kia thiên cổ hoang bằng, có chút xấu hổ, nó hiển nhiên cũng biết tiên quỳnh ngọc lộ tương quý giá. Tiêu Phàm xuất thủ chính là 10 bình, cái này khiến thiên cổ hoang bằng đều có chút sững sờ, thật sự là thủ bút này quá lớn. Hoang bằng, tam ca đưa cho ngươi, ngươi liền nhận lấy đi. Quan Tiểu Thất sờ lên thiên cổ hoang bằng đầu, cười nói. Tạ. Thiên cổ hoang bằng mở miệng nói tiếng người, cảm kích nhìn Tiêu Phàm một cái. Tiểu ngũ, không giới thiệu cho chúng ta một chút cái này vị sao? Tiêu Phàm cười nhìn lấy thiên cổ hoang bằng nói, hắn không nghĩ tới Quan Tiểu Thất lại còn có thể hàng phục thần thú bảng xếp hạng trước 100 thần thú. Tam ca, đây là hoang bằng, người cũng biết hắn liền là thiên cổ hoang bằng, 2 năm trước ta tiến vào nơi này thời điểm, vừa lúc cứu nó một mạng, sau đó chúng ta liền trở thành huynh đệ. Quan Tiểu Thất nói đơn giản một lần. 2 năm trước, Quan Tiểu Thất đi tới Thánh Linh Táng Thổ, phát hiện bị thương thiên cổ hoang bằng, xuất thủ cứu thiên cổ hoang bằng một mạng, sau đó một người một thú vẫn tại cùng một chỗ tu luyện. Tiêu Phàm gật gật đầu, Quan Tiểu Thất thân làm linh tộc, một mực cùng thần thú có chút sâu xa, cho nên một dạng nhìn thấy thú tộc, hắn cũng sẽ không cùng người khác một dạng trực tiếp đổ sát. Hoang bằng thụ cái gì tổn thương? Tiêu Phàm nhịn không được hỏi. Hoang bằng dù sao cũng là đại đế cảnh đỉnh phong, bình thường thương thế đối với nó mà nói, cũng không tính cái gì mới đúng. Linh hồn trúng độc, Quan Tiểu Thất nghĩ nghĩ, vẫn là nói ra. À, Tiêu Phàm trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, hắn từng tại chiến hồn đại lục gặp qua linh hồn trúng độc người đâu, thế nhưng loại độc độc tính cũng không lớn. Muốn hạ độc được đại đế cảnh linh hồn của cường giả, độc này sợ không phải đơn giản như vậy. Hoang bằng ở Thánh Linh Táng Thổ chỗ sâu phát hiện một cái cây, trên cây có một loại trái cây ẩn chứa năng lượng kinh khủng, chính là đứng ở bên cạnh cây tu luyện, đều đối linh hồn rất có chỗ tốt. Quan Tiểu Thất trầm giọng nói. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, bất quá, cây kia một bên, có không ít thú tộc thủ hộ, hơn nữa lượn lờ một tầng khí độc, hoang bằng không cẩn thận liền trúng chiêu. Có thể đối linh hồn hữu ích trái cây, thật đúng là hiếm thấy. Chiến Hoàng Thiên trầm giọng nói, bất quá cái này Thánh Linh Táng Thổ ngược lại là rất thần bí, có vật như vậy cũng là không ngoài ý. Vậy muốn không chúng ta bây giờ sẽ đi thăm nhìn. Nam Cung Tiêu Tiêu ánh mắt tỏa sáng. Ta theo hoang bằng hai cái đi qua một chuyến, bất quá nơi đó bây giờ nồng vụ tràn ngập, muốn tới gần cũng rất khó. Quan Tiểu Thất lắc đầu. Ánh mắt của mọi người lập tức rơi vào Tiêu Phàm trên người, Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, đối với cái kia trái cây ta quả thật có hứng thú. Nhưng là, hiện tại ta phải tìm tới Thi Vũ lại nói. Thi Vũ tỷ đi ra, Quan Tiểu Thất kinh ngạc nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, đem Diệp Thi Vũ cho hắn nhắn lại nói một lần, bất quá tiểu hài bị cướp sự tình Tiêu Phàm cũng không có đề cập. Tam ca yên tâm, hoang bằng đối với Thánh Linh Táng Thổ rất quen thuộc, nó khẳng định có thể tìm được Thi Vũ tỷ. Quan Tiểu Thất vẻ mặt nghiêm túc nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 146.